Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 16. Ăn cướp. Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy đi ra dược đường liền thấy, đưa cổ đi đến nhìn Trần Vệ Phú. Này sẽ mặt trời có chút lớn, hai cái đệ bị phơi mặt ửng hồng. Ba người nhìn thấy Mộ Vân Sơ các nàng ra tới, vội vàng chào đón. Trần Vệ Phú hỏi, cha thế nào? Trần Định Huy nhẹ gật đầu nói, đi chúng ta đi trước tiền trang. Mộ Vân Sơ rất muốn nói, đem bạc cho ta đi, bỏ vào không gian bên trong an toàn nhất. Nhìn xem Trần Định Huy dáng vẻ khẩn trương, đành phải ngoan ngoãn đi cùng một nhà, Thiên Hạ tiền trang. Vẫn là như cũ, Mộ Vân Sơ đi theo Trần Định Huy tiến tiền trang. Đi theo các nàng phía sau một cái tiểu lưu manh, nhìn thấy người tiến tiền trang, khí phi, trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng. Mắng nhà quê, làm sao tồn đi vào, đợi lát nữa còn cho ta làm sao lấy ra. Tồn xong tiền, Trần Định Huy thở dài nhẹ nhõm, hắn lần thứ nhất thấy nhiều bạc như vậy, nghĩ đến vẫn là tiết kiệm tiền trang tương đối bảo hiểm. Đem phiếu đưa cho Mộ Vân Sơ cũng không có chối từ, chờ có rảnh đem bạc, lấy ra chạy không thời gian, theo dùng theo lấy tốt bao nhiêu. Trần Định Huy nhìn xem trong ngực bạc vụn nói, chúng ta đi trước tiệm tạp hóa mua chút các ngươi thứ cần thiết. Mộ Vân gật đầu, nhìn thấy đầu đường bán ngọt canh mà nói, tổ phụ ngươi nhìn đệ đều nóng không được, chúng ta một người mua bát ngọt canh uống lại đi. Trần Định Huy cười gật đầu, một người muốn một bát ngọt canh uống băng lạnh buốt lạnh nhiều dễ chịu. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong cười rất vui vẻ. Trần Vệ Phú cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn cũng cho tới bây giờ không uống qua ngọt canh. Xa xa tiểu lưu manh nhìn thấy Trần Định Huy trong ngực nâng lên địa phương, trong lòng suy nghĩ, không có đi tiết kiệm tiền, vậy đi tiền trang làm gì? Chẳng lẽ không hay? Nhếch miệng lên, ai yêu, lần này các huynh đệ muốn phát tài, hắc. Mấy người uống xong ngọt canh, Trần Định Huy trả tiền. Cùng đi tiệm tạp hóa. Mộ Vân Sơ vung tay lên mua. Trần Định Huy nhìn thấy con mắt đang run rẩy. Tính tiền thời điểm trên mặt đất chồng một đống lớn đồ dùng hàng ngày, trưởng quỹ cũng tốt bụng đề cử trúc cái gùi, Mộ Vân Sơ một chút mua 3 cái, trưởng quỹ vui mặt mày hớn hở, cuối cùng tính toán sổ sách, lần này liền bỏ ra bạc hơn. Trần Định Huy một trận thịt đau. Mộ Vân nhìn thấy bên cạnh chính là tiệm hạt giống, hỏi Trần Định Huy muốn 2 lượng bạc, chạy tới tiệm hạt giống mua một chút phổ thông đồ ăn hạt giống. Nghĩ đến lần sau có rảnh lại đến nhìn xem, có hay không hiếm có hạt giống. Mộ Vân Sơ nhìn thấy Trần Định Huy mấy người tại ven đường chờ lấy, con mắt nhìn qua nhìn thấy một cái lén lúc người. Trong lòng có thêm một cái tâm nhãn. Đi đến mấy người trước mặt nói, mua không sai biệt lắm. Đi thôi, Trần Định Huy cùng Trần Vệ Phú làm công nhân bốc vác. Đi tới, Mộ Vân Sơ nhìn thấy một nhà hãng buôn vải, nhìn xem Trần Định Huy nói, tổ phụ ta muốn mua điểm vải trở về làm quần áo. Trần Định Huy nhìn một chút 3 người quần áo trên người, gật đầu từ trong ngực móc ra ngân đại tử, chuẩn bị cho bạc. Mộ Vân tiếp nhận ngân đại tử cười nói, tổ phụ ta muốn cho các ngươi cũng mua chút vải, bạc trước hết thả ta chỗ này. Nói xong cũng chạy. Trần Định Huy ai? Đưa tay muốn ngăn không có ngăn lại, thở dài nói, nha đầu này. Không bao lâu liền gặp Mộ Vân Sơ ôm, thật dày một chồng bày ra tới. Mấy loại nhan sắc. Trần Định Huy tiến lên nói, ngươi cái nha đầu, tận xài tiền bậy bạ. Lập tức mua nhiều như vậy vải. Mộ Vân Sơ cười không nói lời nào. Nhìn thấy cái kia lấm la lấm lét người còn đi theo. Biết bọn hắn bị người để mắt tới. Mộ Vân Sơ trên đường đi mua chút thịt, mua 10 cái bao tử, một người ăn 2 cái. Còn mua một chút đồ ăn. Mấy người đi đến xe bò trước mặt đều mệt thở mạnh, nghỉ ngơi một hồi mới đánh xe rời đi thị trấn, đi không bao lâu, từ trong rừng cây chạy đến lưu manh, niên kỷ cũng không lớn, cũng chưa tới 20 tuổi. Cầm trong tay khảm đao, gậy gỗ. Dọa đến Trần Định Huy mấy người đều đổi sắc mặt, không dám động đậy, nhìn xem mấy tên côn đồ. Mộ Vân Sơ nhìn thấy Tề Thế Đường bên trong cái kia dược đồng, từ trong rừng cây chậm rãi đi tới, miệng bên trong còn ngậm cái cỏ đuôi chó, biết đây là trả thù mình đến. Nhìn thấy nhiều như vậy người, nếu là không cẩn thận làm bị thương tổ phụ cùng đệ bọn hắn liền không tốt. Mộ Vân Sơ chỉ hận mình quá yếu. Không gian bên trong đoàn viên tròn, thấy cảnh này đều nhao nhao muốn ra tới giúp mình. Lưu Cường nhìn xem trên xe mấy người cười xấu xa nói, yêu, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận a, làm ra một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. còn cần cây gậy trong tay, nâng lên Mộ Vân Sơ cái cằm nói, gào to, tiểu muội muội dáng dấp còn không tệ nha, chính là đen một chút, nhỏ tuổi một chút, mấy ca còn không có hưởng qua, nhỏ như vậy nữ nhân ngủ dậy đến, là tư vị gì đâu. Ha ha ha, mấy tên côn đồ một trận cuồng tiếu. Một người dáng dấp một mặt hèn mọn nam tử mở miệng cười nói, tiểu gia ta ngủ qua tiểu quả phụ, cũng ngủ qua đại cô nương, chính là không ngủ qua nhỏ như vậy cô nương. Lại một trận tiếng cười to. Mộ Vân Sơ khí nộ trừng lấy dược đồng cùng cái kia gã bỉ ổi. Trần Định Huy cùng Trần Vệ Phú nghe được cái này ô ngôn uế ngữ, khí hai mắt đỏ lên, Mộ Vân Thành khí nhớ tới cùng lưu manh liều mạng, bị Mộ Vân Sơ một cái đè lại. Mộ Vân Thành quát, tỷ ngươi thả ta ra, ta muốn cùng bọn hắn liều. Mấy tên côn đồ nhìn, đều là một mặt trào phúng. Dược đồng Lưu Cường chỉ vào Mộ Vân Thành nói, đến nha, tiểu tử, tiểu gia ta hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta liền không họ Lưu. Qua đường người thấy cảnh này xa xa liền chạy. Mộ Vân Sơ lớn tiếng hô, sư tỷ có người khi dễ ta. Lưu Cường cười ha ha nói, ngươi hô sư phụ cũng vô dụng, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Ngao! Thật sao? Liền nghe được một cái thanh âm lạnh như băng từ đám người sau lưng, truyền vào trong tai. Mấy tên côn đồ giật nảy mình, nhìn lại, là một thân hồng y xinh đẹp cô nàng. Mấy người ánh mắt sáng lên. Lưu Cường vỗ nhẹ bộ ngực, giả trang ra một bộ sợ sệt biểu lộ, cười xấu xa nói, ta rất sợ hãi nha. Mấy tên côn đồ cũng không có bị, đột nhiên xuất hiện Viên Viên dọa lùi, mà là nhìn thấy tròn trịa bề ngoài lên sắc. Tâm. Lưu Cường đi đến Viên Viên trước mặt cười tà, nhìn thấy Viên Viên giận nhìn mình lom lom, kia ngập nước mắt to, cao thẳng phải mũi cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tâm bịch bịch cuồng loạn, nuốt một ngụm nước bọt nói, cô nàng chờ chút ta, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử làm thần tiên tư vị. Mấy tên côn đồ nghe lại cười ha ha, có còn nói, đối, đợi lát nữa các ca ca mang ngươi nếm thử, loại kia bay vào đám mây tư vị, phốc ha ha ha. Bao Quanh một chân đạp hướng Lưu Cường đũng quần, Lưu Cường trực tiếp bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét, phanh một tiếng rơi xuống đất, một tiếng hét thảm truyền đến. Mộ Vân Sơ tại Bao Quanh động thủ thời điểm, cũng động thủ, một cái càng quét chân, đá ngã lăn hai người, cái khác hai tên côn đồ kịp phản ứng thời điểm muốn phản kháng, giơ tay lên bên trong cây gậy khảm đao liền phải hướng Mộ Vân Sơ trên thân chào hỏi. Bao Quanh sợ Mộ Vân Sơ ăn thiệt thòi, một chân đá bay Lưu Cường, chạy tới, đem hai người một chân một cái gấp thành la hán. Trần Định Huy cùng Trần Vệ Phú trừng lớn mắt nhìn xem Mộ Vân Sơ cùng cô bé áo đỏ. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, có tên côn đồ khảm đao liền phải khảm đao Mộ Vân Sơ trên thân, còn tốt cái này cô bé áo đỏ ra tay nhanh, bằng không bọn hắn cũng không dám nghĩ kết quả. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong thì là, một mặt hưng phấn nhìn xem hai người. Mấy tên côn đồ muốn đứng dậy chạy trốn, Mộ Vân Sơ a nói, hôm nay ai dám chạy, ta đánh gãy hắn chân chó. Mấy tên côn đồ dọa đến, bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô nãi nãi chúng ta sai, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nói, còn quất chính mình lên vả miệng. Một bên cầu xin tha thứ một bên quất chính mình, đều là chúng ta cái miệng này tiện, nói một chút khốn nạn lời nói. Cầu cô nương tha chúng ta đi, chúng ta lần sau cũng không dám lại. Mộ Vân Sơ thấy mấy người dùng sức quất chính mình cảm thấy nhìn xem đều đau, Viên Viên đi đem đã ngất đi Lưu Cường kéo đi qua. Mấy người nhìn thấy Lưu Cường không nhúc nhích, còn tưởng rằng Lưu Cường chết rồi. Dọa đến dập đầu cầu xin tha thứ, cô nãi nãi tha chúng ta đi, chúng ta thật biết sai. Nghĩ thầm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, bọn hắn lại đến 10 cái cũng đánh không lại tiểu nha đầu này. Mộ Vân Sơ dùng ý niệm giáo Viên Viên nói, các ngươi về sau nếu là còn dám làm loại sự tình này, ta nhất định sẽ thay trời hành đạo. Đưa ngươi nhóm lên đường. Bao Quanh tiếp vào Mộ Vân Sơ mệnh lệnh, tại không gian dùng bùn, xoa mấy cái nhỏ dược hoàng. Viên Viên cầm ở trong tay nhìn một chút, đi đến mấy người trước mặt, mỗi người cho ăn tiếp theo viên. Viên Viên nặng ra Lưu Cường miệng cũng cho ăn một viên. Nhìn xem mấy người nói, đây là chân ngôn hoàng, về sau các ngươi nếu là dám nói láo, liền sẽ độc phát mà chết. Đem tiền lưu lại, mang theo hắn đi nha môn đầu án tự thú, đem các ngươi làm qua chuyện xấu, một kiện không rơi đều nói cho quan sai nghe. Mấy người lưu manh một mặt sợ hãi nhìn xem Viên Viên. Trong lòng đều hối hận không thôi. Khóc ròng ròng. Vội nói, là. Đem trên người bạc đều móc ra. Vẫn không quên đem Lưu Cường trên người, bạc cũng lật ra đến, đều để dưới đất chất thành một đống. Mấy người nhấc lên Lưu Cường lão đảo đi, nửa đường mấy người đem Lưu Cường ném trên mặt đất quyền đấm cước đá, Lưu Cường bị đau tỉnh, nhìn thấy mấy cái huynh đệ đánh mình, chật vật mở miệng nói, đừng đánh. Ta nhanh không được. Mấy người cũng sợ đem người đánh chết, lại thêm một đầu tội giết người. đều dừng lại nhìn xem Lưu Cường. Một cái gọi cái sàng, nhỏ gầy lại hèn mọn nam tử khóc mở miệng nói, đều tại ngươi, là ngươi đem chúng ta hại. Về sau chúng ta đều muốn tại trong đại lao đợi. Lưu Cường nghe mơ mơ hồ hồ, lên tiếng hỏi nguyên nhân, liếc mắt lại ngất đi. Cái kia một đường đi theo Mộ Vân Sơ lưu manh nói, chúng ta nếu không đừng đi nha môn, dù sao lại không ai đi theo chúng ta, về sau chúng ta thay đổi triệt để, thật tốt làm người. Không làm chuyện xấu sự tình. Trừ chúng ta cũng không ai biết chúng ta làm qua những sự tình kia. Nhìn thấy mấy người đều trầm mặc không nói còn nói đến, trước kia chúng ta làm qua sự tình, đều có thể đem ngồi tù mục xương. Ngày nào nói không chừng liền chết tại trong lao. Lưu Cường bị cái sàng ấn huyệt nhân trung làm tỉnh lại, mọi người thương lượng xong quyết định. Về nhà thật tốt hiếu kính phụ mẫu, đem chuyện trước kia đều quên mất lại bắt đầu lại từ đầu. Bên này Trần Định Huy thấy Lưu Manh đi, hạ xe bò, mất thăng bằng kém chút ngã sấp xuống, Trần Vệ Phú thấy thế đỡ một cái. Hai người chân còn tại không ngừng run rẩy, đi lên trước hướng Viên Viên không lưng hành lễ, nói, đa tạ tiểu cô nương ân cứu mạng. Mộ Vân Thành dẫn Mộ Vân Phong, hai mắt sáng lên nhìn xem Viên Viên, thi lễ một cái nói, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Viên Viên bận bịu đỡ dậy Trần Định Huy hai người, hướng Mộ Vân Thành hai người cười cười, nói, ta là Vân Sơ sư tỷ, các ngươi không cần phải khách khí. Nói xong chợt lách người không thấy bóng dáng. Mộ Vân Thành, Mộ Vân Phong nhìn chung quanh. Trần Định Huy còn không có kịp phản ứng Mộ Vân Sơ lúc nào bái người sư phụ cha. Liền thấy cô bé áo đỏ, lập tức không gặp. Trần Định Huy cùng Trần Vệ Phú cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu, tiên nhân a, chúng ta đây là gặp gỡ tiên nhân. Mộ Vân Thành Mộ Vân Phong cũng quỳ theo hạ dập đầu. Mộ Vân Sơ một mặt lúng túng nhìn xem mấy người. Nghĩ dạng này cũng tốt, về sau làm việc tốt giả bộ ngớ ngẩn. Tiến lên đỡ dậy Trần Định Huy hai cha con nói, tổ phụ, sư tỷ nàng đã đi, cũng không nhìn thấy. Trần Định Huy một mặt kích động nắm lấy Mộ Vân Sơ cánh tay hỏi, nha đầu ngươi chừng nào thì bái sư. Làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Mộ Vân Sơ nghĩ mới nói, liền hôm qua ta đi trên núi, gặp sói, là sư phụ đã cứu ta, còn thu ta làm đồ đệ, sư tỷ nói chỉ cần ta gặp nạn, lớn tiếng hô một tiếng nàng liền sẽ tới cứu ta. Trở về ta liền cấp quên, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nhớ tới liền nghĩ thử xem, không nghĩ tới sư tỷ thật xuất hiện. Trần Định Huy cười nói, sư phụ ngươi khẳng định là trong truyền thuyết tiên nhân. Nha đầu ngươi là có đại tạo hóa người, ngươi muốn trân quý cơ hội này, thật tốt đi theo tiên nhân học bản lĩnh. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nghe một mặt ao ước. Mộ Vân Sơ ho khan một cái nói, tổ phụ ta biết. Chỉ vào trên đất bạc vụn nói, Vân Thành nhanh đi đem bạc kiếm về. Hai người bận bịu chạy tới đem Lưu Manh lưu lại bạc kiếm về. Đếm có 4 lượng nhiều. Mộ Vân Sơ đưa cho Trần Vệ Phú nói, trở về mua chút rượu liền tổ phụ ép một chút. Trần Vệ Phú cười tiếp nhận nói, tốt, nghe nha đầu. Mộ Vân Sơ để đệ đem rơi trên đất, khảm đao cùng cây gậy đều nhặt lên, đặt ở trên xe bò, mới cùng nhau về nhà đi. Về đến nhà, Mộ Vân Sơ cho một người rót một chén nước đun sôi để nguội, để mọi người giải khát. Mộ Vân Sơ hôm nay cao hứng, dùng mua đồ ăn thịt, làm vài món thức ăn. Trần Vệ Phú ra ngoài mua một vò rượu trở về. Mấy người cùng một chỗ vui vẻ ăn cơm tối, Trần Định Huy một cao hứng uống hơi nhiều. Trần Vệ Phú mặc lên xe bò, Mộ Vân Sơ đem mua vải vóc, trừ tỷ đệ 3 người, đều đặt ở một cái gùi, cầm lên xe bò. Đưa tiễn Trần Định Huy cùng Trần Vệ Phú, tỷ đệ mấy người trở về phòng. Hai huynh đệ hỏi tỷ, sư tỷ của ngươi là thần tiên sao? Mộ Vân Sơ điểm nói, xem như thế đi. Hai người con mắt sáng lên nhìn xem Mộ Vân Sơ, Mộ Vân Thành hỏi, vậy ngươi về sau cũng có thể biến thành thần tiên sao? Mộ Vân Sơ trong đầu hỏi Bao Quanh, ngươi giúp ta xem bọn hắn có hay không linh căn. Bao Quanh đã sớm nhìn qua nói, bọn hắn một cái là hỏa linh căn, một cái là một linh căn, đều là đơn linh căn. Nhìn xem đệ mong đợi ánh mắt nói, có thể nha, chỉ cần ta cố gắng tu luyện. Mộ Vân Thành lại hỏi, tỷ ngươi có thể hay không hỏi một chút sư phụ ngươi, còn có thu hay không đồ đệ, ta cũng muốn tu luyện, sau này làm thần tiên. Mộ Vân Sơ cười nói, không cần hỏi, các ngươi về sau có thể đi theo ta tu luyện nha. Thật sao? Tỷ. Thật. Quá tốt, hai người nghe cao hứng khoa tay múa chân. Mà mộ nhà bên này, phòng bầu không khí khá là quái dị. Chương 17, phân gia. Lý Tú Cầm vốn là muốn đi trên trấn đem 2 cái nha đầu mang về, không nghĩ tới Mộ Nguyên Trạch đưa ra phân gia, mà lại thái độ cường ngạnh, khiến Lý Tú Cầm kém chút ngất đi. Mộ Nguyên Đức dù sao làm nhiều năm trưởng quỹ, làm lên sự tình đến, mạnh mẽ vang dội. Giữa trưa, Mộ Nguyên Hồng cùng Mộ Vân Dương từ thư viện trở về. Biết được tình huống về sau, lúc đầu nghĩ khuyên hai câu, Mộ Nguyên Hồng nhìn thấy Mộ Nguyên Đức kéo dài mặt, liền không nói lời gì nữa. Mộ Nguyên Hồng để Mộ Vân Dương đi thư viện, cáo nửa ngày nghỉ. Mộ Nguyên Đức thuê chiếc xe bò, lôi kéo giả bệnh Lý Tú Cầm, cùng một chỗ về Thanh Khê Thôn. Mộ Vân Yên còn muốn lấy tại trên trấn nhìn xem đâu, lần này cũng nghĩ tâm tư. Trên đường đi, Mộ Vân Yên ngồi tại trên xe bò, len lén dò xét lấy tiện nghi của mình cha, cùng đại ca. Trâu ngồi trên xe Trần Thục Phương mẫu nữ ba người, lại có là Lý Tú Cầm cùng Mộ Vân Yên, ba nam nhân đều đi đường. Mộ Vân Yên nhìn xem, Mộ Vân Dương bên mặt, cảm thấy cùng Mộ Vân gấm dáng dấp rất giống. Mặc trường bào màu xanh da trời, trên đầu mang theo nón thư sinh, ôn tồn lễ độ. Đây là nàng xuyên qua lần thứ hai thấy Mộ Vân Dương, lần trước mình trong phòng, cách cửa sổ, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Mộ Vân Dương cảm nhận được, muội muội ánh mắt, quay đầu về Mộ Vân Yên cười cười. Mộ Vân Yên sững sờ, cúi đầu, trong lòng lại nói, không nghĩ tới tiện nghi đại ca cười lên đẹp mắt như vậy. Nhưng so sánh kiếp trước đại minh tinh soái nhiều, chẳng qua nàng cảm thấy vẫn là thần tượng của mình đẹp trai hơn một chút, đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại. Trở lại mộ nhà, Mộ Văn Hiên đang chuẩn bị đi tư thục. Nhìn thấy nhi tử đều trở về, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Bận bịu đi mau mấy bước hỏi, Nguyên Hồng đây là xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Nguyên Hồng khó xử không biết làm sao mở miệng, Mộ Nguyên Đức bịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, cha là nhi tử bất hiếu, ta muốn chia ra ngoài mình sống một mình. Mời cha đáp ứng đi. Nói xong cũng đập ngẩng đầu lên. Mộ Vân Tường hòa Mộ Vân Thụy nhìn thấy cha mình quỳ xuống dập đầu, bận bịu chạy tới quỳ gối Mộ Nguyên Đức sau lưng cúi đầu. Trần Thục Phương cùng Mộ Vân Tuyết, Mộ Vân Vi, tại xe bò đến cửa thôn thời điểm liền xuống xe, ven đường ngồi tại dưới đại thụ hóng mát hàng xóm láng giềng, nhìn thấy trên xe bò lôi kéo một người, đều nghị luận. Trên xe bò nằm người thật giống như là Mộ Tú Tài mẹ hắn, Lý Tú Cầm. Đúng vậy a, đúng vậy a, không biết đã xảy ra chuyện gì, không nghe nói Lý Tú Cầm sinh bệnh a. Ta sáng nay còn chứng kiến nàng cùng Vân Yên nha đầu cùng một chỗ hướng thị trấn phương hướng đi. Đi cùng đi lên xem một chút, đã xảy ra chuyện gì? Trần Thục Phương nhìn thấy mình nam nhân quỳ xuống, liền lôi kéo hai cái nữ nhi cũng quỳ. Các thôn dân nghe Mộ Nguyên Đức, đều có chút giật mình. Hoàng Lão Thái nhìn thấy, còn nằm tại trên xe bò Lý Tú Cầm, hỏi, Lý Tú Cầm ngươi đây là làm cái gì tang lương tâm sự tình, cái này thân nhi tử đều muốn, cầu phân gia sống một mình. Không phải bị buộc hung ác, cái này Mộ lão nhị như thế trung thực cũng sẽ không như vậy làm nha, mọi người nói đúng hay không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng Lão Thái liền gặp không được Lý Tú Cầm tốt. Nắm lấy cơ hội, không dẫm mấy cước đều cảm thấy có lỗi với mình. Trên xe bò giả bệnh Lý Tú Cầm khí trở mình một cái nhảy xuống xe bò, chạy đến Hoàng Lão Thái trước mặt, hai người xoay đánh nhau. Lý Tú Cầm còn mắng, ngươi cái không muốn mặt hàng, ta đánh chết ngươi. Đều cũ rích, còn băng khoăn ta nam nhân. Khắp nơi cùng ta không qua được. Đám người nghe xong đều thổn thức không thôi. Vương Lão Thái bị bốc nội tình, khí xuống tay càng nặng. Miệng bên trong cũng mắng, năm đó nếu không phải ngươi không muốn mặt, mang con của hắn, hắn có thế từ hôn sao? Ngươi nói bậy, Lý Tú Cầm khí rống to. Ta nói bậy, nhà ngươi lão đại 7 tháng liền sinh. Đừng cho là ta không biết. Mộ Văn Hiên xấu hổ mặt xanh một trận đỏ một trận. Mộ người nhà đều ngẩn ở đây tại chỗ, đều quên đi giúp Lý Tú Cầm. Mấy cái phụ nhân trò hay nhìn đủ rồi, bận bịu đi lên, cười đem hai người kéo ra. Lý Tú Cầm cùng Hoàng Lão Thái hai người sợi tóc lộn xộn, trên mặt đều bị cào nát chảy máu. Mộ người nhà thấy cảnh này, đều mắt trợn tròn. Mộ Vân Yên cảm thấy rất mất mặt, chạy đến Mộ Lão Thái trước mặt nói, tổ mẫu ngài còn bệnh đâu, ta đỡ ngài trở về phòng đi. Lý Tú Cầm nhìn thấy Mộ Văn Hiên mặt đen lên giận nhìn mình lom lom. Vội vàng dùng tay viện đầu, ai u, đi theo Mộ Vân Yên trở về phòng. Hoàng Lão Thái nhìn thấy mình bộ dáng chật vật, còn có người chung quanh ánh mắt khác thường, cũng rời khỏi đám người chạy về nhà. Mộ Văn Hiên nhìn thấy Mộ Nguyên Đức một nhà còn quỳ trên mặt đất. Giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến lão nhị đã có phân đi ra sống một mình tâm tư, còn huyên náo mọi người đều biết, nếu là mình cưỡng chế đến, về sau người một nhà, tâm không đủ, sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện. Còn không bằng liền thừa dịp hiện tại phân gia được rồi. Vân Dương, ngươi đi mời tộc lão tới. Mộ Vân Dương thi lễ một cái trả lời, là, tổ phụ. Liền chạy. Mộ Văn Hiên nhìn xem trong viện, hàng xóm láng giềng nói, hôm nay ta Mộ nhà có chút việc tư phải xử lý, không tiện chiêu đãi các vị, mời các vị hàng xóm láng giềng tạo thuận lợi tất cả giải tán đi. Các thôn dân thấy lão Tú Tài mặt đen lên đuổi người, mọi người ăn như thế to con dưa, cũng đều không dám nói gì, đều nhao nhao rời đi. Chớ Văn Hiên nhìn thấy tất cả mọi người đi, gấm hoa quan đại môn, Mộ Vân gấm chạy tới đem đại môn đóng lại. Mộ Văn Hiên vừa đi vừa về đi vài bước, chỉ vào Mộ Nguyên Đức mắng, ngươi cái nghịch tử. Nghịch tử. Mộ Nguyên Đức cũng biết hôm nay người ném lớn, cũng không dám ngẩng đầu liền quỳ như vậy. Mộ Vân Tuyết biết nhà hôm nay phân định, trong lòng an tâm. Chỉ cần không để nàng ở nhà, mỗi ngày làm nhiều như vậy sống là được. Nàng mới không muốn cho Mộ Vân Yên làm tiểu nha hoàn đâu. Không bao lâu, Mộ Vân Dương liền mời đến Lý Chính Mộ Văn Tính, tộc trưởng Mộ Tuấn Sinh, còn có một vị là mộ nhà trước kia đậu cử nhân tá giáp quy điền Mộ Tuấn Kỳ. Ba người tiến viện tử, liền thấy còn quỳ trên mặt đất Mộ Nguyên Đức một nhà. Mộ Tuấn Sinh mắt nhìn Mộ Nguyên Đức nói, đi đều đứng lên đi. Mộ Nguyên Đức cùng người nhà cùng một chỗ đứng lên. Mộ người nhà đi theo Mộ Văn Hiên cùng ba người thi lễ một cái. Mộ Văn Hiên nói, làm phiền thúc bá cùng Lý Chính đi một chuyến. Xin mời vào trong nhà ngồi. Tiếng nhà chính mọi người sau khi ngồi xuống, Lý Quế Lan bưng trà tới, trước cho ba người dân trà, lại cho cha chồng cùng mình nam nhân dân trà. Lại là không có Mộ Nguyên Đức. Mộ Nguyên Đức trong lòng đắng chát, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Thục Phương nhìn thấy đại tẩu ngay trước tộc lão trước mặt, nhục nhã mình nam nhân, trong lòng cũng tức giận không thôi, chạy tới cũng cho mình nam nhân rót chén trà tới. Mấy người ngồi ở chỗ đó đều không nói lời nào, trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra khá là quái dị. Đúng lúc này, Mộ Vân Yên trộn lẫn lấy Lý Tú Cầm tiếng nhà chính, Lý Tú Cầm trên đầu buộc cái miếng vải đen mang, trong ngực ôm lấy cái hắc một hộp, còn nhẹ âm thanh, ai yêu, trên rỉ. Mộ Vân Yên viện Lý Tú Cầm đi tới, Mộ Nguyên Đức liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi nói, nương, ngài ngồi bên này. Lý Tú Cầm liền một ánh mắt đều không cho Mộ Nguyên Đức. Mộ Nguyên Hồng đứng dậy đi tới, viện Lý Tú Cầm một cái khác cái cánh tay, để Lý Tú Cầm ngồi tại chỗ ngồi của mình. Mình đứng tại đằng sau. Mộ Nguyên Đức một mặt lúng túng nhìn xem đây hết thảy. Mộ Tuấn Sinh nhìn thấy người đều đến đông đủ nói, Văn Hiên ngươi tìm chúng ta tới, không phải quan uống trà a. Mộ Văn Hiên nhìn một chút con cháu của mình, thở dài nói, nhi tử lớn, cánh đều cứng rắn, ta cái này làm lão tử cũng không quản được đi. Lão nhị muốn chia ra ngoài sống một mình, cho nên mới mời các ngươi tới làm chứng. Mộ Tuấn Sinh nói, đã dự định phân đi ra, nhà này là thế nào cái phương pháp phân loại, ngươi phải cầm cái chương trình ra tới. Chúng ta cũng dễ nghe không phải. Mộ Văn Hiên nói, trong nhà có ruộng nước, 8 mẫu ruộng cạn. Nhìn xem Lý Tú Cầm hỏi, trong nhà hiện tại còn có bao nhiêu ngân lượng. Lý Tú Cầm để Mộ Vân Yên đem hộp gỗ cầm tới. Mộ Vân Yên bưng lấy hộp gỗ, đi qua đặt ở Mộ Văn Hiên trước mặt trên mặt bàn. Mộ Văn Hiên mở ra hộp, đếm nói, bạc 122 số 0280 văn. Ba cái tộc lão đều nhíu mày, không nghĩ tới Mộ Văn Hiên, cúng bái nhiều như vậy người đọc sách, trong nhà còn có nhiều bạc như vậy. Người bình thường có cái 10 lượng 8 lượng cũng không tệ. Mộ Văn Hiên nhìn thấy ba người biểu lộ trong lòng bất đắc dĩ, nếu không phải phân gia, ai sẽ đem của cải của nhà mình lộ cho người khác nhìn. Mộ Văn Hiên dừng lại một hồi còn nói, ruộng nước đại phòng, nhị phòng 1, ruộng cạn một nhà 4 mẫu. Bạc một nhà 20 lượng. Còn lại ruộng nước cùng 12 lượng bạc, lưu làm chúng ta dưỡng lão dùng. Trong nhà hết thảy 20 con gà, các ngươi hai nhà một nhà 10 con. 2 đầu heo, một nhà 1 đầu. Tại cho các ngươi 2 sáng lương, một khi thô lương một khi lương thực tinh. Nghĩ rốt cuộc không có gì. Nói hẳn là cứ như vậy nhiều. Trần Thục Phương nói, cha trong phòng bếp phải đồ làm bếp còn không có phân đâu. Lý Tú Cầm cùng Lý Quế Lan đều nộ trừng lấy Trần Thục Phương. Lý Tú Lan mắt đỏ mắng một câu, thật là một cái không coi là gì đồ vật. Trần Thục Phương cúi đầu, không dám tiếp tục lên tiếng. Mộ Văn Hiên nghĩ nói, trong phòng bếp đồ vật liền dùng mẹ ngươi cho các ngươi phân. Liền không ở nơi này nói tỉ mỉ. Mộ Văn Hiên nhìn xem Mộ Nguyên Đức nói, về sau ta và ngươi nương, liền theo đại ca ngươi qua, Mây Thụy cùng Mây Tường đọc sách dùng bút mực giấy nghiêng liền có chính các ngươi gánh chịu. Mộ Nguyên Đức gật đầu. Những người khác một mặt nghiêm túc nghe. Lý Tú Cầm yên lặng chảy nước mắt. Mộ Vân Yên cầm khăn hỗ trợ sát. Trong lòng ghét bỏ không được. Trên mặt lại không hiển lộ ra. Ba vị tộc lão đều gật đầu cảm thấy phân cũng coi như công đạo. Mộ Văn Hiên nói tiếp đi, phân nhà về sau liền thành hai nhà người, về sau cái này 2 tiếng viện tử một phân thành 2, đến lúc đó ta tìm người, từ giữa đó xây một bức tường, về sau đều đóng cửa lại tới qua thời gian, không liên quan tới nhau. Mộ Văn Hiên lại nhìn xem Mộ Nguyên Hồng nói, ngày mai ngươi cùng Vân Dương đi cùng thư viện thỉnh cầu một chút, nhìn xem có thể hay không ở tại thư viện. Mộ Nguyên Hồng gật đầu một cái nói, biết phụ thân. Mộ Văn Hiên thở dài, nói, trước kia trong nhà ruộng đồng đều là từ lão tam phục dịch. Về sau nhà mình phân đến ruộng đồng mình loại. Đám người cũng không có ý kiến, tộc trưởng Mộ Tuấn Sinh viết phân gia văn thư, một thức 4 phần, Mộ Văn Hiên hòa, Lý Tú Cầm trước theo thủ ấn, Mộ Nguyên Đức cùng Mộ Nguyên Hồng tiến lên ấn lên thủ ấn, tộc trưởng Mộ Tuấn Sinh 3 người cũng đều theo thủ ấn. 1 phần cho Mộ Nguyên Đức, 1 phần cho Mộ Nguyên Hồng, Mộ Văn Hiên 1 phần, cuối cùng 1 phần Mộ Tuấn Sinh đưa cho Mộ Văn Ngôn nói, làm phiền cháu lớn chạy nha môn một chuyến. Mộ Văn Ngôn cười nói, tộc trưởng nói gì vậy, cái này vốn nên chính là việc nằm trong phận sự của ta. Tiếp nhận văn thư thổi khô dông dài, xếp lại ôm vào trong lòng. Nhà chia xong, Mộ Văn Hiên để Lý Quế Lan giết 2 con gà, xào vài món thức ăn, mình cầm 1 vò rượu ngon. Mộ Tuấn Sinh mấy người tại mộ nhà ăn phân gia cơm mới đi. Mộ Vân Tuyết coi là phân nhà liền có thể còn giống như trước đồng dạng, cùng cha mẹ ở cùng nhau tại trên trấn, kết quả vẫn là rơi vào cái, ở nhà cho gà ăn, cho heo ăn, về sau còn muốn xuống đất làm việc. Nghĩ đến Mộ Vân Sơ nói lời, cảm thấy nàng bên trên Mộ Vân Sơ cái bẫy. Lại không dám nói ra, trong lòng phụng phịu. Mà Mộ Vân Sơ bên này ngay tại, giáo 2 cái đệ đệ, tu luyện như thế nào trường sinh quyết. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong ngồi ở trên giường cuộn lại chân, chiếu vào tỷ tỷ nói phương pháp, từng lần một ngay tại nếm thử. Mộ Vân Sơ nhìn thấy 2 người tiến vào trạng thái về sau, mình trở lại phòng bếp giữ cửa chen vào, lách vào không gian. Cùng Bao Quanh, Viên Viên, còn có Tiểu Nhân Tham Gia lên tiếng chào hỏi, lại đi tu luyện thất bắt đầu đánh thông còn lại kinh mạch. Không gian đi vào trong đi qua. Mộ Vân Sơ 2 lần hết thảy đánh thông, 99 đầu gân mạch. Còn kém 9 đầu không có đánh thông, Mộ Vân Sơ đi suối nước nóng tắm rửa ra tới, không gian bên trong yên tĩnh. Đi đến phòng phía trước, nhìn thấy Tiểu Nhân Tham Gia ngồi tại lá sen phía trên nhắm mắt đã tọa tu luyện. Bao Quanh cùng Viên Viên ngồi tại bên hồ nước cũng tại tu luyện. Nhìn thấy hắc thổ địa bên trên bây giờ mọc đầy các loại rau quả. Hắc thổ địa trên có đặc thù tốc độ thời gian trôi qua, có đồ ăn đã thành thục. Nghĩ đến hẳn là Bao Quanh các nàng giúp mình loại. Mộ Vân Sơ nghe được, tiếng đập cửa vội vàng ra không gian, mở cửa, thấy là Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nhìn thấy Mộ Vân Sơ đều sợ nói không ra lời, miệng há phải đều có thể nhét vào 1 quả trứng gà. Mộ Vân Sơ mới phản ứng được, sốt ruột mở cửa, quên dùng tro sờ mặt. Thứ 18 chương tìm Liễu Đại Nương hỗ trợ. Mộ Vân Sơ vừa định tìm lý do, Mộ Vân Thành hỏi, tỷ tỷ ngươi là ăn tiên đan sao? Mộ Vân Phong nói, tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp a. À? Mộ Vân Sơ lúng túng cười cười, dùng tay phải sờ mũi một cái nói, chỉ cần các ngươi về sau thật tốt tu luyện, cũng sẽ càng ngày càng dễ nhìn. Mộ Vân Sơ sợ chờ chút vạn nhất người tới nhìn thấy mình, không tốt giải thích biến hóa của mình. Xoay người sang chỗ khác trước bếp lò. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong đã nhìn thấy, Mộ Vân Sơ bưng 1 chậu nước để xuống đất, ngồi xổm ở chậu nước trước, tay vươn vào lò đường bên trong, làm đen xám hướng trên mặt, trên cổ bôi, bôi xong còn nằm sấp chậu nước bên trên chiếu chiếu, nhìn nơi nào không có bôi đến lại bôi mấy lần, liền trên cánh tay đều bôi, không bao lâu liền biến thành bộ dáng lúc trước. Mộ Vân Phong thanh âm non nớt truyền đến, tỷ tỷ ngươi tại sao phải hướng trên mặt lau bụi? Rất khó coi, nhiều bẩn a. À. Mộ Vân Thành cũng nhìn xem Mộ Vân Sơ, chờ đợi đáp án. Mộ Vân Sơ cười một cái nói, tỷ tỷ dạng này cũng là biến tướng bảo vệ mình, chúng ta hiện tại thế đơn lực bạc, nếu như có người nhìn thấy tỷ tỷ mỹ mạo, lên ý xấu, người bình thường cũng liền thôi, nếu là gặp gỡ không thể trêu vào người, tỷ tỷ cả đời liền hủy. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong cái hiểu cái không gật đầu, Mộ Vân Thành nói, tỷ tỷ ta sẽ thật tốt tu luyện, về sau ta đến bảo hộ ngươi. Mộ Vân Phong vỗ vỗ ngực nhỏ của mình nói, còn có ta. Mộ Vân Sơ có chút cảm động, tiến lên ôm 2 cái đệ đệ nói, tốt, tỷ tỷ chờ các ngươi về sau đến bảo hộ ta. Mộ Vân Thành đột nhiên bị tỷ tỷ dạng này ôm, có chút ngượng ngùng mà nói, tỷ tỷ ta đã lớn lên. Mộ Vân Phong học ca ca dáng vẻ nói, ta cũng lớn lên, về sau không cần tỷ tỷ ôm một cái. Mộ Vân Sơ có chút dở khóc dở cười, nàng mặc dù bây giờ thân thể tuổi tác 10 tuổi, nhưng tâm lý tuổi đều 20. Cho nên một mực đem 2 cái đệ đệ coi như hài tử nhìn. Buông ra 2 cái đệ đệ nói, tốt, các ngươi đều là đại hài tử. Có thể làm tốt nhiều chuyện, vậy chúng ta cùng một chỗ nấu cơm đi. Tốt. 2 huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Mộ Vân Thành phụ trách nhóm lửa. Mộ Vân Sơ tẩy gạo, cắt thịt, chịu cháo thịt, nhìn xem 2 cái đệ đệ ăn một mặt thỏa mãn dáng vẻ, Mộ Vân Sơ lần thứ nhất cảm thấy, lại tới đây cũng không tệ. Ăn xong điểm tâm, Mộ Vân Sơ từ không gian, cầm 1 cân thịt heo, dùng giấy dầu bao lấy, đặt ở trong giỏ sắt. Bởi vì bây giờ thời tiết quá nóng, thịt đặt ở trong giếng mộ Vân Sơ cũng cảm thấy không an toàn, thừa dịp hai cái đệ đệ đã tọa lúc tu luyện, đem thịt bỏ vào không gian. Cầm lên hôm qua mua vải, để hai cái đệ đệ ở nhà, mình đi Liễu Đại nhà mẹ đẻ. Nửa đường lại gặp gỡ đi cắt heo cỏ, Mộ Vân Tuyết cùng Mộ Vân Vi, đằng sau còn đi theo cái Mộ Vân Yên. Mộ Vân Tuyết tâm tình rất tốt đi trên đường, bởi vì nàng nhìn thấy, Mộ Vân Yên cũng ra tới cắt heo cỏ. Còn chạy tới đem Mộ Vân Yên chế nhạo một phen. Khí Mộ Vân Yên bóp chết Mộ Vân Tuyết tâm đều có. Nhưng vẫn là nhìn xuống, nhìn thấy xuống đất thôn dân đi ngang qua, liền làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Qua đường mấy cái thím, nhìn thấy đều lắc đầu, còn cùng người bên cạnh nói, cái này Mộ Tú Tài nhà sống, trước kia đều là Vân Sơ nha đầu kia, mang theo hai cái đệ đệ làm. Hiện nay Vân Sơ nha đầu tự lập môn hộ, mộ nhà mới bỏ được phải làm cho mấy cái này, nuông chiều lấy khuê nữ ra tới làm việc. Ngươi xem một chút kia da mịn thịt mềm. Sẽ làm cái gì? Mộ Vân Yên nghe, khí cái ngã ngửa. Trong lòng hò hét, các ngươi mắt mù sao? Làm sao liền không nhìn thấy, ta bị Mộ Vân Tuyết khi dễ rồi. Mộ Vân Tuyết nhìn thấy Mộ Vân Yên khí đỏ mặt, trong lòng một trận thoải mái, nói, tổ mẫu không phải đem ngươi nâng trong lòng bàn tay sao? Chúng ta ở thời điểm, ngươi tựa như đại tiểu thư đồng dạng, từng ngày chờ lấy chúng ta hầu hạ. Làm sao? Chúng ta đi, không ai hầu hạ ngươi. Ngươi cũng có thể ra tới đánh heo cỏ rồi. Không ở trong nhà làm phế nhân rồi. Mộ Vân Vi trong lòng cũng rất thoải mái, nghĩ thầm đồng dạng đều là mộ nhà nữ nhi, dựa vào cái gì không giống đãi ngộ. Mộ Vân Tuyết lúc đầu, cũng bởi vì phân gia về sau, bị lưu tại trong thôn trong lòng có chút oán Mộ Vân Sơ, cảm thấy nếu không phải Mộ Vân Sơ châm ngòi mình cũng sẽ không mang theo Vân Vi trộm đi trở về, huyên náo cuối cùng phân nhà. Nhưng sau khi tách ra, Trần Thục Phương đau lòng nữ nhi, mình tài giỏi liền không để các nàng động thủ, ca ca cùng đệ đệ cũng sẽ hỗ trợ xách nước chẻ củi. So tại nhà cũ thời gian tốt qua nhiều, tối thiểu nhất không cần mỗi ngày bị đánh, bị mắng, còn đói bụng. Hôm nay nhìn thấy Mộ Vân Yên, Mộ Vân Tuyết trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Mộ Vân Yên nhìn xem Mộ Vân Tuyết, vui sướng nhảy nhảy nhót nhót đi lên phía trước dáng vẻ, khí hàm răng cắn chặt. Nghĩ đến về sau trong nhà, cho heo ăn, cho gà ăn sống đều thuộc về mình, liền có chút bực mình. Tổ mẫu cùng mẫu thân luôn miệng nói, thương mình, còn không phải để nàng làm loại này đê tiện sống. Kiếp trước nàng lại nghèo túng, cũng không có làm qua loại chuyện này. Không được mình ý nghĩ tự kiếm tiền, mua hai cái hạ nhân trở về. Nghĩ đến kiếp trước, liền nghĩ đến Mộ Vân Sơ. Nghe được Mộ Vân Tuyết tiếng nói ngẩng đầu nhìn lên, đâm đầu đi tới Mộ Vân Sơ. Mộ Vân Tuyết nhìn thấy Mộ Vân Sơ nhiệt tình chào hỏi, tam muội muội ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Mộ Vân Sơ nhíu mày, cười nói, ta đi Liễu Đại nhà mẹ đẻ, để Liễu Đại nương hỗ trợ, cho bọn đệ đệ làm kiện quần áo mới váy. A, vậy ngươi mau đi đi, chúng ta muốn đi đánh heo cỏ, nói xong còn quay đầu, nhìn thoáng qua Mộ Vân Yên. Mộ Vân Vi tiến lên miệng hơi cười, hô một tiếng, tam tỷ tỷ. Tại Mộ Vân Vi trong lòng là cảm kích Mộ Vân Sơ, bởi vì nàng cảm thấy nếu không phải, Mộ Vân Sơ nói những lời kia, nàng có lẽ còn tại nhà cũ chịu khổ, không chỉ có bị tổ mẫu, đại bá nương tha mài, còn muốn bị tỷ tỷ đánh chửi. Bây giờ nương trong nhà, tỷ tỷ cũng không đánh nàng. Mộ Vân Sơ bị hai tỷ muội nhiệt tình cho làm được. Hướng hai người cười, nhẹ gật đầu. Nhìn xem đâm đầu đi tới Mộ Vân Yên, một mặt xanh xám. Mộ Vân Sơ hướng phía Mộ Vân Yên cười cười. Mộ Vân Yên cảm thấy, đây chính là Mộ Vân Sơ đang cười nhạo nàng, khí nắm chặt nắm đấm. Bước nhanh rời đi. Mộ Vân Sơ trong lòng cười lạnh, đời trước là ta biết người không rõ, hừ, đời này, sống lại một đời, Mộ Vân Sơ phát thệ không còn tùy tiện tin tưởng người khác. Đến Liễu Đại nhà mẹ đẻ cửa chính, nhìn thấy cửa sân không có đóng, Mộ Vân Sơ nhấc chân tiến viện tử. Trong viện thu thập sạch sẽ gọn gàng, trong viện có một khối vườn rau, thức ăn bên trong mọc khả quan. Liễu Đại nương từ hậu viện cho ăn xong gà tới, liền thấy đứng ở trong sân Mộ Vân Sơ. Ai yêu, Vân Sơ nha đầu tới rồi, tiến nhanh phòng ngồi. Mộ Vân Sơ nhìn xem Liễu Đại nương, cười nói, đại nương ta lại tới làm phiền ngươi. Liễu Đại nương cao hứng nói cái gì phiền phức không phiền phức, ngươi có thể đến tìm đại nương hỗ trợ, nói rõ ngươi không có đem đại nương làm ngoại nhân, ta có thể giúp ngươi một tay, trong lòng ta cao hứng. Đến, mau vào. Mộ Vân Sơ đi theo vào phòng, Liễu Đại nương để Mộ Vân Sơ ngồi xuống, còn cầm một bàn xào đậu nành cho Mộ Vân Sơ ăn, cười nói, đây là nhà ta mấy cái kia gia hầu tử thèm ăn, xào cho bọn hắn thêm cái miệng. Ngươi đừng ghét bỏ ăn chút, còn muốn vội vàng cho Mộ Vân Sơ đổ nước. Mộ Vân bận bịu ngăn lại nói, đại nương nếu như ngươi khách khí như vậy nữa, lần sau ta coi như không dám lên nhà ngươi cửa. Liễu đại nương nghe xong cười, cũng không bận việc ngồi xuống nói, ngươi cái tiểu nha đầu còn uy hiếp bên trên ta. Mộ Vân Sơ cười nói, đại nương ta biết ngài tốt với ta, nhưng ta cũng chịu không được ngài quá nhiệt tình. Ngài là làm sao đối nhà ngươi hài tử, liền làm sao đối ta, dạng này trong lòng ta cũng không có gánh vác không phải. Liễu đại nương nghe Mộ Vân Sơ, cười nói, nha đầu lớn lên, nói chuyện đều một bộ một bộ. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Mộ Vân Sơ từ trong giỏ sách, lấy ra mua vải vóc nói, đại nương ta nghĩ xin ngài giúp đệ đệ làm hai bộ quần áo, ngài cũng biết mẹ ta phải đi trước, ta cũng sẽ không nữ công. Cho nên mới tới cầu đại nương hỗ trợ. Đem trong giỏ sách thịt cũng lấy ra để lên bàn. Liễu đại nương nhìn thấy thịt, có chút sinh khí mà nói, nha đầu ngươi tìm đến ta hỗ trợ, đại nương thật cao hứng, ngươi nói ngươi mang cái gì thịt a? Nhà ngươi tình huống ta cũng không phải không biết, mau thả trong giỏ sách lấy về, chính các ngươi ăn. Mộ Vân Sơ cười nói, đại nương ngài liền chớ khách khí với ta, trong lòng ta rất cảm kích ngài cùng mấy cái thím hỗ trợ. Trong nhà còn có thịt, ngài cũng biết bây giờ thời tiết nóng như vậy, không tốt thả. Liễu đại nương nhìn Mộ Vân Sơ kiên trì như vậy cũng liền không có từ chối nữa. Cười nói, kia lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Mộ Vân Sơ cười, gật gật đầu. Lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Mộ Vân Sơ liền về nhà. Nhìn thấy cổng ngừng lại một cỗ xe bò, liền biết là tổ phụ đến. Tiến viện tử, nhìn thấy Mộ Vân Thành dùng quốc đào địa. Mộ Vân Phong ở một bên chơi con kiến. Mộ Vân Sơ hỏi, tổ phụ đâu? Mộ Vân Phong đứng dậy liền hướng Mộ Vân Sơ chạy tới, miệng bên trong cao hứng hô, tỷ tỷ trở về. Mộ Vân Thành ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán nói, tổ phụ đi tìm Lý Chính cùng tộc trưởng đi. Mộ Vân Sơ gật gật đầu, tiếp được chạy tới Mộ Vân Phong ngoan mình đi chơi, tỷ tỷ đi đào trồng trọt đồ ăn. Mộ Vân Phong cười gật đầu một cái nói, tốt, mình đi chơi. Mộ Vân Sơ tiếp nhận Mộ Vân Thành trong tay quất nói, ngươi nghỉ một lát ta tới. Mộ Vân Sơ liền vung lên quất một chút đào thức dậy tới. Mộ Vân Thành chạy vào phòng bếp uống một bát nước. Lại trở về, nhìn xem Mộ Vân Sơ đào địa. Ước chừng qua một cái giờ, Trần Định Huy mới trở về. Mộ Vân Sơ nhìn thấy tổ phụ cầm trong tay một trang giấy, mang trên mặt cười. Liền biết sự tình xong rồi. Trần Định Huy nhìn thấy Mộ Vân Sơ một mặt mồ hôi nói, đừng đào, ngày mai để hai ngươi cửu cửu giúp các ngươi đào. Mộ Vân Sơ cười nói, không. Cần tổ phụ, chúng ta chậm rãi đào, không thể chuyện gì đều chờ đợi cửu cửu giúp chúng ta làm. Nhìn xem hai cái đệ đệ nói, ta muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ, khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, về sau mới có thể dựa vào mình. Cuộc sống tốt hơn. Trần Định Huy nghe bên ngoài lời của cháu gái, trong lòng rất là vui mừng. Nhìn xem trong tay khế sách nói, sự tình đều làm thỏa đáng, các ngươi hộ tịch cũng đánh dấu Hạnh Hoa Thôn, phòng này các ngươi trước tạm thời ở, chờ phòng ở mới xây xong, lại dời đi qua. Mộ Vân Sơ nghe trong lòng cao hứng nói, tổ phụ, ngài phải cho ta phê một khối lớn chỗ dựa vào nước địa phương, ta muốn xây tòa căn phòng lớn, lại đào cái ao cá, trên núi trồng lên các loại mầm cây ăn quả. Tại nuôi một đoàn gà vịt. Trần Định Huy nhìn vẻ mặt hào khí ngoại tôn nữ, tưởng tượng một chút loại kia hình tượng, còn rất khá, lấy lại tinh thần, ho khan một cái nói, nha đầu, kia là phải tốn rất nhiều bạc. Mộ Vân Sơ nghe cười hắc hắc. Nói tổ phụ bạc sự tình liền bao tại trên người ta, ngài đừng lo lắng. Lớn không được lại đào gốc nhân sâm bán. Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ không còn gì để nói, nha đầu ngươi cho rằng nhân sâm là rau cải trắng. Ngươi muốn đào liền có thể đào được sao? Chương 19, giáo tổ cha mấy người tu luyện. Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ một mặt chắc chắn bộ dáng. Nghĩ đến cái gì? Một mặt kích động mà nói, ta làm sao quên ngươi có cái thần tiên sư phụ, nếu là sư phụ ngươi có thế, dẫn ngươi đi tiên linh đảo hái ít thuốc, liền có thể lấy lòng bạc hơn. Mộ Vân Sơ nhìn lên trời thật tổ phụ có chút dở khóc dở cười. Hỏi, tổ phụ tiên linh đảo ở đâu? Ta làm sao không biết? Trần Định Huy một mặt hướng tới nói, nghe ta tằng tổ phụ nói, vượt qua Dược Linh Sơn phía sau vài tòa đại sơn, có tòa cao vút trong mây đại sơn, leo đến đỉnh núi liền có thể nhìn thấy lơ lửng giữa không trung tiên linh đảo. Nghe nói phía trên ở một vị lão thần tiên. Có một lần ta tằng tổ phụ trong núi hái thuốc, không cẩn thận đụng phải thằng ngu này, bị thương rất nặng, bị lão thần tiên cứu, đem hắn đưa đến tòa kia tiên linh ở trên đảo chữa thương. Nghe nói nơi đó mọc đầy các loại dược liệu cùng kỳ hoa dị thảo, mỹ lệ phi thường. Mộ Vân Sơ nghe đều muốn đi xem. Cũng không biết, tiểu nhân tham gia có phải là từ nơi nào ra tới. Mộ Vân Thành nói, ta tốt muốn đi xem lơ lửng ở giữa không trung tiên linh đảo, hình dạng thế nào. Trần Định Huy lấy lại tinh thần, một mặt nghiêm túc nói, các ngươi nhưng không cho đi, kia phiến trong núi rừng có rất nhiều dã thú, đi vào người đều không thể trở ra. Mộ Vân Sơ gật đầu một cái nói, tổ phụ yên tâm, chúng ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Trần Định Huy nói, quên nói cho ngươi, ngươi tổ mẫu để ta mang các ngươi về nhà ăn cơm, vừa vặn ngươi cũng đi nhìn xem, nghĩ ở nơi nào xây nhà, ta nơi đó thật là có cái chỗ dựa vào nước địa phương. Mộ Vân Sơ ánh mắt sáng lên nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn một cái chứ sao? Nếu là phù hợp liền mua lại. Sớm một chút khởi công xây nhà, chờ mùa đông thời điểm, chúng ta có thể dời đi qua ở. Trần Định Huy nhìn thấy Mộ Vân Sơ khỉ bộ dáng gấp gáp, có chút buồn cười. Mộ Vân Sơ khóa chặt cửa, mấy người cùng một chỗ ngồi lên xe bò đi Hạnh Hoa Thôn. Trên đường đi mặt trời có chút lớn, phơi mấy người mặt đều đỏ bừng, Mộ Vân Sơ nhìn xem trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, ý cười đầy mặt, cảm thấy còn sống thật là tốt. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, liền đến Hạnh Hoa Thôn, tổ phụ Trần Định Huy một đường đem xe bò xử đến cửa nhà mình dừng lại. Phòng bên trong nghe được động tĩnh người đều chạy ra, lần này không giống lần trước, biểu ca biểu tỷ biểu đệ còn có 2 cái cậu nương cùng một chỗ nhiệt tình ra đón. Mộ Vân Sơ tỷ đệ 3 người, bị 7-8 người vây vào giữa, lao nhau, hỏi cái này hỏi cái kia, có chút chống đỡ không được. Không biết nên nói cái gì. Mộ Vân Phong thấy điệu bộ này có chút sợ hãi, trốn ở Mộ Vân Sơ đằng sau lộ cái đầu nhỏ. Tổ mẫu Thẩm Ngọc Hoàng đi tới nói, đi, đều trở về phòng lại nói, cũng không thấy nóng sao hoảng. 2 cái mợ cùng 6 cái biểu tỷ muội đều một mặt ngượng ngùng. Mộ Vân Sơ cảm kích nhìn tổ mẫu, cả đám đều vào phòng. Trần Mạn chủ động cho Mộ Vân Sơ 3 người châm trà, một mặt ý cười nói, biểu muội biểu đệ tới uống trà. Mộ Vân Sơ thấy cảnh này, cảm thấy cái này người thật đúng là hiện thực, lần trước còn đối với mình một mặt ghét bỏ đâu, bây giờ liền đến xung xoe. Cười một cái nói, đa tạ biểu tỷ. Nhị cửu nương Chu Tiểu Quyên cười nhìn lấy Mộ Vân Sơ 3 người nói, lần trước lúc ngươi tới, thân thể ta có chút không lanh lẹ, không thấy ngươi. Hôm nay gặp mặt đều kém chút nhận không ra, 3 người các ngươi đều dài lớn. Mộ Vân Sơ cười, hỏi nhị cửu nương hôm nay vừa vặn rất tốt chút. Chu Tiểu Quyên lúng túng cười nói, tốt hơn nhiều. Ngồi ở một bên Liễu nương liếc mắt. Tổ mẫu Thẩm Ngọc Hoàng trầm mặt nói, không còn sớm, còn không mau đi làm cơm trưa. 2 cái mợ cùng 3 cái biểu tỷ, nhìn thấy tổ mẫu sắc mặt không tốt, đều đi phòng bếp nấu cơm. Phòng bên trong chỉ còn lại tổ phụ, tổ mẫu, cùng 3 cái biểu huynh đệ. Mộ Vân Sơ không thấy được 2 cái cửu, hỏi tổ mẫu, cửu làm sao không ở nhà. Tổ mẫu Thẩm Ngọc Hoàng cười nói, 2 người bọn họ nha xuống đất đi, đến trưa giờ cơm liền trở lại. Biểu đệ Trần Không một mặt hiếu kỳ hỏi, nhỏ biểu tỷ ngươi có phải hay không, thật bái thần tiên làm sư phụ a. Cái khác 2 cái biểu huynh đệ cũng duỗi dài lỗ tai nghe. Trần Định Huy cười mắng đến, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không tin được ngươi tổ phụ. Trần Không cười nói, tổ phụ ta chỉ là muốn cùng biểu tỷ nói mấy câu. Mộ Vân Sơ cười gật đầu, nói là a. Trần Vũ đỏ mặt nhìn Mộ Vân Sơ hỏi, thần tiên dáng dấp ra sao a? Mộ Vân Sơ nhìn xem mấy cái, hiếu kỳ bé con mặt sạm lại. Mộ Vân Sơ nghĩ đến Tôn Ngộ Không, nói khoác nói, thần tiên bản lĩnh nhưng lớn đi, hắn có thể đằng vân giá vũ, còn biết 72 biến, bên trên thiên đình, hạ địa phủ. Hàng yêu trừ ma không gì làm không được. Nghe người trong phòng đều trừng lớn mắt. Liền Trần Định Huy cùng Thẩm Ngọc Hoàng đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn xưa nay không biết thần tiên có như thế lớn bản lĩnh. Bút hiếp mắt lâu. Oa! Biểu tỷ, đây chẳng phải là về sau ngươi cũng sẽ rất lợi hại. Kia là tự nhiên, Mộ Vân Sơ một mặt khẳng định nói. Người trong phòng đều một mặt ao ước nhìn xem Mộ Vân Sơ. Mộ Vân Sơ nói khoác nhiều như vậy, là bởi vì không gian bên trong bao quanh nói, nàng 2 cái biểu ca 1 cái biểu đệ đều có linh căn, chẳng qua linh căn đều là tam linh căn. Mộ Vân Sơ nghĩ lấy sau có cơ hội, cũng dạy bọn họ tu luyện. Cười nhìn lấy Trần Vũ, Trần Khôn, Trần Quang nói, chờ sau này ta có cơ hội dạy các ngươi nha. Thật sao? Trần Khôn, Trần Vũ, Trần Quang đều một mặt kích động đứng lên. Liền Trần Định Huy cùng Thẩm Ngọc Hoàng đều có chút kích động. Chờ ta có rảnh, dạy các ngươi tu luyện. Chẳng qua các ngươi tu luyện cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Mấy người nghe đều gật đầu. Trần Không sốt ruột nói, nhỏ biểu tỷ, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngươi bây giờ liền dạy chúng ta đi. Mộ Vân Sơ nhìn thấy mấy người đều hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ cười nói, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta muốn cùng tổ phụ cùng đi xem địa, chờ sự tình làm thỏa đáng, ta mới có thể có không dạy các ngươi. Mấy người đều cao hứng gật đầu nói, tốt. Trần Khôn lôi kéo Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nói, đi ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nhìn xem Mộ Vân Sơ gật gật đầu. Mới cao hứng đi theo ra chơi. Thẩm Ngọc Hoàng thấy cảnh này, một mặt vui mừng nói, Vân Sơ à, ngươi đem hai cái đệ đệ mang nhiều tốt. Mẹ ngươi nếu là biết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, nói con mắt đều đỏ. Trần Định Huy nhìn thấy bạn già dạng này cố ý ngắt lời, cười nói, nha đầu này cũng chính là cái thân nữ nhi, nếu như là cái nam oa, ta nhìn về sau phong hầu bái tướng, cũng không thành vấn đề. Mộ Vân Sơ lúng túng sờ sờ mũi nói, tổ phụ thân nữ nhi làm sao rồi? Cũng ngay tại lúc này luật pháp đối nữ tử quá hà khắc, nếu như người người bình đẳng, có nam tử không nhất định, có thể sánh bằng nữ tử. Thẩm Ngọc Hoàng vừa cười nói, chúng ta Vân Sơ nói rất đúng. Trần Định Huy bị hai người kẻ xướng người họa làm cho không biết làm sao nói tiếp. Vừa muốn nói gì, Trần Vệ Đông cùng Trần Vệ Phú trở về. Trần Vệ Đông cùng Trần Vệ Phú nhìn thấy Mộ Vân Sơ, thật cao hứng, mấy người tùy tiện trò chuyện vài câu. Trần Mạn bưng đồ ăn tiến đến, cười nói, tổ phụ, tổ mẫu, biểu muội tới dùng cơm. Mộ Vân Sơ đi tẩy tay, đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn, cậu nương cùng biểu tỷ đều không cho nàng động thủ, nàng đành phải trở về ngồi chờ ăn. Chờ đồ ăn dâng đủ, phân hai bàn, Trần Định Huy nhìn Mộ Vân Sơ, ngồi tại nữ quyến kia một bàn, cảm thấy Mộ Vân Sơ không tại bên cạnh mình, ăn cơm đều không náo nhiệt, vung tay lên nói, đem hai cái bàn tử liều một khối, náo nhiệt như vậy. Mọi người náo nhiệt ăn xong cơm trưa, Trần Định Huy mang theo Mộ Vân Sơ đi xem. Trần Vệ Đông cùng Trần Vệ Phú theo sau lưng. Giữa trưa chính là lúc nóng nhất, trên đường không có người nào, mấy người một đường đi vào một gò núi trước mặt, Trần Định Huy dẫn Mộ Vân Sơ bò lên trên gò núi trên đỉnh, liền thấy gò núi phía sau một dòng sông từ giữa đó một phân thành hai, từ gò núi hai bên chảy qua. Gò núi bên này là một khối lớn đất hoang. Mộ Vân Sơ hỏi, tổ phụ vì sao mảnh đất này không người trồng? Trần Định Huy nói, bên này địa thế có chút cao trồng cũng không tốt tưới nước, cho nên một mực hoang. Mộ Vân Sơ lại hỏi, vậy trong này tổng cộng có bao nhiêu mẫu? Trần Định Huy nói, liền gò núi cùng một chỗ càng nhiều mẫu. Mộ Vân Sơ nhìn xem hai bên đều là dòng sông, hỏi, tổ phụ, về sau nếu là phát hồng thủy, ta đem phòng ở xây ở nơi này, có thể hay không gặp nạn? Trần Định Huy cười nói, yên tâm đi, sẽ không, chỉ vào gò núi phía sau dãy núi nói, những cái này núi cũng không phải là liền cùng một chỗ, giữa bọn hắn đều có khe hở, coi như lũ lụt đến, đều sẽ từ những cái này núi trong khe hở, phân tán ra ngoài. Mộ Vân Sơ gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Tổ phụ ngươi tính toán, toàn bộ mua xuống, tổng cộng cần bao nhiêu bạc? Trần Định Huy cùng Trần Vệ Đông hai người nghe đều ngẩn ngơ, Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ không xác định hỏi, toàn bộ mua lại. Mộ Vân Sơ cười gật gật đầu. Trần Định Huy hô hấp có chút gấp rút, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Mộ Vân Sơ. Nghĩ gật gật đầu nói, gò núi hết thảy 90 mẫu, mỗi mẫu 3 lượng, đất hoang 60 mẫu, mỗi. Mộ Vân Sơ tính một cái, 172, nghĩ thầm, lại thêm xây nhà, đào ao cá, mướn người khai hoang, không có hơn 1.200 lần không đến nha. Mộ Vân Sơ gật đầu nói, bạc sự tình không cần phải lo lắng, ta đi tìm sư phụ giúp một chút, ngày mai ta lại đi lội trên trấn, chờ bạc đủ rồi, mua lại liền khởi công. Đến lúc đó làm phiền tổ phụ cùng hai vị cửu cửu. Xem hết địa, mấy người trở về nhà, nhìn thấy tất cả mọi người tại, trong viện lão hòe thụ dưới hóng mát. Ngay tại vừa rồi Mộ Vân bọn hắn đi xem địa, Trần Không đem Mộ Vân Sơ trong phòng nói lời lại cho mấy cái biểu tỷ cùng cậu nương nói, mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói Mộ Vân Sơ muốn dạy tu luyện như thế nào, tất cả mọi người muốn học. Trần Không nhìn nhỏ biểu tỷ trở về, liền quấn lấy Mộ Vân Sơ dạy bọn họ tu luyện. Mộ Vân Sơ nghĩ, nhìn một chút tất cả mọi người dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn sắc trời còn sớm, liền trong sân, cho mọi người nói về đến liên quan tới tu luyện sự tình. Lại chạy tới phòng bếp, tìm cái thùng nước, từ không gian làm một thùng nước linh tuyền ra tới, nâng lên mọi người trước mặt nói, trong này có sư phụ ta cho linh dược, các ngươi một người uống một bát. Mọi người không do dự, một người uống một bát, Trần Khôn uống xong trả à nha tức một chút miệng, Mộ Vân Sơ để Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong cũng tới uống một bát. Không bao lâu mọi người liền bắt đầu đoạt nhà vệ sinh, Mộ Vân Sơ che mặt, nàng đem cái này gốc rạ cấp quên. Đám người đều giải quyết xong trở về, đều cảm thấy trên thân xú hống hống. Mộ Vân Sơ nói, các ngươi đi tìm chút rơm rạ đến trải đất bên trên. Trần Không chạy tới ôm một chút rơm rạ để dưới đất, ngồi tại rơm rạ bên trên một mặt kích động chờ lấy. Trần Vệ Đông mấy người cũng ôm một chút rơm rạ trở về, rơi tại lão hòe thụ dưới đấy. Tất cả mọi người ngồi tại lão hòe thụ dưới, chuẩn bị kỹ càng. Mộ Vân Sơ dùng ý niệm trong không gian tìm một lần, vẫn là chỉ có trường sinh quyết thích hợp mọi người tu luyện, không có linh căn thuộc tính hạn chế. Cũng không cần giống nàng như thế đánh thông kinh mạch. Tu luyện tương đối dễ dàng một điểm. Mộ Vân Sơ ngồi xuống nhắm mắt lại, bắt đầu giáo mọi người niệm khẩu quyết, đợi mọi người đều ghi nhớ khẩu quyết. Nói, ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng khẩu quyết, chậm rãi chạy không tâm thần, làm trong đầu cảm nhận được điểm sáng nhỏ tiến vào thân thể, cứ dựa theo khẩu quyết dẫn dắt đến tụ lại linh khí trong thân thể chạy khắp một vòng về sau, tiến vào đan điền, chờ vận hành một cái tiểu chu thiên, khả năng dừng lại. Mộ Vân Sơ nhìn thấy tất cả mọi người tại thử nghiệm chậm rãi tiến vào trạng thái, thực sự nhịn không được đứng dậy lặng lẽ trượt. Chờ một hồi, mọi người cũng nhịn không được mùi thối, mở mắt ra, nhìn thấy mọi người từng cái trên cổ, trên mặt đều là đen như mực, giật nảy mình. Đứng ở đằng xa Mộ Vân Sơ, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không tử tế cười ra tiếng, nói, nam cầm quần áo lên, đều đi trong sông tắm rửa. Trong nồi ta đã đốt nước nóng, tổ mẫu cùng cậu nương biểu tỷ đều ở nhà tẩy. Mọi người chưa từng có chật vật như vậy qua, đều nhanh như chớp chạy, Trần Khôn vẫn không quên kéo lên Mộ Vân Thành hai người. Mộ Vân Sơ khóe miệng hài lòng câu lên. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Trần Định Huy bọn người lục tục trở về. Nhìn thấy tất cả mọi người thần thái sáng láng làn da cũng trợn nhìn không ít. Trần Định Huy cười nói, nha đầu a, sư phụ ngươi cho kia thuốc thật thần kỳ, ta cảm giác trên người bây giờ tràn ngập lực lượng, phảng phất trẻ tuổi 10 tuổi. Ha ha ha. Mộ Vân Sơ nói tổ phụ chỉ cần ngài thật tốt tu luyện, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Không chỉ có đối thân thể tốt, mà lại còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Mọi người nghe đều một mặt kích động. Chương 20, quan gia ngõ hẹp. Chờ tổ mẫu Thẩm Ngọc Hoàng bọn người ra tới, tất cả mọi người ngẩn người. Trần Không mở miệng nói, tổ mẫu ta cảm thấy ngài chí ít trẻ tuổi 10 tuổi. Thẩm Ngọc Hoàng cười nói, ngươi cái gia hầu tử. Chẳng qua lời này ta thích nghe. Tất cả mọi người một trận cười ha ha. Hàng xóm nghe được đều không rõ, cái này Lý Chính nhà là có cái gì việc vui, toàn gia vui vẻ như vậy. Một cái cùng Trần Định Huy quan hệ không tệ lão gia tử, Lý Thiết Trụ chạy tới gõ cửa. Mộ Vân Sơ bận bịu chỉ thùng nước nói, có mấy lời không muốn cùng người ngoài nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Trần Vũ đi mở cửa, thấy là Lý Thiết Trụ, vội nói, Lý đại gia ngài tiến đến ngồi. Thẩm Ngọc Hoàng cùng nàng dâu tôn nữ đều trở về nhà. Trong viện chỉ còn lại Trần Định Huy cùng nhi tử cháu trai. Lý Thiết Trụ gật gật đầu, đi vào viện tử, nhìn xem Trần Định Huy nói, lão Trần a, nhà ngươi có cái gì việc vui a, cả ngày hôm nay, nhà ngươi tiếng cười liền không từng đứt đoạn. Trần Định Huy cười nói, có thế có cái gì việc vui, chính là mấy cái ngoại tôn sang đây xem chúng ta người một nhà cao hứng. Lý Thiết Trụ nhìn chằm chằm Trần Định Huy mặt nói, lão Trần ta thế nào cảm giác, ngươi bây giờ càng ngày càng trẻ tuổi rồi. Trần Định Huy nghe trong lòng cao hứng, miệng bên trong lại nói, nào có a Thiết Trụ, ngươi làm sao cũng biết, nói dễ nghe đến hống ta vui vẻ, còn không phải như cũ, chỉ có điều ta hôm nay chính là tâm tình tốt điểm. Mộ Vân Sơ cùng tổ mẫu Thẩm Ngọc Hoàng trong phòng trò chuyện một hồi, nhìn thấy trời sắp tối, mở miệng nói tổ mẫu trời sắp tối, chúng ta nên trở về đi. Nếu không hôm nay các ngươi liền ở nơi này đi. Biểu tỷ cùng hai vị mợ cũng tới miệng nói, đúng nha. Liền ở lại đây đi. Mộ Vân Sơ cười lắc đầu nói, không được, chúng ta hôm nào lại đến. Hôm nay chúng ta liền đi về trước. Đám người thấy Mộ Vân Sơ khăng khăng muốn đi, cũng không có cách nào. Thẩm Ngọc Hoàng mấy người đi theo ra tới đưa tiễn, Mộ Vân Sơ cười cùng trong viện người lên tiếng chào hỏi. Trần Định Huy để Trần Vệ Đông mặc lên xe bò, đưa Mộ Vân Sơ ba người trở về. Lý Thiết Trụ nhìn thấy Trần gia cả đám, cảm giác giống như cùng trước kia nơi nào không giống, Lý Thiết Trụ dùng tay gãi gãi cái ót. Trần Vệ Đông bút xong xe bò, người Trần gia nhiệt tình đưa Mộ Vân Sơ ba người sau khi đi. Lý Thiết Ngưu nhìn xem Mộ Vân Sơ mấy người rời đi bóng lưng nói, ta nói lão Trần a, nghe nói ngươi mấy cái này ngoại tôn, không cha không mẹ, các ngươi còn đối với các nàng tốt như vậy, không sợ về sau ỷ lại vào nhà các ngươi không đi a. Trần Định Huy nghe cười một cái nói, ta còn ước gì đâu, đáng tiếc a, ta cái này ngoại tôn nữ là cái có chí khí, không cần chúng ta giúp đỡ, về sau nói không chừng, chúng ta còn muốn dựa vào các nàng đâu. Lý Thiết Trụ nghe một mặt sương mù. Mộ Vân Sơ ba người hạ xe bò, cảm ơn Trần Vệ Đông, chờ Trần Vệ Đông đuổi xe bò sau khi đi, ba người tiến viện tử, đem cửa sân cắm tốt, Mộ Vân Sơ đi vào nhà, nhìn thấy phòng của mình bị người lật phải lung tung ngổn ngang, nghe được Mộ Vân Phong tiếng kinh hô, biết đệ đệ bên kia cũng giống vậy. Mộ Vân Sơ đi qua an ủi một chút hai cái đệ đệ, lại giúp bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút giường chiếu, xác nhận không có vấn đề gì, lại giúp đỡ trải tốt giường. Mộ Vân Sơ lại chịu đệ đệ thích ăn cháo thịt, cơm nước xong xuôi. Mộ Vân Sơ để hai người đi ngủ sớm một chút, Mộ Vân Thành trở về phòng sau lại bắt đầu ngồi xếp bằng, Mộ Vân Phong nhìn thấy, cũng bò lên giường ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mộ Vân Sơ thì là, nhìn lấy chăn mền của mình, bị khảm đao chặt vô cùng thê thảm, trong lòng cười lạnh, bởi vì nàng đã biết là ai làm, còn tốt buổi sáng trước khi đi, nàng đem vật hữu dụng đều thu vào không gian. Đem giường chiếu tùy tiện chỉnh sửa lại một chút, tiến không gian. Nhìn thoáng qua đang tu luyện đoàn viên tròn, không thấy được tiểu nhân tham gia, tìm khắp nơi tìm, cuối cùng tại hắc thổ địa bên trong nhìn thấy một gốc thật là lớn nhân sâm, phỏng đoán đây cũng là tiểu nhân tham gia bản thể. Nghĩ đến tiểu nhân tham gia yêu nhất uống nước linh tuyền, chạy tới bưng một bát nước linh tuyền tưới vào tiểu nhân tham gia chung quanh. Liền thấy tiểu nhân tham gia lá cây lung lay, Mộ Vân Sơ cười cười, đi lầu 2 tu luyện thất. Mộ Vân Sơ mỗi lần từ lầu 1 đại điện trải qua đều có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, cho nên nàng hiện tại nghĩ chỗ nào, chỉ cần động động suy nghĩ liền có thể nháy mắt đến. Ngồi tại tu luyện thất bồ đoàn bên trên, Mộ Vân Sơ bắt đầu dẫn đạo, chứa đựng tại trong kinh mạch linh khí, thử đánh thông thứ 100 đường kinh mạch. Càng đi về phía sau kinh mạch càng khó đánh thông. Mộ Vân Sơ đau đầu đầy mồ hôi, rốt cục tại vận chuyển hỗn độn quyết, cái thứ 10 đại chu thiên thời điểm, đánh thông thứ 100 đường kinh mạch, Mộ Vân Sơ trong lòng vui mừng, nghĩ đến cách 108 lại gần một bước. Mỗi lần trong không gian tu luyện, đói liền uống chút nước linh tuyền, hoặc là ăn chút trái cây. Lần này Mộ Vân Sơ cảm thấy, có rảnh nàng phải mua chút ăn chạy không ở giữa, hoặc là mua cái lò chạy không ở giữa, có rảnh mình làm nhiều điểm, đói có thể lót dạ một chút. Đảo mắt tại không gian lại đợi, Mộ Vân Sơ có hơi thất vọng đi ra tu luyện thất, bởi vì lần này nàng chỉ đánh thông một đầu kinh mạch, không nghĩ tới càng đi về phía sau càng khó. Mộ Vân Sơ nghĩ đến nếu không phải mình nghĩ, về sau con đường tu luyện đi càng xa, nhất định phải đánh thông 108 đường kinh mạch, lại bắt đầu tu luyện, có lẽ đều sớm dẫn khí nhập thể. Nghĩ đến hỗn độn quyết khúc dạo đầu bên trên viết, chỉ có không thuộc tính linh căn, khả năng tu luyện bộ công pháp kia, mà lại cần đánh thông 108 đường kinh mạch. Dạng này mặc dù chậm một chút, tốt xấu mình cũng phải thử xem, đánh thông toàn bộ kinh mạch, lại tu luyện bộ công pháp kia, sẽ có hiệu quả như thế nào. Mặc kệ, dù sao mình có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Ra không gian, Mộ Vân Sơ nhìn thấy trời sắp sáng, lại đem mình trang phục thành tro cô nương, bắt đầu rửa tay nấu cơm. Mộ Vân Sơ nghĩ đến hôm nay đi trên trấn, vì lý do an toàn, hai cái đệ đệ liền ở nhà, mình đi, cũng không biết mình lúc nào có thể trở về, làm một nồi gạo cơm, xào hai cái đồ ăn, lại đốt một bát canh lớn. Đi gọi hai cái đệ đệ rời giường ăn cơm, đẩy cửa ra liền thấy, Mộ Vân Phong ngủ ở một bên, Mộ Vân Thành đang tu luyện. Cảm giác được có người tiến đến, Mộ Vân Thành cũng không có dừng lại. Mộ Vân Sơ nhìn thấy có chút vui mừng. Mộ Vân Thành chờ một cái tiểu chu thiên kết thúc, thở dài một hơi, mở mắt ra nhìn xem Mộ Vân Sơ, cười nói, tỷ tỷ ta cảm giác từ khi tu luyện về sau, toàn thân đều ấm áp dễ chịu cực. Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Thành cưng chiều cười một tiếng nói, nhà chúng ta Vân Thành như thế dụng công tu luyện, tư chất của ngươi lại tốt, đương nhiên sẽ có hiệu quả, chẳng qua chỉ là chúng ta nơi này linh khí quá mỏng manh, nếu như có linh khí dư thừa địa phương, có lẽ tu luyện sẽ càng nhanh một chút. Mộ Vân Thành cười nói, có thế tu luyện ta đã rất thỏa mãn. Mộ Vân Phong nghe được tiếng nói chuyện, mở to mắt nhìn thấy, tỷ tỷ cùng ca ca đang nói chuyện, đứng lên giật giật cái mũi nhỏ hỏi, tỷ tỷ có phải là muốn ăn cơm rồi? Mộ Vân Sơ nhìn xem ngáp một cái, dùng hai tay vuốt mắt Mộ Vân Phong, cười nói, đúng vậy a, à, ngươi nếu không rời giường, ta cùng Vân Thành liền đều ăn sạch. Mộ Vân Phong nghe, lưu loát mặc quần áo xuống giường, đi giày, đi tới đứng tại Mộ Vân Sơ trước mặt nói, tỷ tỷ ta lên. Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Phong mặc ngược quần áo có chút buồn cười. Mộ Vân Thành thấy cười, chỉ Mộ Vân Phong quần áo nói, y phục của ngươi mặc ngược, Mộ Vân Phong thấy không xong ý tứ cúi đầu. Mộ Vân Sơ giúp đỡ Mộ Vân Phong đem y phục mặc tốt, cùng đi phòng bếp rửa mặt ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Mộ Vân Sơ cho Mộ Vân Thành kể một chút nói, cửu cửu nếu tới liền nói, chính ta đi trên trấn. Đồ ăn ta đặt ở trong nồi, giữa trưa ta nếu là về không được, ngươi liền đem thức ăn hâm lại ăn. Mộ Vân Thành gật gật đầu nói, biết tỷ, ngươi đi nhanh về nhanh. Mộ Vân Sơ lưng một cái gùi, liền đi. Chờ Trần Định Huy cùng Trần Vệ Đông đuổi xe bò đến thời điểm, Mộ Vân Sơ đều đi có một hồi, Trần Định Huy biết được Mộ Vân Sơ đã đi, không yên lòng, đuổi xe bò chuẩn bị đuổi theo, vẫn không quên phân phó, Trần Vệ Đông ở nhà giúp đỡ Mộ Vân Sơ xới đất trồng rau, chiếu cố Mộ Vân Thành hai người. Trần Định Huy trên đường đi nhanh chóng đuổi xe bò, muốn đuổi theo Mộ Vân Sơ. Mộ Vân Sơ bên này, từ khi đánh thông thứ 100 đường kinh mạch về sau, nàng liền cảm giác người nhẹ như yến, cho nên đi trên đường bước chân nhanh chóng, không bao lâu, liền thấy phía trước một cái bóng lưng, có điểm giống Mộ Vân Yên. Trong lòng thầm mắng một câu, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải nàng. Mộ Vân Yên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, nhìn lại là Mộ Vân Sơ, trong lòng có chút mừng thầm, nghĩ đến hôm qua, nhìn thấy Mộ Vân Sơ ngồi xe bò đi. Mình vụng trộn tiến vào đi. Lúc đầu nghĩ đến đem các nàng có thể ăn đồ vật đều lấy đi, kết quả cái gì cũng không tìm được, mình tức không nhịn nổi, liền đem Mộ Vân Sơ chăn mền, xem như Mộ Vân Sơ dùng cắt heo cỏ khảm đao, chặt vài chục cái. Nhìn thấy chăn mền rách mướp, trong lòng mới thoải mái một chút. Không nghĩ tới hôm nay trên đường gặp phải, Mộ Vân Yên cũng không đi, liền ở tại chỗ chờ lấy Mộ Vân Sơ. Mộ Vân Sơ đi đến Mộ Vân Yên trước mặt, nhíu lông mày nhìn xem Mộ Vân Yên nói, yêu, đại tỷ đây là chờ ta đâu. Mộ Vân Yên hít mắt, nhìn xem Mộ Vân Sơ nói, đi, ngươi cũng đừng đang giả vờ, ta biết ngươi giống như ta, đều là từ thế kỷ 21 đến, mặc dù là ta có lỗi với ngươi trước đây, nhưng ngươi cũng đem ta mang đến nơi này, nhìn bộ dáng của ta bây giờ, ngươi hài lòng sao? Mộ Vân Sơ nhếch miệng lên cười nói, có lẽ là ông trời đáng thương ta, đời trước mắt mù bên người nuôi một con rắn độc, lại không tự biết, cho nên cho ngươi ta sống lại một cơ hội duy nhất, để ta xem thật kỹ một chút đời này ngươi là thế nào tìm đường chết. Mộ Vân Yên nghe, khí mặt đều vặn vẹo, nàng vốn định thăm dò một chút, không nghĩ tới Mộ Vân Sơ thật thừa nhận. Đột nhiên Mộ Vân Yên cười to lên nói, đời này, ta khẳng định sẽ trôi qua so ngươi tốt, chờ Mộ Nguyên Hồng trúng cử, về sau có lẽ còn có thể trúng tiến sĩ, còn có Mộ Vân Dương, ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn so sánh qua được ta sao? Ngươi bây giờ không cha không mẹ, còn mang theo hai cái vướng víu. Nói không chừng liền cơm đều ăn không nổi, ngày nào liền chết đói, chết cống tại gian kia phá ốc bên trong. Mộ Vân Yên nghĩ đến Mộ Vân Sơ hạ tràng, cười lạnh vài tiếng còn nói, coi như ngươi không đói chết. Đời này ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân, vĩnh viễn để ngươi lật người không nổi. Mộ Vân Yên dùng tay mò chính mình mặt vũ mị cười một tiếng nói, bằng vào ta hiện tại dung mạo, ta nhất định sẽ gả cho đương kim trên thế giới nam nhân có quyền thế nhất, đến lúc đó ta liền đem ngươi làm ra, làm nha hoàn của ta, ha 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 ha. Ngươi nói, để ngươi mỗi ngày hầu hạ ta ăn uống ngủ nghỉ ngủ tốt bao nhiêu nha, ha ha ha. Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Yên da trắng như tuyết, mắt như hoa đào, gật gật đầu cười châm chọc nói, đời trước nguyện vọng của ngươi chính là gả cho một cái có tiền có thế nam nhân làm giàu thái thái. Không nghĩ tới đời này vẫn là như thế chút tiền đồ, rời đi nam nhân ngươi liền chẳng là cái thái gì, có lẽ tại trong mắt nam nhân ngươi chính là một bộ y phục, nhất là cổ đại, có lẽ lấy thân phận của ngươi dung mạo, cũng chỉ có thể hỗn cái tiểu thiếp đương đương. Liền lấy ngươi điểm kia trí thông minh, đến nhà cao cửa rộng, đừng đến lúc đó, liền chết như thế nào cũng không biết. Mộ Vân Yên nhìn xem Mộ Vân Sơ nhẹ như mây gió bộ dáng, khí nghiến răng nghiến lợi mà nói, kia hãy đợi đấy. Hừ. Ở đây chậm trễ một hồi, sau lưng liền truyền đến xe bò thanh âm. Bởi vì hôm nay không phải đi chợ, cho nên không có người nào đi trên trấn, Mộ Vân Sơ quay đầu đã nhìn thấy Trần Định Huy xe bò nhanh chóng lái tới. Mộ Vân Sơ cười, hướng Trần Định Huy phất phất tay, chờ Trần Định Huy đem xe bò dừng lại, Mộ Vân Sơ lưu loát nhảy lên xe bò, tổ phụ chúng ta đi, nhìn thấy Mộ Vân Yên ánh mắt mong đợi. Mộ Vân Sơ cười xấu xa lấy cùng Mộ Vân Yên phất phất tay nói, ngươi từ từ sẽ đến nha, ta đi trước. Mộ Vân Yên còn muốn, Mộ Vân Sơ sẽ giống kiếp trước đồng dạng, khắp nơi để cho nàng, dù cho hai người cãi nhau, cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, hoàn toàn như trước đây đối với mình tốt, không nghĩ tới nàng vậy mà nhẫn tâm như vậy để cho mình đi đường. Khí tại nguyên chỗ dậm chân một cái, nhìn xem Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy, cười cười nói đi xa bóng lưng. Trong lòng căm hận nghĩ, ta liền biết trước kia đối ta tốt đều là giả, hiện tại rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Mộ Vân Sơ chúng ta không đội trời chung. Chương 21, Lưu Trưởng Quỷ. Mộ Vân Sơ ngồi tại trên xe bò, nhìn xem Trần Định Huy hỏi, tổ phụ ngài làm sao tới rồi? Trần Định Huy cười nói, trên trấn xa như vậy ngươi một cái tiểu cô nương đi, ta vậy sẽ yên tâm, nghe Vân Thành nói, ngươi đi không bao lâu, liền đuổi theo. Mộ Vân Sơ trong lòng ấm áp, liền vừa rồi nhìn thấy, Mộ Vân Yên phiền muộn tâm tình cũng biến mất. Nghĩ đến Mộ Vân Yên nói những lời kia, hỏi, tổ phụ đại biểu ca mấy người bọn họ đọc sách đọc thế nào a? Trần Định Huy nghĩ nói, ngươi đại biểu ca đọc sách rất dụng công, ta dự định sang năm mùa xuân để hắn hạ tràng thử xem. A, đúng, sáng nay ngươi đại biểu ca bọn hắn nói với ta, cảm giác sáng nay lên học thuộc lòng, so trước kia dễ dàng nhiều. Cảm thấy hẳn là uống ngươi ngày hôm qua thùng nước nguyên nhân. Mộ Vân Sơ cười cười không nói chuyện. Trần Định Huy thấy Mộ Vân Sơ có tâm sự dáng vẻ, hỏi, vừa rồi nói chuyện cùng ngươi cái cô nương kia là ai vậy, ngươi làm sao không để nàng ngồi xe bò. Mộ Vân Sơ nói, nàng gọi Mộ Vân Yên, là Mộ Nguyên Hồng nữ nhi, vừa chính là nàng nói, đợi nàng cha cao trung, liền để ta đi cấp nàng làm nha hoàn, hầu hạ nàng. Bút mễ lâu. Trần Định Huy nghe khí mắng, nhìn xem tuổi không lớn lắm, tâm tư ác độc như vậy. Vân Sơ ngươi đừng sợ, ta trở về liền cho ngươi biểu ca bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, để bọn hắn nhất định cho nhà chúng ta tranh khẩu khí, đừng để người khi dễ đi. Mộ Vân Sơ mục đích đạt tới, con mắt công thành nguyệt nha cười nói, tổ phụ nói rất đúng. Mộ Vân Sơ cảm thấy tự mình một người cố gắng phấn đấu vô dụng, muốn để thân nhân của mình đều cố gắng biến mạnh lên, về sau coi như mình chiếu cố không đến thời điểm, cũng sẽ không để người khi dễ đi. Một cái Mộ Vân Yên mà thôi, còn không đến mức để nàng như thế, nàng là lo lắng cái này hoàng quyền chí thượng thế đạo. Đến trên trấn, Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy thẳng đến Tề Thế Đường. Đến Tề Thế Đường cổng, Trần Định Huy một mặt lo lắng nói, Vân Sơ à, chúng ta nếu không đổi một nhà đi. Mộ Vân Sơ nghĩ nghĩ nói, tổ phụ ngài ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nói xong cũng chạy vào đi. Trần Định Huy sốt ruột sợ Mộ Vân Sơ có việc, cắn răng một cái cũng đi vào theo. Thấy bốc thuốc dược đồng đổi người, Mộ Vân Sơ đi lên trước hỏi, tiểu ca xin hỏi các ngươi Lưu Trưởng Quỷ ở đây sao? Mới tới dược đồng thấy là cái tiểu nữ hoa, vừa định mở miệng đuổi người. Một cái khác dược đồng sau khi thấy, bước lên phía trước cười nói, cô nương ngươi chờ một lát ta cái này đi mời trưởng quỷ. Mộ Vân Sơ cười hướng dược đồng gật gật đầu, nói tạ. Mộ Vân Sơ cảm giác có người sau lưng, quay người liền thấy đứng ở sau lưng mình Trần Định Huy. Mộ Vân Sơ hỏi, tổ phụ ngài làm sao theo tới rồi? Trần Định Huy bất đắc dĩ, cười cười không nói chuyện. Lúc này Lưu Trưởng Quỷ từ giữa phòng ra tới, cười nhìn lấy cùng hai người chào hỏi, Trần lão ca, yêu, tiểu nha đầu cũng tới, hai vị mời vào trong. Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy cùng một chỗ vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, Lưu Trưởng Quỷ cho hai người rót trà, mới cười nói, không biết hôm nay hai vị đến nhà là đến, bán thuốc tài vẫn là tìm Lưu mổ hỗ trợ a. Mộ Vân Sơ nhìn thấy Lưu Trưởng Quỷ vẫn là trước kia thái độ, cười nói, Lưu thúc, chúng ta đương nhiên là ra bán dược liệu, sư phụ ta lâu dài ở lại Thâm Sơn, hái một gốc nhân sâm, để ta giúp đỡ mua, chọn mua điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nói xong, từ trong ngực móc ra một 5 phần nhân sâm, đưa tới Lưu Trưởng Quỷ trước mặt. Lưu Trưởng Quỷ nhìn thấy, mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút ít kích động, hai tay run run tiếp nhận nhân sâm, cẩn thận nhìn nhiều lần, mới mở miệng hỏi, cô nương định bán bao nhiêu tiền a? Mộ Vân Sơ cười nói, Trưởng Quỷ thúc, vẫn là ngài nhìn xem cho cái công đạo giá đi. Lưu Trưởng Quỷ đem nhân sâm để lên bàn, nhìn xem Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy nói, cái này một gốc nhân sâm không sai biệt lắm năm, nhìn xem. Mới đào được không lâu, ta thật nhiều mấy năm chưa thấy qua như thế Tết phần lão sâm. Lưu Trưởng Quỷ khó xử mở miệng nói, cái này gốc nhân sâm ta mặc dù rất muốn thu, nhưng là hiện trong tay ta không có nhiều như vậy ngân phiếu, các ngươi trước mấy ngày mới bán, một gốc tham gia cho bản điếm, không bằng các ngươi trở về chờ mấy ngày, ta hơi cái tin cho đông gia, chờ ngân phiếu đưa tới các ngươi lại đến. Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tính toán, bị Mộ Vân Sơ nhìn vừa vặn. Lưu Trưởng Quỷ dừng lại một chút còn nói, nếu như hai vị nếu là tin được Lưu mổ người, cũng có thể đem nhân sâm thả tại ta chỗ này, ta tự mình đi một chuyến phủ thành sau các ngươi tới lấy bạc. Mộ Vân Sơ không tin, như thế to con Tề Thế Đường vậy mà không có bạc, nhìn thấy Lưu Trưởng Quỷ một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến Lưu Trưởng Quỷ vừa rồi trong mắt tính toán, chẳng lẽ là bởi vì ta đánh Lưu Cường, muốn báo thù ta. Hôm nay tới vốn chính là thử ý tứ, đã dạng này sau này mình phải cẩn thận một chút. Trần Định Huy có chút nóng nảy nhìn xem Mộ Vân Sơ hỏi, nha đầu ngươi nhìn này làm sao lo liệu. Mộ Vân Sơ đứng dậy cầm qua nhân sâm, bệ vệ thăm dò trong ngực, cười nói, tổ phụ đã Lưu Trưởng Quỷ tình hình kinh tế căng thẳng, vậy chúng ta liền đi về trước. Lưu Trưởng Quỷ nhìn thấy Mộ Vân Sơ không thèm để ý chút nào, đem nhân sâm ôm vào trong lòng, khóe miệng giật một cái. Nghĩ đến cháu của mình về sau cũng không thể nhân đạo, ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không khéo vừa vặn bị Mộ Vân Sơ bắt được. Mộ Vân Sơ trong lòng cười lạnh. Đi qua cuốn lấy Trần Định Huy cánh tay nói, tổ phụ chúng ta đi thôi. Trần Định Huy gật gật đầu. Lưu Trưởng Quỷ trầm mặt nhìn xem một già một trẻ nói, làm sao, hai vị không tin được Lưu mổ. Mộ Vân Sơ nói, Trưởng Quỷ thúc người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã ngươi không có tiền chúng ta liền đi khác tiệm thuốc nhìn xem, Trưởng Quỷ thúc sẽ không là ngăn đón chúng ta không để đi thôi, cái này nếu là náo lên, ngươi cái này Tề Thế Đường thanh danh coi như hủy. Lưu Trưởng Quỷ chán nản xoay người không nhìn Mộ Vân Sơ hai người. Mộ Vân Sơ thấy thế lôi kéo Trần Định Huy liền ra tề thế đường cửa. Mộ Vân Sơ đi tại trên đường cái, nhìn xem muôn hình muôn vẻ người. Bây giờ như thế một cái nho nhỏ trưởng quỷ đều có thể rắc tâm hại người, về sau đường làm như thế nào đi. Lần trước Mộ Vân Sơ cùng Bao Quanh đem Lưu Cường cùng mấy tên côn đồ đánh một trận, cho bọn hắn cho ăn bùn hoàng, hù dọa bọn hắn nói là chân ngôn hoàng, để bọn hắn đi nha môn tự thú, mấy người thương lượng về sau, dự định chậu vàng rửa tay không làm, về nhà cho phụ mẫu dưỡng lão đưa tiễn. Mấy người đem Lưu Cường đưa đến Lưu Cường nhà, Lưu Cường mẫu thân nhìn thấy nhi tử bị đánh thành dạng này, đau lòng kêu trời trách đất, để Lưu Cường đệ Lưu Đông chạy tới, mời Lưu Trưởng Quỷ tới xem một chút. Chờ Lưu Trưởng Quỷ sau khi xem xong, thở dài, sắc mặt khó coi mà nói, "A Cường, tử tôn căn xấu, về sau không thể nối dõi tông đường." Phòng bên trong Lưu mẫu nghe, sợ nói không ra lời, che miệng ô ô khóc lên, nằm trên giường Lưu Cường, nghe một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Lưu Trưởng Quỷ hỏi, "A Cường cuối cùng là ai làm?" Lưu Cường nghĩ đến, nếu không phải Lưu Trưởng Quỷ ra tới cầm bạc để cho mình trông thấy, mình cũng sẽ không lên tham niệm, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lưu Cường căm hận trừng mắt Lưu Trưởng Quỷ rống to, "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ra tới cầm bạc cho cái kia sát tinh, còn làm lấy mặt của nhiều người như vậy huống ta, ta cũng sẽ không lên trả thù tâm tư, kết quả kém chút làm hại ta cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ ngồi xổm đại lao. Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Lưu Cường một bên rống, một bên khóc. Lưu mẫu nghe được níu lấy Lưu Trưởng Quỷ quần áo, khóc chất vấn, "Ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi xứng đáng ngươi kia chết đi đệ sao? Năm đó nếu không phải Cường tử cha hắn vì cứu ngươi, tướng công cũng sẽ không bỏ lại bọn ta cô nhi quả mẫu liền đi. Ngươi thế nhưng là tại hắn trước mộ phần đã thề phải chiếu cố thật tốt chúng ta nha." Ô ô. Lưu Trưởng Quỷ nghe mơ mơ hồ hồ, về sau hỏi rõ ràng tình huống, mặc dù biết là cháu của mình sai, nhưng bây giờ cháu của mình biến thành dạng này, mình làm đại bá cũng không thể cái gì cũng không làm. Trở lại dược đường, phân phó một cái khác dược đồng, lần sau nếu là nhìn thấy Mộ Vân Sơ liền thông báo hắn. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao trả thù Mộ Vân Sơ đâu, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền tới nhà. Lúc đầu nghĩ đến Mộ Vân Sơ có thể đem người tham gia lưu lại, không nghĩ tới tiểu nha đầu này quỷ tinh. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, phân phó mới tới dược đồng đuổi theo, mình cũng ra cửa. Mộ Vân Sơ nhìn sắc trời một chút, lôi kéo Trần Định Huy nói, "Tổ phụ chúng ta đi lội trong huyện đi. Ta muốn đi huyện thành nhìn xem." Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ ánh mắt mong đợi, không đành lòng cự tuyệt, nghĩ đến đuổi trời tối trở về là được. Thế là cười gật gật đầu. Mộ Vân Sơ cao hứng nhảy dựng lên. Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ vui vẻ dáng vẻ, trong lòng cảm thấy lúc này mới như cái 10 tuổi nữ qua dáng vẻ, hắn luôn cảm thấy trước đó Mộ Vân Sơ quá thành thục ổn trọng chút. Đi không bao lâu Mộ Vân Sơ liền phát hiện có người đi theo đám bọn hắn, cùng Trần Định Huy lặng lẽ thương lượng một chút, hai người hướng phương hướng khác nhau đi đến. Nhỏ dược đồng được, hắn không biết đi theo ai tốt, nhưng lại sợ đem người mất dấu trở về bị mắng, nghĩ đến Mộ Vân Sơ nhỏ tuổi, cũng nhanh bước đi theo Mộ Vân Sơ, kết quả nhìn thấy Mộ Vân Sơ tiếng ngõ nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ liền không gặp. Mộ Vân Sơ nhìn thấy dược đồng ngốc ngơ ngác bộ dáng, cong khóe miệng nhanh chóng rời đi. Chạy tới gửi lại xe bò địa phương đi cùng Trần Định Huy tụ hợp. Chờ đến lúc đó, Trần Định Huy đã lo lắng chờ ở nơi đó. Mộ Vân Sơ đi mau mấy bước, nhảy lên xe bò, Trần Định Huy nhanh chóng làm lấy xe bò hướng huyện thành đi đến. Ra huyện thành, Trần Định Huy tâm còn bịch bịch cuồng loạn, hỏi Mộ Vân Sơ, "Nha đầu ngươi làm gì nhất định phải đi tề thế đường?" Mộ Vân Sơ cười nói, "Ta cũng là muốn xác định một chút, kia Lưu Cường có hay không đi phủ nha, trên đường đi đều không có nghe được, có người thảo luận có người đầu án tự thú tin tức. Ta cũng là nghĩ thăm dò một chút Lưu Trưởng Quỷ biết bao nhiêu, xem ra cái này Lưu Trưởng Quỷ rất tâm hại người, nghĩ thay Lưu Cường báo thù. Về sau chúng ta đến trên trấn muốn chú ý cẩn thận, đừng để người ta để mắt tới theo tới chỗ ở." Trần Định Huy một mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, vốn cho rằng Lưu Trưởng Quỷ là cái rõ lý lẽ, không nghĩ tới cũng không phải người tốt lành gì. Mộ Vân Sơ cười cười không nói chuyện. Trên đường đi trải qua không ít thôn trang, ước chừng đi hơn một canh giờ mới đến huyện thành, một canh giờ 2 giờ, cũng chính là trên đường đi nhanh 3 giờ. Mộ Vân Sơ nhìn xem cao lớn trên cửa thành, khắc lấy 3 chữ to, Thanh Dương huyện, có chút cảm khái, giống như vậy trước cửa thành thế, nàng chỉ là tại phim truyền hình bên trong gặp qua, không nghĩ tới một thế này tự mình có thể nhìn thấy, có chút rung động. Chương 22, huyện thành. Trước cửa thành sắp xếp 2 đầu hàng dài, một bên là xe ngựa xe bò, một bên là bách tính, có ôm lấy hài tử, thật nhiều đều là chọn đòn gánh tiếng xe mua đồ. chờ một khắc đồng hồ mới đến phiên bọn hắn. Hai người cùng xe bò cùng một chỗ giao 10 văn tiền vào thành phí. Tiến thành Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy tìm cái gửi lại xe bò địa phương, đem xe bò gửi lại lên, còn mua một chút cỏ cùng nước cho trâu ăn. Hai người cùng đi trong huyện thành kiến thiết so thị trấn bên trên liền khí phái nhiều, hai bên cửa hàng đều là gạch xanh tường trắng, khắc hoa cửa sổ, thật nhiều mặt tiền cửa hàng đều là tầng 2-3 tầng kiến trúc. Cửa hàng hai bên càng là bày đầy các loại quán nhỏ vị, đám lái buôn không ngừng hét lớn. Lộ ra 10 phần náo nhiệt, Mộ Vân Sơ lôi kéo Trần Định Huy đi đến một nhà hoành thánh trước sạp, nghe xông vào mũi mùi thơm, Mộ Vân Sơ tay nhỏ vung lên, nhìn xem một vị phụ nữ trung niên thét lên, lão bản đến 2 bát lớn hoành thánh. Phụ nữ trung niên cười nói, hai vị bên trong ngồi, hoành thánh lập tức liền tốt. Trần Định Huy cùng Mộ Vân Sơ ngồi xuống, Mộ Vân Sơ phối hợp cầm lấy trên bàn ấm trà, cho hai người một người rót một chén nước, cười nói, tổ phụ uống nước. Trần Định Huy tâm tình cũng không sai, bởi vì hắn cũng rất ít đến trong huyện. Nhìn thấy Mộ Vân Sơ vui vẻ dáng vẻ, mình cũng cảm thấy vui vẻ. Không bao lâu trung niên phụ nhân liền bưng 2 bát lớn hoành thánh tới, cười tủm tỉm mà nói, hai vị mời khách quan chậm dùng. Mộ Vân Sơ gật gật đầu, nhìn xem trong chén bốc lên nóng hổi, tung bay mùi thơm hoành thánh nước bọt đều muốn chảy ra. Cầm lấy thì múc một cái liền hướng miệng bên trong đưa, kết quả bị hoành thánh canh kém chút đem trước mặt bát đổ nhào. Trần Định Huy nhìn xem Mộ Vân Sơ dáng vẻ, đã buồn cười, lại đau lòng nói, từ từ ăn, đừng có gấp, ăn xong không đủ thêm một chén nữa. Mộ Vân Sơ có chút xấu hổ cười cười, cúi đầu thổi khí từ từ ăn lên hoành thánh, trong lòng suy nghĩ, từ khi nàng xuyên qua đến nơi đây, chưa ăn qua dừng lại ra dán bánh bột, kiếp trước nàng thế nhưng là trôi qua tiêu tiền như nước thời gian. Bây giờ ăn mặc chi phí đều là kém nhất không nói, còn phải dựa vào tự nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi gia đình, nếu như không có đạt được cá chép không gian, nàng không biết cuộc sống của các nàng lại biến thành bộ dáng gì. Nàng cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến cha mẹ của kiếp trước cùng ca ca, một trận đau lòng, trước kia nàng chưa từng có thông cảm qua bọn hắn không dễ dàng, luôn luôn phàn nàn bọn hắn chỉ vì công việc, không có thời gian bồi chính mình. Nước mắt không biết ngủ bù chảy xuống. Bao Quanh cảm nhận được Mộ Vân Sơ tâm tình chập chờn có chút lớn, từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn một chút không gian bên ngoài, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy Mộ Vân Sơ ăn hoành thánh ăn thật ngon dáng vẻ. Bao Quanh liếm liếm khóe miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi ăn cái gì nha? Ăn ngon không? Mộ Vân Sơ ngay tại xuân đau thu buồn đâu, nghe được đoàn đoàn thanh âm sững sờ, mừng rỡ dùng ý thức cùng Bao Quanh giao lưu, trên mặt cũng không tự giác lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trần Định Huy nhìn thấy Mộ Vân Sơ một hồi khóc một hồi cười, không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu ăn hoành thánh. Cảm thấy tiểu nha đầu khả năng nhớ tới cha mẹ mình. Chờ Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy ăn xong giao 20 văn tiền sau khi đi, quầy hàng đi lên một người mặc màu đỏ váy nữ hài, lập tức muốn 6 bát hoành thánh, gây nên bên cạnh trên bàn, không ít người chú ý, chủ yếu là đoàn đoàn trưởng phải phấn điêu ngọc trác, như cái thiên kim đại tiểu thư, bên người nhưng không có một cái tùy tùng đi theo. Còn lập tức muốn như vậy hoành thánh. Mọi người liền nhìn xem tiểu cô nương một bát tiếp lấy một bát ăn, không bao lâu 6 bát liền đều ăn xong, mọi người kinh ngạc há to miệng. Bao Quanh đứng dậy trả tiền thời điểm, mọi người còn nhìn chằm chằm đoàn đoàn bụng nhìn, có người xì xào bàn tán nói, nàng ăn nhiều như vậy, làm sao bụng vậy mà không biến hóa. Lão bản cũng cảm thấy đây là nàng gặp phải cái thứ nhất có thể ăn như vậy tiểu cô nương. Thu tiền cũng nhìn một chút đoàn đoàn bụng, Bao Quanh có chút xấu hổ, quay người thật nhanh rời đi. Người đứng phía sau còn nghị luận ầm ĩ. Bao Quanh lúc đầu muốn đi tìm Mộ Vân Sơ, kết quả mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Không nghĩ cho Mộ Vân Sơ thêm phiền phức, chỉ đành chịu thừa dịp người khác không chú ý, lách mình về không gian. Mộ Vân Sơ biết Bao Quanh lập tức ăn 6 bát, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bao Quanh còn phàn nàn trên đường người đều nhìn nàng chằm chằm, làm hại nàng liền cái đường phố cũng không thể thật tốt ngao du. Mộ Vân Sơ cảm thấy Bao Quanh hôm nay sáng sủa nhiều, không giống 2 ngày trước nặng như vậy buồn bực. Cảm thấy dạng này rất tốt. Mộ Vân Sơ đùa Bao Quanh nói, chủ yếu là ngươi quá đẹp, nếu như ngươi nếu là biến dạng, đi trên đường cam đoan không ai nhìn ngươi, sẽ còn cách ngươi xa xa. Bao Quanh suy nghĩ một chút mình biến dạng dáng vẻ, lắc đầu nói, vẫn là không đi ra. Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy tại huyện thành đi dạo một vòng lớn, nhìn thấy tiệm thuốc. Trong đó có một nhà tề thế đường tiệm thuốc. Hai người còn tìm người hỏi thăm một chút, mấy nhà tiệm thuốc tình huống. Cuối cùng hai ông cháu quyết định đi thanh danh tốt nhất Phúc An đường đi xem một chút, hai người vừa đi đến cửa miệng, liền có cái tiểu hỏa kế tiến lên đón, cười hỏi, hai. Người là xem bệnh vẫn là bốc thuốc, Mộ Vân Sơ nhìn xem dược đường bên trong đại khái tình huống, mở miệng hỏi, tiểu ca, chúng ta muốn tìm trưởng quỷ, có thể hay không làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Tiểu Hỏa Kế nhìn một chút hai người cách ăn mặc, cau mày, dùng tay trái gãi gãi cái ót hỏi, các ngươi tìm trưởng quỷ có chuyện gì không? Ta đi giúp các ngươi thông báo một tiếng, xem trưởng tủ có gặp ngươi hay không nhóm. Mộ Vân Sơ cảm thấy cái này Tiểu Hỏa Kế cũng không tệ lắm, liền nhỏ giọng nói, chúng ta có gốc nhân sâm muốn mua cho các ngươi dược đường. Tiểu Hỏa Kế nghe một chút gật đầu, nói vậy các ngươi trước chờ đã, ta về phía sau đường hỏi một chút trưởng quỷ. Không bao lâu Tiểu Hỏa Kế liền nhỏ chạy tới, nhìn xem Trần Định Huy hai người nói, trưởng quỷ mời các ngươi đi vào nói chuyện, xin mời đi theo ta. Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy đi theo Tiểu Hỏa Kế đi vào hậu đường một gian phòng ốc. Vào phòng Mộ Vân Sơ nhanh chóng nhìn lướt qua bài biện trong phòng. Phòng không gian rất lớn, bên trong dựa vào tường đặt vào một cái nhỏ tủ thuốc, một bên khác là sách nhỏ khung, ở giữa một tủ sách, phòng bên kia dựa vào cửa sổ dưới đáy là cái thấp đạp lên bên cạnh đặt vào một cái nhỏ giường bàn, trên mặt bàn bày biện bàn cờ. Thấp đạp hai bên bày biện cái bàn, là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân tọa hạ uống trà dùng. Trưởng quỹ nhìn thấy Trần Định Huy cùng Mộ Vân Sơ, trên mặt chất đống nghề nghiệp nụ cười, hướng Trần Định Huy chắp tay một cái nói, hai vị mời ngồi bên này. Trần Định Huy cũng vội vàng đáp lễ nói, đa tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ phân phó dẫn bọn hắn tiến đến tiểu nhị dân trà. Tiểu nhị nghe bận bịu lên tiếng liền ra ngoài. Trưởng quỹ đi đến thấp tiến lên trước ngồi xuống, ra hiệu Mộ Vân Sơ hai người ngồi tại cái ghế một bên trên. Không chút biến sắc đánh giá hai người, Mộ Vân Sơ tọa hạ cũng lặng lẽ sờ đánh giá trưởng quỹ. Trưởng quỹ ước chừng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, giữ lại chòm râu dê, đỉnh đầu dựng thẳng mạ vàng phát quang, thân mang màu xanh váy dài trường bào. Mộ Vân Sơ trong đầu còn cùng Bao Quanh không đoạn giao lưu, Mộ Vân Sơ hỏi, Bao Quanh ngươi cảm thấy cái này trưởng quỷ thế nào? Bao Quanh đem linh lực bám vào trên ánh mắt, một lát sau mới nói, người này linh hồn là màu xám, thuộc về phái trung gian. Mộ Vân Sơ không hiểu ý gì, Bao Quanh giải thích nói cách khác người này không tốt cũng không xấu. Linh hồn phân ba loại nhan sắc, tinh khiết nhất chính là màu trắng, loại người này thiện lương nhất, làm việc thiện nhiều người, linh hồn chung quanh lại phát ra công đức chi quang. Một loại khác chính là linh hồn là màu xám, đại đa số người đều thuộc về phái trung gian, loại này hình người nếu là thủ không được bản tâm, rất dễ dàng mê thất chính mình. Còn có một loại linh hồn là màu đen, loại người này phần lớn âm hiểm xảo trá, làm chuyện xấu tương đối nhiều người. Mộ Vân Sơ một bên nghe tổ phụ cùng trưởng quỹ lẫn nhau giới thiệu mình, một bên tại trong đầu hỏi, Bao Quanh, ngươi phương pháp này có thể hay không dạy cho ta nha, về sau ta cùng người khác liên hệ, chẳng phải là chỉ cần nhìn xem linh hồn, chẳng phải sẽ biết cái này người là tốt là xấu sao? Bao Quanh cười nói, chỉ có tu luyện ra thiên nhãn thần thông mới được, không phải ai cũng có thể làm được. Mộ Vân Sơ nghĩ nói, vậy được rồi, về sau làm phiền ta Bao Quanh nhiều vất vả đi. Lúc này tiểu nhị bưng trà tiến đến, cho ba người đều rót chén trà, sau đó liền ra ngoài. Mộ Vân Sơ nâng chung trà lên uống một ngụm, chính là phổ thông trà xanh. Trưởng quỹ nhìn một chút hai người mới mở miệng cười hỏi, vừa rồi nghe Tiểu Hỏa Kế nói, hai vị là ra bán nhân sâm, không biết có thể lấy ra để hứa mổ nhìn xem. Trần Định Huy quay đầu nhìn xem Mộ Vân Sơ gật đầu, từ trong ngực móc ra nhân sâm, nhưng thật ra là từ không gian bên trong lấy ra. Trưởng quỹ nhìn thấy kéo ra khóe miệng. Mộ Vân Sơ đứng dậy đem nhân sâm cầm tới đưa cho hứa trưởng quỹ. Hứa trưởng quỹ tiếp nhận nhân sâm cẩn thận nhìn một chút, còn kéo ra đặt vào bàn cờ dưới mặt bàn bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một cái kính lúp đồng dạng tấm gương, cẩn thận nhìn một hồi, mới gật đầu một cái nói, ân, là khỏa tốt tham gia. Trần Định Huy một mực khẩn trương nhìn xem hứa trưởng quỹ, nghe được câu này, mới đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Hứa trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Trần Định Huy hỏi, xin hỏi Trần Huynh nghĩ bán bao nhiêu tiền a? Trên đường tới Mộ Vân Sơ liền dạy Trần Định Huy làm sao cùng người cò kè mặt cả. Trần Định Huy nhìn xem hứa trưởng quỹ cười nói, hứa trưởng quỹ kinh nghiệm phong phú, làm phiền hứa trưởng quỹ cho đánh giá cái giá đi. Hứa trưởng quỹ nhìn xem Trần Định Huy dùng tay vuốt vuốt sợi râu cười nói, đã Trần Huynh tin được hứa mổ, vậy ta cũng mở công đạo giá, 1.200 lượng bạc, ngài thấy thế nào? Trần Định Huy quay đầu nhìn Mộ Vân Sơ, trưng cầu ý kiến của nàng. Mộ Vân Sơ cười, đứng dậy hướng hứa trưởng quỹ thi lễ một cái nói, trưởng quỹ thúc không dối gạt ngài nói, cái giá tiền này ta cảm thấy thấp một chút, trước mấy ngày chúng ta tại trên trấn, bán một gốc 200 năm tham gia, tề thế đường lưu trưởng quỹ ra giá 600 lượng. Hôm nay chúng ta sở dĩ tới đây chính là nghĩ bán cái giá cao. Hứa trưởng quỹ nhìn nhiều mấy lần Mộ Vân Sơ, cười đối Trần Định Huy nói, Trần Huynh ngài cái này tôn nữ cũng không giống như, nông hộ trong nhà nuôi ra tới, cái này can đảm không thể so nhà giàu khuê nữ của người ta kém. Ha ha ha. Trần Định Huy cười nói, nha đầu này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Mộ Vân Sơ làm bộ xấu hổ cúi đầu. Hứa trưởng quỹ nghĩ một lát thở dài, một mặt khó xử mà nói, ta cũng muốn cho các ngươi một cái tốt giá cả, nhưng là chỉ có thể lại thêm 100 lượng, nhiều ta cũng không có cách nào cho đông gia bàn giao. Đây cũng là xem ở các ngươi tham gia tương đối mới mẻ, không có bào chế phá hư tham gia giá trị, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, liền đem tham gia lưu lại, nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể lại đi khác dược đường nhìn xem. Mộ Vân Sơ cùng Trần Định Huy liếc nhau, Mộ Vân Sơ gật gật đầu, Trần Định Huy cười gật đầu một cái nói, vậy liền cái giá này đi. Hứa trưởng quỹ đem hai người hổ động nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới làm chủ là tiểu nha đầu này. Nghe được Trần Định Huy, trong lòng vui mừng, trên mặt không chút biến sắc nói, vậy ta đây liền đi nhân viên thu chi cho hai vị cầm ngân phiếu. Trần Định Huy gật gật đầu nói, làm phiền hứa trưởng quỹ. Không nhiều lắm một hồi, hứa trưởng quỹ cầm một chồng ngân phiếu, đưa cho Trần Định Huy nói, làm phiền Trần Huynh đếm một chút. Trần Định Huy cười tiếp nhận ngân phiếu, cũng không khách khí ở trước mặt liền đếm, tổng cộng 13 tấm, mỗi tấm ngân phiếu mệnh giá đều là 100 lượng. Trần Định Huy xác nhận không sai sau đem ngân phiếu ôm vào trong lòng. Cùng hứa trưởng quỹ khách khí hai câu lôi kéo Mộ Vân Sơ liền ra dược đường. Đứng tại trên đường cái, Trần Định Huy thở dài một hơi nhỏ giọng nói, nha đầu ngươi tổ phụ ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy ngân phiếu. Mộ Vân Sơ nhìn xem Trần Định Huy biểu lộ có chút buồn cười. Nói tổ phụ đây coi là cái gì nha, về sau ta sẽ kiếm nhiều bạc hơn, đến lúc đó ngài liền mỗi ngày đều giúp ta kiếm tiền được chứ. Trần Định Huy nghe nhịn không được ha 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 nở nụ cười, nhìn xem Mộ Vân Sơ nói, tốt tổ phụ chờ lấy ngày đó. Hai người không dám nhiều chậm trễ, đuổi xe bò liền hướng trên đường về nhà đi đến. Trên trấn Lưu trưởng quỹ biết người bị mất dấu khí dậm chân, trong lòng hối hận không thôi. Chương 23, dự định mua đất. Lưu trưởng quỹ nghĩ đến hai người khẳng định sẽ đi một nhà khác dược đường bán tham gia, còn chuyên môn phái dược đồng đi theo, mình đi trên trấn một nhà khác dược đường, hắn cùng nhà này dược đường trưởng quỹ là bạn tốt, hai người thương lượng xong, trước tiên đem nhân sâm lưu lại, để Mộ Vân Sơ bọn hắn qua mấy ngày tới bắt bạc, đến lúc đó đến cái chết không nhận. Không nghĩ tới chính là dược đồng đem người mất dấu, hai người này cũng không có đi một nhà khác dược đường. Làm hại Lưu trưởng quỹ còn bị bạn tốt chế giễu một phen. Lưu trưởng quỹ đem cơn giận đều trút lên dược đồng trên thân. Dược đồng có nỗi khổ không nói được. Mộ Vân Sơ hai người đuổi xe bò khi về đến nhà, trời đều đen, Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong chờ ở cửa, Trần Vệ Đông cũng chỉ đành cùng theo chờ. Nghe được xe bò két két rung động thanh âm, Mộ Vân Phong liền chạy tiến lên, hô tỷ tỷ, Mộ Vân Sơ nghe được là Mộ Vân Phong thanh âm, bận bịu nhảy xuống xe bò một bên chạy một bên ứng thanh, ai? Vân Phong tỷ tỷ trở về. Trần Định Huy làm lấy xe bò chậm rãi lại phía sau đi tới, hôm nay đầu này trâu đi quá nhiều con đường, càng về sau liền đi không được. Mộ Vân Sơ nắm Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong tay, cùng một chỗ hướng nhà đi, nhìn thấy Trần Vệ Đông, Mộ Vân Sơ cười nói, cửu cửu hôm nay vất vả. Trần Vệ Đông gãi gãi đầu cười nói, ta cũng không làm gì. Chờ Trần Định Huy đuổi xe bò tiến viện tử, Mộ Vân Sơ đem xe bên trên mua bao tử lấy xuống, cười nói, chúng ta đêm nay cùng một chỗ ăn thịt bao tử. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nghe vui vẻ không thôi. Mộ Vân Sơ đem bao tử bỏ vào trong nồi nóng một chút, mấy người cùng một chỗ đơn giản ăn cơm tối. Trần Định Huy đem ngân phiếu lấy ra đưa cho Mộ Vân Sơ cười nói, nha đầu, cái này ngân phiếu vẫn là lấy cho ngươi lấy đi, thả tại ta chỗ này, ta sợ ta ngủ không ngon giấc. Người lão trong lòng không thể có sự tình, vừa có sự tình a liền ngủ không được, ta nha, còn muốn sống thêm mấy năm, nhìn xem các ngươi trưởng thành đâu. Ha ha ha. Mộ Vân Sơ tiếp nhận ngân phiếu nghĩ nghĩ nói, tổ phụ ta bạc hiện tại có, ta nghĩ ngày mai liền đem mảnh đất kia mua lại. Sau đó còn phiền phức ngài cùng cửu cửu, giúp ta tìm một chút tay nghề tốt một chút công tượng, ta muốn mau sớm đem phòng ở dựng lên. Trần Định Huy nghe vui mừng nói, được a, ngày mai ta liền viết xong văn thư đi nha môn làm thủ tục, chờ nha sai tới lượng địa, coi như làm tốt. Mộ Vân Sơ gật gật đầu, nhìn xem Trần Định Huy nói, vất vả tổ phụ. Kia có cần hay không, ngày mai ta cùng ngài cùng đi nha môn. Không cần, không cần. Ngày mai ta chính mình đi, đối cái này khế đất bên trên viết tên ai a. Mộ Vân Sơ nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt, nói, liền viết thành ca nhi a, dù sao hắn là trưởng tử. Trần Định Huy một mặt hiền hòa nhìn xem Mộ Vân Sơ nói, nhìn thấy ngươi như thế hiểu chuyện nhu thuận, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết cũng sẽ yên tâm. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Trần Định Huy cùng Trần Vệ Đông mới mặc lên xe bò, Trần Vệ Đông cầm trong tay, tự chế bó đuốc chiếu sáng đi về nhà. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Mộ Vân Sơ khóa kỹ đại môn. Để Mộ Vân Thành hai huynh để trở về phòng nghỉ ngơi, Mộ Vân Sơ cũng về phòng bếp, cắm tốt cửa tiến không gian. Nhìn thoáng qua hồ nước cùng hắc thổ địa, không gian bên trong yên tĩnh, đoán bao quanh các nàng hẳn là tại tu luyện. Mộ Vân Sơ lại đi tu luyện thất, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, vận chuyển hỗn độn quyết bắt đầu dẫn đạo, ngưng tụ thành cộng tóc đồng dạng linh khí, bắt đầu xung kích không có đánh thông kinh mạch, một bên lại một bên xung kích, Mộ Vân Sơ trên thân dần dần chảy ra màu đen tiểu huyết châu. Tại không gian 3 ngày sau, Mộ Vân Sơ liên tục đánh thông 3 đường kinh mạch, đã trở nên chật vật không chịu nổi. Quần áo trên người đều thấy không rõ nhan sắc, trên mặt tóc thiếu cũng giống như mang một tầng mặt nạ. Mộ Vân Sơ thở ra một hơi khí đục, lách mình đến trong suối nước nóng ngâm tắm, trọn vẹn tẩy một cái giờ, Mộ Vân Sơ nhìn lấy da của mình càng ngày càng tinh tế bóng loáng. Trong lòng cảm thấy mình chịu được những thống khổ kia đều là đáng giá. Từ suối nước nóng ra tới, Mộ Vân Sơ đi trên núi rừng quả, hái được một chuỗi nho, một bên ăn vừa đi, bất tri bất giác liền đến rừng đào, nhìn xem từng khỏa cây đào bên trên, phấn hoa đào quải mãn chi đầu, ong mật ông hút mật, Mộ Vân Sơ mới nhớ tới lần trước làm hai cái lớn tổ ong tiến đến, nghĩ đến có rảnh mua chút bình lọ chạy không ở giữa, có thể dùng đến những rượu trái cây, trang mật ong. Dạo qua một vòng Mộ Vân Sơ nghĩ đến mau chóng đánh thông kinh mạch, thật sớm giờ bắt đầu tu luyện, nếu không mình đi ra ngoài liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Ăn xong trong tay quả, Mộ Vân Sơ lại tiến tu luyện thất. Một bên khác Cửu Long lĩnh Diệp thị gia tộc, Diệp Vĩnh Xương tìm đến thân tín của mình, Diệp Linh Lung, cùng Diệp Hồng Xuyên, nói cho bọn hắn một chút liên quan tới thiên ngoại người bí mật, để bọn hắn mang theo Diệp Bắc Thần, đi Tây Nam phương hướng tìm kiếm thiên ngoại người. Diệp Vĩnh Xương từ trong ngực lấy ra một khối huyết ngọc, phía trên điêu khắc tinh mỹ long văn đồ án, mang tại Diệp Bắc Thần trên cổ. Nhìn xem ngủ say Diệp Bắc Thần, Diệp Vĩnh Xương thở dài. Nhìn xem Diệp Linh Lung cùng Diệp Hồng Xuyên nói, hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ, Diệp gia hy vọng liền ký thác vào ngươi trên thân hai người. Diệp Linh Lung cùng Diệp Hồng Xuyên cũng biết can hệ trọng đại, một mặt ngưng trọng phát thệ, thề sống chết bảo hộ thiếu chủ chu toàn. Diệp Vĩnh Xương đưa cho Diệp Linh Lung một tấm lệnh bài, để các nàng có việc, có thể tùy ý lấy dùng điều phối, Diệp thị sản nghiệp ngân lượng hoặc là nhân thủ. Diệp Linh Lung cùng Diệp Hồng Xuyên bái biệt gia chủ Diệp Vĩnh Xương. Diệp Hồng Xuyên cõng Diệp Bắc Thần, cùng Diệp Linh Lung thừa dịp trời tối người yên, lặng lẽ rời đi Cửu Long lĩnh. Sáng ngày thứ hai, Mộ Vân Sơ một mặt mỏi mệt từ không gian ra tới, trong không gian, nàng chỉ lo đánh thông kinh mạch, những ngày này đều không có thật tốt đi ngủ, cảm thấy hơi mệt, đem mình thu thập lưu loát, uống một bát nước linh tuyền, cảm thấy tinh thần nhiều. Mới bắt đầu nấu cơm. Cùng đệ cơm nước xong xuôi, nghĩ đến trên núi lại đi nhặt điểm củi lửa trở về. Lúc này đại môn bị người gõ vang, Vân Sơ có ở nhà không? Mộ Vân Sơ nghe được là Liễu Đại Nương thanh âm, bận bịu lên tiếng, ai, đi ra ngoài mở cửa, mở ra đại môn, cười nói, Đại Nương ngài đến, nhanh xin mời vào trong nhà ngồi. Liễu Đại Nương cười chỉ vào trong giỏ sách nói, quần áo ta làm tốt, liền đưa tới cho ngươi. Mộ Vân Sơ có chút kinh ngạc mà nói, nhanh như vậy. Liễu Đại Nương cười nói, là ta cùng ta con trai cả con dâu cùng một chỗ làm, cho nên làm tương đối nhanh. Vào phòng, Mộ Vân Sơ cho Liễu Đại Nương rót chén nước, gọi hai cái đệ đi thử xem quần áo mới, Mộ Vân Sơ tọa hạ cùng Liễu Đại Nương nói chuyện phiếm. Liễu Đại Nương nói, Vân Sơ ngươi còn không biết đi, hôm qua Vân Yên nha đầu đi trên trấn mua hai cái bà tử trở về, nghe nói là chính nàng bán cái gì đơn thuốc tiền kiếm được. Nhưng làm Lý Tú Cầm cao hứng xấu, gặp người liền khen Mộ Vân Yên là nhà nàng phúc tinh. Hôm qua ta còn trông thấy Vương Tú Tài nhà Vương Hạo Thần, đến tìm Mộ Vân Yên, cuối cùng cũng không biết Vân Yên nha đầu nói cái gì, Vương Hạo Thần tức hỗn hển đi. Mộ Vân Sơ hồi ức một chút, mới biết được Vương Tú Tài cùng Vương Hạo Thần là ai. Mộ Vân Sơ cười nói, người khác đối đãi ta như thế nào đến nói không có chút nào trọng yếu, ta chỉ muốn làm sao đem cuộc sống của mình qua tốt, để hai cái đệ có đọc sách liền tốt. Liễu Đại Nương cười xấu hổ, cúi đầu uống nước. Mộ Vân Sơ nhìn xem Liễu Đại Nương nói, Đại Nương ta biết ngài là hảo ý, chẳng qua những sự tình kia ta đều không để ý, chẳng qua làm bác quái nghe một chút còn rất không sai, nói xong a cười a. Lưu Đại Nương thấy Mộ Vân Sơ một điểm không thèm để ý, cũng cười theo. Lại hỏi, nghe nói các ngươi muốn đem đến Hạnh Hoa Thôn đi là thật sao? Mộ Vân Sơ gật đầu, vẻ mặt thành thật mà nói, ta muốn để đệ qua bên kia học đường đọc sách. Liễu Đại Nương minh bạch Mộ Vân Sơ lo lắng, nói, giờ đi qua cũng tốt, có ngươi ngoại tổ phụ chiếu vào, các ngươi thời gian cũng tốt hơn chút. Chỉ là đọc sách cần hoa rất nhiều bạc, các ngươi nếu như không có cái gì thu nhập, Mộ Vân Sơ nhìn xem Liễu Đại Nương một mặt lo lắng bộ dáng, nghĩ đến dù sao chờ mua đóng phòng ở, người nơi này sớm muộn sẽ biết, còn không bằng sớm nói cho Liễu Đại Nương, cũng không uổng phí Liễu Đại Nương nhiều lần chiếu cố. Mộ Vân Sơ nhìn xem Liễu Đại Nương nói, Đại Nương cha mẹ ta không tại, tại cái thôn này ngài là quan tâm nhất chúng ta tỷ đệ người, ta cũng bất mãn ngài, 2 ngày trước ta vào trong núi tìm ăn, đào một gốc nhân sâm, ta ngoại tổ phụ giúp ta mua, tại Hạnh Hoa thôn mua một mảnh đất, ta dự định ở nơi nào lập nhà. Về sau đệ đệ đọc sách cũng gần một điểm. Liễu Đại Nương nghe có chút ngoài ý muốn, trong mắt cũng không có toát ra thần sắc tham lam, mà là một mặt vui mừng nói, vậy là tốt rồi a. Lúc này Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong xuyên quần áo mới ra tới, Mộ Vân Sơ tiến lên lôi kéo hai người, nhìn một chút cười nói, Đại Nương ngài theo thùa, làm thật là không sai, đều nói người dựa vào ăn mặc, một điểm không giả, nhìn ta đệ đệ mặc vào quần áo mới, liền giống như biến thành người khác. Lưu Đại Nương nghe Mộ Vân Sơ tán dương, trong lòng rất bình tĩnh. Cười nhìn lấy Mộ Vân Thành hai huynh đệ gật đầu một cái nói, cha mẹ ngươi tướng mạo sinh tốt, ba người các ngươi càng là chiếm ưu điểm của bọn hắn, đều lớn lên đẹp mắt. Cùng Liễu Đại Nương lại nói một hồi, Liễu Đại Nương liền đi, Mộ Vân Sơ đem người đưa tiễn, trở về phòng ngồi trên ghế tiêu hóa lấy Liễu Đại lời của mẹ, Vương Hạo Thần đi tìm Mộ Vân Yên làm gì. Nàng một mực không có hiểu rõ, lúc đầu Mộ Vân Yên vì sao một mực nhằm vào nguyên chủ, chẳng lẽ là ưa thích Vương Hạo Thần, đố kỵ nguyên chủ cùng Vương Hạo Thần định thông gia từ bé. Nếu như là dạng này, cũng quá cẩu huyết, mới bao nhiêu lớn chọn người, cái này cổ nhân cũng quá sớm quen a. Tại hiện đại như vậy lớn một chút người, đều còn tại ma trong ngực nũng nịu đâu. Bút mễ lâu. Mộ Vân Sơ lắc đầu, tự nhủ, quản nó chi, dù sao hiện tại cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Mộ Vân Thành nghe hỏi, tỷ tỷ cái gì nửa xu quan hệ đều không có a. Mộ Vân Sơ lấy lại tinh thần, cười một cái nói không có gì. Đi chúng ta đi trên núi nhặt củi lửa đi. Mộ Vân Thành nhìn một chút trên người mình quần áo mới, vội nói, tỷ, ngươi đợi chúng ta một chút, nói xong lôi kéo Mộ Vân Phong liền vào phòng. Mộ Vân Sơ chuẩn bị kỹ càng dây thừng cái gùi, liền thấy Mộ Vân Thành hai người lại xuyên quần áo cũ ra tới. Mộ Vân Sơ cảm thấy mình hai cái đệ đệ đều rất hiểu chuyện. Trong lòng ấm áp. Ba người cùng một chỗ hướng trên núi đi đến, Mộ Vân Sơ lần này không có lại hướng thâm sơn đi, nhặt một chút củi khô. Mộ Vân Sơ nghĩ đến không gian bên trong, gà rừng, thỏ rừng. Thừa dịp Mộ Vân Thành hai người không chú ý, từ không gian thả ra một con gà rừng, Mộ Vân Sơ làm bộ bổ nhào về phía trước, gà rừng ngay tại trong tay. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong nhìn thấy một mặt kích động, cảm thấy đại tỷ quá lợi hại. Mộ Vân Sơ thả ra một con thỏ để hai huynh đệ đuổi theo chơi, lại bắt chước làm theo bắt mấy cái con thỏ, hai huynh đệ cuối cùng vẫn là chưa bắt được con thỏ, lúc đầu có chút thất lạc, nhưng nhìn đến con kia chạy con thỏ, lại chạy đến Mộ Vân Sơ trước mặt, vây quanh Mộ Vân Sơ xoay quanh. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Mộ Vân Sơ cũng có chút không nghĩ ra, cái này con thỏ vì sao không chạy, chờ đợi mình bắt. Đem con thỏ cùng gà rừng, cùng một chỗ bỏ vào cái gùi bên trong. Nhớ lại đi đưa cho giúp mình mấy vị kia thím, nhân tình này có thể sớm một chút còn liền sớm một chút còn. Về sau nếu là mình có thể giúp một tay, cũng sẽ duỗi nắm tay. Cảm tạ các nàng lúc ấy giúp chính mình một tay. Đồng thời còn giáo dục hai cái đệ đệ về sau, muốn làm cái hiểu được cảm ơn người. Chương 24, giấc mơ kỳ quái. Mộ Vân Sơ một bên nhặt củi, một bên lặng lẽ thả một chút bỏ vào không gian. Nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, không sai biệt lắm giữa trưa, Mộ Vân Sơ nhìn xem hai cái đệ đệ nóng trên trán đều chảy xuống mồ hôi. Đi, đống củi này lửa đủ chúng ta dùng vài ngày, chúng ta về nhà đi. Mộ Vân Sơ đem cái gùi trên lưng, bên trong đặt vào gà rừng thỏ rừng, trọng lượng không nhẹ. Mộ Vân Sơ đi đến một khối đá lớn trước mặt, đem cái gùi đặt ở trên tảng đá, lại xách một bó củi lớn lửa, đặt ở cái gùi bên trên cố định lại, thừa dịp Mộ Vân Thành mình đi lưng củi lửa, Mộ Vân Sơ đem cái gùi bên trong gà rừng thỏ rừng chuyển dời đến không gian. Mộ Vân Sơ cõng lên cái gùi, tỷ đệ ba người cùng một chỗ xuống núi về nhà, này sẽ thời tiết tương đối nóng, trên đường đều không có người nào. Đám ba người về đến nhà, Mộ Vân Sơ đem cái gùi để xuống đất, thuận tay lại đem gà rừng thỏ rừng bỏ vào cái gùi bên trong. Mộ Vân Thành nhìn xem tỷ tỷ mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, chạy tới nhấc nhấc cái gùi, không có nhấc lên, lại nhìn một chút trên đất một bó củi lớn. Một mặt sùng bái nhìn xem Mộ Vân Sơ nói, tỷ tỷ ngươi bây giờ khí lực trở nên thật lớn nha. Mộ Vân Sơ sờ mũi một cái cười nói, ngươi thật tốt tu luyện, về sau cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Mộ Vân Thành con mắt lóe sáng tinh tinh mà cười cười hỏi, thật sao? Mộ Vân Sơ gật gật đầu, trong lòng nói, đây là lời nói dối có thiện ý, hy vọng ngươi có thế thật tốt tu luyện đi. Mộ Vân Phong cũng mặc kệ hai người nói cái gì, ghé vào cái gùi bên trên, nhìn xem thỏ rừng gà rừng, hỏi tỷ tỷ hôm nay, chúng ta có phải là lại có thể ăn thịt? Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Phong cái này tiểu ăn hàng, cười nói, đúng nha, Phong ca, có cao hứng hay không? Cao hứng, ta thích ăn nhất thịt. Kia tốt ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi lát nữa tỷ tỷ làm cho ngươi thịt gà ăn. Ta hiện tại đi cho thím nhà đưa con thỏ đi. Nhìn thấy Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong một mặt đáng vẻ không bỏ. Mộ Vân Sơ có chút buồn cười, nói, về sau tỷ sẽ thường xuyên bắt thỏ cho các ngươi ăn. Vân Thành ngươi đốt một nồi nước sôi, đợi lát nữa ta trở về muốn dùng. Biết, tỷ. Mộ Vân Sơ cõng cái cùi, thừa dịp giữa trưa không có người nào, cho mấy vị kia thím một nhà cho một con thỏ, bắt đầu cũng không chịu thu, Mộ Vân Sơ kiên trì cho, mọi người cũng đều vui vẻ thu. Mấy cái thím đều cảm thấy Mộ Vân Sơ thật biết làm người. Một cái thím còn cùng mình nam nhân nói, đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, một điểm không giả. Ngay sau đó một tiếng nói thô lỗ truyền đến, nàng một tiểu nha đầu có thể bắt cái gì con thỏ, có lẽ là lão Trần gia kia hai nhi tử bắt, để nàng lấy ra trả nhân tình, ta nhưng nghe nói các nàng muốn đem đến Hạnh Hoa thôn đi. Mộ Vân Sơ thính lực vốn là tốt, những lời này một chữ không sót đều truyền đến trong tai nàng, Mộ Vân Sơ cười cười, biết là trả nhân tình liền tốt. Cuối cùng đi đến Liễu Đại nhà mẹ đẻ, Liễu Đại Nương không nói gì, cười nhận lấy. Còn muốn lưu Mộ Vân Sơ ăn cơm trưa, Mộ Vân Sơ cự tuyệt, Liễu Đại Nương biết trong nhà còn có hai cái, cho nên cũng không có ép ở lại. Đều nói tai vách mạch rừng, một điểm không giả, Mộ Vân Sơ cùng Liễu Đại Nương trong sân nói chuyện, Mộ Vân Yên nghe ra là Mộ Vân Sơ thanh âm, gọi tới hai cái bà tử cùng ở sau lưng mình tại cửa chính chờ lấy. Mộ Vân Sơ cáo biệt Liễu Đại Nương, đi đến Mộ gia lão cổng lớn miệng, liền bị Mộ Vân Yên ngăn trở đường đi. Mộ Vân Yên nhìn xem Mộ Vân Sơ, mặt bản sửa lỗi quần áo, cõng phá cái gùi, mặt bị mặt trời phơi đen xì, một tay che miệng, một tay chỉ vào Mộ Vân Sơ, a cười a. Cười đủ rồi, sai sử sau lưng bà tử, đi cho bản cô nương rót cốc nước, lấy thêm đem ghế tới. Hai cái bà tử nghe vội cung kính mà nói, là cô nương, liền tiến viện tử. Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Yên, bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, có chút buồn cười. Mộ Vân Yên nhìn xem Mộ Vân Sơ trong mắt ý cười, có chút không thoải mái, chỉ vào Mộ Vân Sơ nói, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, cùng tên ăn mày cũng không kém là bao nhiêu, còn tưởng rằng ngươi là thiên kim đại tiểu thư đâu. Một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Mộ Vân Sơ nói, chúng ta hiện tại một cái trên trời, một cái dưới đất, về sau ngươi chỉ có ngưỡng mộ phần của ta. Ta nếu là cao hứng, nói không chừng, cũng sẽ học một ít ngươi, bố thí một điểm cho ngươi. Cũng coi như báo đáp ngươi kiếp trước trợ giúp ta. Ha ha ha. Lúc này hai cái bà tử một người bưng trà, một người ôm lấy cái ghế ra tới. Mộ Vân Yên ngồi xuống, tiếp nhận đưa tới bát trà nhẹ khẽ nhấm một hớp. Nhìn thấy Mộ Vân Sơ vẫn là một mặt nhẹ như mây gió bộ dáng, trong lòng lửa từ từ đi lên bốc lên. Mộ Vân Sơ nhìn thấy Mộ Vân Yên lên cơn giận dữ dáng vẻ cười nói, ngươi bây giờ cách ta trước kia cao độ, còn kém thật xa. Lúc nào có cái kia trình độ, lại đến ta trước mặt khoe khoang đi. Nói không chừng ta còn coi trọng ngươi một chút. Nói xong quay người rời đi. Mộ Vân Yên khí giơ lên chén trà trong tay, hung tợn quẳng xuống đất. Hai cái bà tử dọa đến một cái giật mình, Mộ Vân Yên thấy thế, đối hai cái bà tử quát, không trả lại được làm việc. Nhìn thấy hàng xóm có người thò đầu ra xem náo nhiệt, Mộ Vân Yên vội vàng tiến viện tử, nàng vốn là nghĩ khí Mộ Vân Sơ, không nghĩ tới Mộ Vân Sơ không có tức thành, đem mình khí quá sức. Bên này Mộ Vân Sơ trong lòng rất bình tĩnh, nhìn xem Mộ Vân Yên giống thằng hề đồng dạng ở trước mặt mình nhảy nhót, cảm thấy rất buồn cười. Kiếp trước lần thứ nhất thấy được nàng, cũng chỉ mặc quần áo cũ, mỗi lần khai giảng đều chưa đóng nổi học phí, thầy chủ nhiệm tìm nàng nói xong lời nói, hai con mắt đều khóc hồng hồng, cảm thấy nàng thật đáng thương. Mình hảo tâm giúp đỡ nàng nộp học phí, mời nàng ăn cơm, ở phía sau đến thành tốt khuê mật, mua cho nàng quần áo, chờ một chút. Ông trời quả nhiên là công bằng, đều nói đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, mình kiếp trước chính là mắt mù, mới đem rắn độc làm bằng hữu. Hừ, muốn để ta ngưỡng mộ ngươi, ngươi cũng phải có tư cách kia. Mộ Vân Sơ nhanh đến cửa nhà thời điểm, từ không gian bên trong cầm một chút đồ ăn bỏ vào cái gùi, vào nhà đem cái gùi để xuống đất, Mộ Vân Thành nhìn thấy hỏi. Tỷ ở đâu ra nhiều món ăn như vậy? Mộ Vân Sơ cười nói, là thím nhóm tặng. Mộ Vân Sơ nhấc lên gà rừng đi góc tường thả máu, bắt đầu nhổ lông, không bao lâu liền đem gà rừng thu thập sạch sẽ, đem gà rừng dùng nước linh tuyền hầm canh gà. đem cái gùi bên trong đồ ăn, đều đặt ở phòng bếp bên tường trên ván gỗ, tẩy hai cây dưa leo rau trộn, nhìn xem hai cái đệ nhu thuận dáng vẻ, lại một cây dưa leo, tách ra thành hai nửa một người cho một nửa, nói nếm thử có ăn ngon hay không. Mộ Vân Thành hỏi, tỷ, sinh có thể ăn sao? Mộ Vân Sơ cười nói, làm sao không thể ăn, ngươi nếm thử vừa vặn rất tốt ăn. Hai người nửa tin nửa ngờ cắn một cái, thanh thúy sướng miệng nhiều chất lỏng, ân. Thật tốt ăn ai. Sau đó chỉ nghe thấy một trận, răng rắc thanh âm. Mộ Vân Sơ cười. Nàng tại không gian đều sớm nếm qua, chính là không có cơ hội lấy ra cho người nhà ăn. Mộ Vân Sơ một bên nhóm lửa vừa nghĩ. Hôm qua đi huyện bên trên quá vội vàng, không có thể đi tiệm hạt giống nhìn xem, cũng không thể đi thư phòng nhìn xem, có không có liên quan tới hiện tại sách lịch sử loại hình thư tịch. Đến lâu như vậy, hiện tại ở vào cái niên đại nào, là cái gì triều đại, nghe Bao Quanh nói, đem mình đưa đến dị thời không, nơi này đều có những địa phương nào, mình là cái gì cũng không biết. Tận bận rộn vấn đề no ấm. Hết thảy đều vuốt thuận, mình phải thật tốt tìm hiểu một chút thế giới này. Kế hoạch một chút cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Chờ thịt gà hầm không sai biệt lắm, Mộ Vân Sơ tẩy hành lá cắt nát, nghĩ đến không có món chính, lấy ra vừa mua nồi đất rửa sạch sẽ, thả một bát gạo, đem gạo đào hai lần, từ bên ngoài chuyển ba khối đá, đặt ở bếp lò bên cạnh trên mặt đất, đem nồi đất đặt ở ba khối đá lỗi giản dị trên lò, để lên củi lửa, lửa nhỏ chậm rãi đốt. Không bao lâu đã nghe đến cơm mùi thơm. Lúc này canh gà cũng hầm tốt, Mộ Vân Sơ điều tốt muối vị, rải lên hành thái. Phòng bên trong mùi thơm truyền ra thật xa, còn tốt trước mặt người ở ít, không biết chó nhà của ai, ghé vào Mộ Vân Sơ cửa nhà, gâu 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 gọi. Mộ Vân Sơ đuổi hai lần, kia con chó vàng chính là không đi. Nghĩ đến hẳn là đói, nghe được mùi thơm chạy tới. Mộ Vân Sơ cũng mặc kệ, cơm nước xong xuôi đem xương gà, ném cho đầu kia con chó vàng. Cơm nước xong xuôi, Mộ Vân Sơ ngáp một cái nói, ta có chút khốn, ngủ một hồi, các ngươi cũng đi ngủ một hồi đi. Mộ Vân Thành lôi kéo Mộ Vân Phong nói, tốt tỷ tỷ ngươi ngủ đi. Chờ Mộ Vân Thành hai người sau khi đi, Mộ Vân Sơ nhìn xem mình nhỏ chăn trên giường, không còn gì để nói, nàng từ khi chuyển tới, giống như liền không có thật tốt ở đây nghỉ ngơi. Chăn mền cũng bị Mộ Vân Yên chém vào không còn hình dáng. Chỉ có thể về không ở giữa ngủ một lát, Mộ Vân Sơ giữ cửa chen vào, về không gian, không biết ngủ ở chỗ nào tốt, phòng ngủ cái giường kia dày đặc khí lạnh. Nghĩ đến trong đại điện kia cái ghế tựa như là noãn ngọc, ngủ lấy đi khẳng định rất dễ chịu đi. Mộ Vân Sơ khốn cực, đi vào trong đại điện, cũng không thấy phải không thoải mái, trực tiếp nằm tại Long Phượng trên ghế ngủ. Không bao lâu liền truyền ra đều tiếng hít thở. Cái này một giấc Mộ Vân Sơ là một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng tiên khí lượn lờ, một cái đẹp đến mức không thể bắt bẻ nữ tử, đứng tại một chiếc tinh xảo trên phi thuyền, đứng phía sau 6 tên nha hoàn, từng cái đều đẹp như thiên tiên, thân thuyền phía dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, truyền ra mỹ diệu âm nhạc. Nữ tinh gây nên, một mặt băng sương, mặt màu lam yên la sa tơ vàng thêu lên, ánh sáng mặt trời bái nguyệt bay vút lên phượng hoàng, hạ buộc màu vàng đoàn bướm bách hoa sương mù đuôi phượng váy, tay kéo màu vàng thêu la sa. Gió búi tóc sương mù tóc mai nghiêng cắm xếp thành một hàng long phượng trâm, sau đừng một đóa hạt sương hoa hồng. Lộ vẻ phong thái thước tha, thân eo lượn lờ mềm mại. Nữ tử phi thuyền đáp xuống một tòa xa hoa cung điện bên ngoài, 6 vị thị nữ theo sau lưng sắp xếp có thứ tự, đi vào cung điện, Mộ Vân Sơ phát hiện, trong đại điện vậy mà cùng không gian bên trong đại điện giống nhau như đúc. Mộ Vân Sơ có chút kinh ngạc, nhìn thấy 9 cái trên cây cột cũng không có kim long, ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà cũng không có phượng hoàng. Đại điện hai bên trên mặt đất, bày biện mấy hàng bàn thấp ghế đẩu, trên mặt bàn bày đầy hoa quả tươi rượu ngon, mỗi cái trên bàn thấp đều ngồi người, sau lưng đều đứng một cái thị nữ tùy thời hầu hạ. Trước bàn ngồi có nam có nữ, nam từng cái nhìn qua đều anh tuấn bất phàm, nữ đều khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, thiên kiều bách mị. Mộ Vân Sơ cảm thấy kiếp trước cũng là gặp qua không ít mỹ nam mỹ nữ, so sánh với bọn họ lên, kiếp trước những cái kia mỹ nam mỹ nữ chỉ có thể nói là chút cặn bã. Lúc này Mộ Vân Sơ nhìn thấy nữ tử đi bước lên bậc thang, đứng tại trên đài cao, sau lưng chính là cái ghế kia, nhưng lưng ghế sau giống như không có đồ án. Mộ Vân Sơ cảm thấy trên người nữ tử có một cổ bá khí ầm ầm không giận tự uy cảm giác. Phân ngồi người của hai bên, nhao nhao đứng dậy, không lưng chắp tay cho nữ tử hành lễ. Tham kiến Phượng Đế. Mộ Vân Sơ có chút kinh ngạc, nhìn xem nữ tử tuổi tác liền hơn 20 tuổi, vậy mà là nữ đế, tốt ghê gớm nha. Nữ tử nhìn thoáng qua người bên dưới, giơ tay lên một cái nói, các vị chân quân miễn lễ, mời ngồi. Mộ Vân Sơ cảm giác mình có thể nhìn thấy người trong phòng, người. trong phòng nhưng không nhìn thấy chính mình. Mộ Vân Sơ muốn nhìn một chút lưng ghế sau đến cùng có hay không đồ án, nhấc chân đi đến đài cao, nhìn xem nữ tử sau lưng cái ghế, cũng không có điêu khắc long phượng, cũng không có ở giữa kia lục sắc hạt châu. Mộ Vân Sơ cảm giác mình là đang nằm mơ lại không giống nằm mơ. Nghĩ tỉnh lại, mình tựa như bị ác mộng đồng dạng. Mộ Vân Sơ đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh tường hòa. Đột nhiên, một cái máu me khắp người nam nhân chạy vào. Chương 25, từ trong mộng tỉnh lại. Đám người sững sờ, cảm thấy sự tình không ổn, khi thấy rõ nam nhân kia mặt, trong đại điện lập tức loạn cả lên, khiêu vũ tiên nga đào mệnh giống như chạy ra đại điện, ngồi tân khách đều nhao nhao đứng người lên, trong lòng tất cả giật mình, là ai to gan như vậy, lại dám đánh tổn thương Phượng Đế vị hôn phu. Ngồi tại cao vị bên trên nữ tử, một cái lắc mình đi vào huyết nhân trước mặt, ôm lấy muốn ngã xuống đất nam nhân. Mộ Vân Sơ nhìn thấy nữ tử run rẩy, từ trên tay trong giới chỉ lấy ra đan dược, không cần tiền giống như hướng nam nhân miệng bên trong đổ. Nhìn xem chiếc nhẫn kia khá quen, không biết ở nơi nào gặp qua. Nam tử ăn đan dược, nhìn xem lệ rơi đầy mặt nữ tử, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, chật vật giơ cánh tay lên, muốn giúp nữ tử lau nước mắt nói, Vân Sơ đừng khóc, ta cảm giác nhanh không được, chỉ là muốn gặp ngươi một lần cuối. Nữ tử cầm nam nhân huyết thủ, đặt ở trên mặt của mình, nhìn xem nam nhân miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi. Vội vàng lại từ trong giới chỉ lấy ra đan dược, nghĩ đút cho nam nhân chật vật mở miệng nói, vô dụng. Ta trước đó đang điền liền. Bị thương, hôm nay đụng phải. Mặc Yên, không nghĩ tới nàng vậy mà. Vì yêu. Sinh hận. Muốn giết ta. Ta là dùng bí thuật. Hao hết tinh nguyên mới lại tới đây. Mộ Vân Sơ nhìn thấy Phượng Đế dùng một cái tay vuốt ve nam tử tuyết trắng tóc, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng trượt xuống. Ngươi làm sao ngốc như vậy, vì cái gì không tìm một chỗ trốn đi, phát gọi đến chờ ta đi tìm ngươi a. Nam tử thâm tình nhìn xem Phượng Đế nói, Vân Sơ. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ còn yêu ngươi. Nói xong, ngoẹo đầu không một tiếng động, không, Bắc Thần, ta không muốn ngươi chết, ngươi đã đáp ứng muốn cưới ta, nữ tử bi thương khàn cả giọng rống to lên tiếng, Bắc Thần. Một tiếng này rống, trong đại điện thật nhiều tu vi thấp đều phun ra một nguồn máu tươi. Vội vàng ăn vào đan dược, tất cả mọi người vội vàng rời đi đại điện, sợ chạy chậm khó giữ được tính mạng. Cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại đau đến không muốn sống nữ tử, cùng không một tiếng động nam nhân. Mộ Vân Sơ không biết tại sao, cảm thấy như bản thân giống vậy, nước mắt không bị khống chế ào ào chảy xuống. Nhìn xem gọi Bắc Thần nam tử hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không thấy gì nữa, nữ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng dậy từ chiếc nhẫn lấy ra một hạt châu, kết động pháp quyết, đem nam tử sắp tán đi hồn phách thu vào hạt châu. Hạt châu bị nữ tử khảm tiến Phượng Ghế dựa phía sau lưng, nam tử khế ước thần thú Thanh Long cũng bị thương, nhìn thấy chủ nhân hồn phách bị thu vào dưỡng hồn châu, tự nguyện bám vào Phượng Ghế dựa một bên thủ hộ lấy hạt châu. Nữ tử thấy thế đem khế ước của mình thần điểu Phượng Hoàng bám vào hạt châu một bên khác. Mộ Vân Sơ nhìn thấy, há to miệng, nguyên lai cái ghế này bên trên Long Phượng Hí Châu là như thế này đến a. Ngoài cửa truyền đến một tiếng lớn a, Diệp Bắc Thần nhanh lên ra tới theo ta đi, coi như ngươi chạy đến Phượng Đế nơi này cũng vô dụng, nếu như ngươi không còn ra, hôm nay ta liền đưa hai người các ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Để các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương, ha ha ha. Một cái ngông cuồng thanh âm nữ nhân truyền vào đại điện. Mộ Vân Sơ đột nhiên cảm nhận được đất trung núi chuyển, liền thấy cái kia gọi Phượng Đế nữ tử lấy ra một khối cá chép ngọc bội, đem toàn bộ đại điện thu vào ngọc bội. Mộ Vân Sơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chờ lấy lại tinh thần, liền thấy mình đứng tại một khối trên đất trống, giữa không trung đứng đầy người, một bên người, mặc kệ là xuyên vẫn là dáng dấp đều hình thù kỳ quái, liền cưỡi tọa kỵ đều lớn lên rất xấu. Dẫn đầu là một nam một nữ, nam tử nửa gương mặt bên trên bò đầy giống rễ cây một vật, nhìn qua dữ tợn khủng bố, nữ tử dáng dấp còn có thể, chính là kia miệng là màu đen, chỗ mi tâm còn có một cái màu đen ký hiệu, nhìn qua liền không giống người tốt, nhìn thấy nữ tử con mắt, Mộ Vân Sơ luôn cảm giác có mấy phần quen thuộc. Phượng Đế sau lưng cũng đứng đầy tướng sĩ, thật nhiều đều là vừa rồi ngồi ở trong đại điện người, từng cái đều người xuyên áo giáp, tay cầm binh khí, cưỡi các loại linh thú. Uy phong lẫm liệt. Chỉ nghe Phượng Đế nói, ta tưởng rằng ai đây? Hóa ra là ba tuần ma vương ái đồ Mặc Yên La Sát cùng Mị Ảnh La Sát. Làm sao, hôm nay đánh tới ta cái này Lăng Tiêu Điện muốn cùng ta đại chiến một trận. Chỉ thấy Mặc Yên La Sát cười nói, Phượng Đế nói đùa, chúng ta chỉ là đuổi theo Bắc Thần tinh quân khí tức đến nơi này. Mong rằng Phượng Đế đừng thấy lạ. Chỉ cần ngươi giao ra Bắc Thần tinh quân chúng ta lập tức rời đi. Phượng Đế lạnh lùng nhìn xem mặt Yên La Sát nói, xem ở lúc trước ngươi ta đồng môn sư tỷ muội phân thượng, mang theo ngươi người nhanh lên lăng, bằng không ta liền không khách khí. Mặt Yên La Sát nghe nộ trừng suy nghĩ nói, Phượng Vân Sơ ngươi đừng khinh người quá đáng, Bắc Thần Tinh Quân vốn chính là ta trước coi trọng nam nhân, nếu không phải hắn bị ngươi mê hoặc, hắn như thế nào liền liếc lấy ta một cái cũng không nguyện ý, bằng không ta như thế nào rơi vào ma đạo, biến thành La Sát. Ta không lấy được đồ vật, ta thà rằng hủy, ngươi cũng mơ tưởng được. Nói xong Mặt Yên La Sát bay người lên trước cùng Phượng Đế đánh lại với nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Lập tức thiên không mây đen dày đặc, hô tiếng giết trung trời, đao quang kiếm ảnh, hai bên tướng sĩ không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Phượng Đế sử dụng mình bản mệnh vũ khí Tiêu Dao Thần Kiếm, cùng Mặt Yên La Sát huyết nguyệt loan đao cùng mị ảnh tam xoa kích đánh túi bụi. Phượng Đế lúc đầu xem ở từng là đồng môn phân thượng, thả Mặt Yên La Sát một ngựa, kết quả người ta liều mạng hướng mình phát động công kích. Phượng Đế thủ hạ không tại lưu tình, đánh hai vị La Sát liên tục bại lui, đều bị thương không nhẹ. Đúng vào lúc này, Bắc Thần Tinh Quân thuộc hạ chạy đến, cũng gia nhập chiến đấu, vốn là nhanh tan tác La Sát quân, bị chạy tới thần tộc người giết đến không chừa mảnh giáp. Mị ảnh nhìn tình huống không ổn, sử dụng bí thuật mang theo Mặt Yên chạy trốn. Phượng Đế người tử thương vô số, Mộ Vân Sơ nhìn xem Phượng Đế đem có chút sắp tán loạn hồn phách thu thập lại bỏ vào dưỡng hồn một bên trong, có trực tiếp kết động pháp quyết, mở ra địa ngục chi môn, đưa đi đầu thai chuyển thế. Bút mễ lâu. Nàng cũng không biết mình vì cái gì đều có thể xem hiểu. Trong lòng còn từng đợt đau đớn, nghĩ thầm nàng gọi Phượng Vân Sơ, ta gọi Mộ Vân Sơ, chẳng lẽ ta cùng nàng ở giữa có cái gì liên quan hay sao? Tại về sau thời gian bên trong, Mộ Vân Sơ nhìn xem Phượng Đế mỗi ngày bi thương còn sống, Mộ Vân Sơ nghĩ đây cũng là yêu đến cực hạn, mới có thể dạng này bi thương đi. Đột nhiên Lăng Tiêu Trời trên không truyền tới một hư vô mờ mịt thanh âm, Lăng Tiêu Trời, thiên chủ ở đâu? Đám người nhao nhao đi ra ngoài quan sát, chỉ thấy giữa không trung đứng một vị nam tử hư ảnh, tuy là hư ảnh nhưng vẫn là có thể nhìn ra, nam tử một thân tử kim sắc long bào, đầu đội tử ngọc phát quang, diện mục uy nghiêm. Mộ Vân Sơ chỉ thấy Phượng Đế bay về phía giữa không trung, quỳ xuống đến đi lễ bái chi lễ, chỉ nhìn thấy miệng hai người không ngừng động đậy, nghe không thấy thanh âm, còn có Phượng Đế kia bi thương biểu lộ. Chỉ thấy Phượng Đế đem khối kia chứa đại điện cá chép ngọc bội hai tay đưa cho vị kia thiên thần đồng dạng nam tử. Nam tử tiếp nhận ngọc bội nhìn một hồi, lại lấy ra một khối giống nhau như đúc ngọc bội, chỉ thấy nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra liên tiếp, phức tạp lại huyền ảo pháp quyết. Hai cái ngọc bội không ngừng quanh quẩn trên không trung, sau đó liền thấy hai đạo vệt sáng biến mất không thấy gì nữa, Phượng Đế mang trên mặt nụ cười, hướng nam tử lại ba cái dập đầu. Nam tử hiền hòa nhìn xem liếc mắt Phượng Đế, biến mất trong nháy mắt không gặp. Phượng Đế đứng dậy phiêu nhiên rơi xuống đất. Đúng vào lúc này Mộ Vân Sơ nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, đột nhiên giật mình từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm ở trong đại điện Long Phượng trên ghế, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên lóe ra không gian, bởi vì nghe được Mộ Vân Thành lo lắng tiếng hô hoáng. Mộ Vân Sơ mở cửa nhìn thấy mặt trời mới thăng lên. Mộ Vân Thành nhìn một chút Mộ Vân Sơ không có chuyện gì dáng vẻ nói, tỷ tỷ ngươi làm sao ngủ lâu như vậy a? Chúng ta bụng thật đói nha, tối hôm qua liền không ăn, nghĩ đến ngươi mệt mỏi liền không có nhao nhao ngươi đi ngủ, sáng nay đều lúc này, còn không thấy ngươi lên, chúng ta cho là ngươi xảy ra chuyện gì đây? Mộ Vân Phong nói, tỷ tỷ ta muốn ăn cơm, muốn ăn ngon lành gạo cơm. Mộ Vân Sơ nhìn xem hai cái đệ đệ cười một cái nói, các ngươi chờ một chút, cơm lập tức liền tốt. Mộ Vân Sơ quay người rửa tay đi làm cơm, trong lòng lại là nghĩ đến giấc mộng kia, cảm giác như chính mình tự mình ôm lại một lần đồng dạng, lắc đầu nghĩ từ trong đầu, vung ra những cái này không đẹp đồ tốt. Lúc ăn cơm, Mộ Vân Thành nói, đối tỷ, chiều hôm qua cửu cửu tới, nói để ngươi hôm nay đi một chuyến Hạnh Hoa Thôn, còn nói mua tốt, hôm nay nha sai sẽ đi Hạnh Hoa Thôn lượng địa, tổ phụ để chúng ta đi qua một chuyến. Mộ Vân Sơ gật đầu một cái nói, vậy chúng ta nhanh lên ăn, ăn xong sớm một chút đi qua nhìn một chút. Nói xong cho hai cái đệ đệ trong chén gấp thức ăn, tỷ tỷ ngươi thật tốt, Mộ Vân Phong nhìn xem Mộ Vân Sơ nói nghiêm túc. Mộ Vân Sơ nhìn xem Mộ Vân Phong vẻ mặt nghiêm túc cười hỏi, Phong ca nhi hôm nay miệng làm sao ngọt như vậy, biết dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Mộ Vân Phong nói, thiếp đảng nói ta không cha không mẹ, về sau sẽ làm tiểu khiếu hóa tử, không cùng ta chơi, thế nhưng là ta có tỷ tỷ sẽ làm món ngon cho ta đồ ăn, làm quần áo mới cho ta xuyên, ta mới sẽ không làm tiểu khiếu hóa tử đúng hay không? Mộ Vân Sơ sờ sờ Mộ Vân Phong đầu nói, đúng, tỷ tỷ sẽ để cho chúng ta Phong ca nhi cùng Thành ca nhi, về sau ở xinh đẹp căn phòng lớn, mỗi ngày đều ăn ngon đồ ăn, mặc xinh đẹp quần áo mới. Còn phải đưa các ngươi đi đọc sách. Có tỷ tỷ tại, về sau ai cũng không thể khi dễ các ngươi. Mộ Vân Thành mắt đỏ nghẹn ngào nói, tỷ cảm ơn ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta là người một nhà, là trên thế giới này người thân nhất. Về sau chúng ta phải cố gắng thật tốt còn sống, để những cái kia đã từng xem thường chúng ta, khi dễ chúng ta người không với cao nổi. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong đều dùng sức gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Mộ Vân Sơ mấy người thu thập xong bát đũa, khóa chặt cửa. Cùng đi Hạnh Hoa Thôn, trên nửa đường gặp làm lấy xe bò tới đón các nàng Trần Vệ Đông. Mấy người ngồi lên xe bò, trên đường đi cười cười nói liền đến Hạnh Hoa Thôn. Chương 26, giết gà dọa khỉ. Trần Vệ Đông mang theo ba người trực tiếp đi mua khối kia đất hoang, xa xa đã nhìn thấy đất hoang nơi đó đã vây thật nhiều thôn dân, đều đang sôi nổi nghị luận. Mộ Vân Sơ thính lực tốt, chỉ nghe thấy mấy cái thôn dân nói. Ngươi nói cái này Lý Chính ở đâu ra nhiều bạc như vậy, lập tức mua hơn 100 mẫu đất. Ai biết được. Nghe nói cái này không phải Lý Chính mình, tựa như là cho hắn mấy cái kia ngoại tôn mua. Ai? Đến, Lý Chính mấy cái ngoại tôn đến. Ta nói làm sao không gặp Vệ Đông, hóa ra là đi đón người. Mộ Vân Sơ mấy người đến thời điểm, liền nghênh đón Hạnh Hoa Thôn, thôn dân chú một lễ. Mộ Vân Sơ rất bình tĩnh lôi kéo, hai cái đệ đệ xuyên qua đám người chủ động tránh ra con đường, đi đến Trần Định Huy trước mặt, ba người cho Trần Định Huy đi lễ. Trần Định Huy nhìn xem ba người cười ha hả mà nói, nha đầu từ bây giờ cái lên, cái này hơn 100 mẫu đất liền thuộc về các ngươi tỷ đệ ba người, về sau các ngươi chính là ta trong thôn lớn nhất nông hộ. Thôn dân trước đó chỉ là các loại suy đoán, bây giờ nghe được Lý Chính chính miệng nói ra, tất cả mọi người sôi trào. Có người hỏi, Lý Chính ta nghe nói, ngươi cái này ba cái ngoại tôn, không cha không mẹ, bọn hắn ở đâu ra nhiều bạc như vậy, mua như thế khối lớn đất a. Trần Định Huy vuốt chòm râu nghĩ nói, các ngươi còn không biết đi, ta cái này ngoại tôn nữ bái cái thần tiên sư phụ nàng nhìn nàng không cha không mẹ muốn bảo bọc nàng, các ngươi có ý thấy sao? Đám người nghe đều có chút không tin. Mộ Vân Sơ nhìn xem tổ phụ một mặt thần khí bộ dáng, có chút buồn cười. Mộ Vân Sơ biết tổ phụ đây là muốn dùng thần tiên sư phụ danh nghĩa, để cho mình đứng ở chỗ này ổn gót chân, hắn mặc dù là Hạnh Hoa Thôn Lý Chính, nhưng cũng sợ người khác đỏ mắt, phía sau chơi ngán chân. Có người còn nói, thần tiên chỉ là trước kia nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua nha. Mộ Vân Sơ nhìn thoáng qua cái kia dẫn đầu người nói chuyện, giống như vợ của hắn là Lý Quế Lan đường muội, trước kia thường xuyên đi mộ nhà thông cửa. Gặp qua vài lần. Nghĩ đến hôm nay mình bán đất sự tình, đến không được buổi chiều liền sẽ truyền đến mộ người nhà trong lỗ tai. Nghĩ đối không khí hô, sư tỷ ngươi mau ra đây nha, ta có việc tìm sư phụ. Tất cả mọi người bốn phía nhìn xem không có động tĩnh gì. Lại chờ một hồi, cái gì cũng không thấy được, tất cả mọi người cảm thấy Mộ Vân Sơ tuổi còn nhỏ không học tốt, đùa nghịch mọi người chơi đâu, đều một mặt ghét bỏ nhìn xem Mộ Vân Sơ mấy người. Lý Quế Lan biểu muội Lý Kim Lan liền châm chọc nói, ta nói mộ nhà tam nha đầu, không đối ta làm sao quên, các ngươi đã bị biểu tỷ ta nhà các nàng nhận làm con thừa tự ra ngoài, cũng cùng đuổi đi ra không sai biệt lắm. Ba người các ngươi chính là cái khắc phụ khắc mẫu tiện mệnh. Còn bái thần tiên làm sư phụ, thần tiên khẳng định cũng sợ bị các ngươi khắc lấy không ra, nói xong còn ha ha nở nụ cười. Thật nhiều người nghe đều cười vang. Có cái tuổi tác lớn một điểm người, nhìn xem tức đến phát run Lý Chính nói, Lý Chính ngài đều tuổi đã cao, làm sao để cái tiểu nha đầu lừa gạt, trên đời này nào có cái gì thần tiên. Nói xong còn một mặt đồng tình nhìn xem Trần Định Huy. Tất cả mọi người gật đầu. Lúc này nhìn thấy hai vị nha sai cùng Trần Vệ Phú, đo xong đi tới. Mọi người mới an tĩnh lại. Một cái người cao gầy mặt chữ quốc nha sai nhìn xem Trần Định Huy nói, lượng tốt, vùng núi 90 mẫu, đất hoang 60 mẫu. Từ trong ngực lấy ra văn thù nhìn một chút gật đầu nói, phía trên ghi chép không có sai sót. Trần Định Huy bận bịu để Trần Vệ Phú đem chuẩn bị kỹ càng mực đóng dấu lấy ra. Trần Định Huy để Mộ Vân Thành tại hai tấm văn thư bên trên theo thủ ấn, một cái khác nha sai lấy ra một cái con dấu, tại hai tấm văn thư phía trên đóng dấu tử. Nha sai đem một tấm văn thư đưa cho Mộ Vân Thành, còn chăm chú nhìn thêm Mộ Vân Thành, một cái khác trương lại thăm dò về trong ngực. Một người chỉ vào trên trời nói, tiên nữ đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu triều thiên bên trên nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đứng, một cái một thân hồng y tinh xảo, một đầu tóc xanh tung bay theo gió thiếu nữ. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất đập ngẩng đầu lên, mấy cái nói ngồi châm chọc người, kinh hãi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mộ Vân Sơ đem muốn quỳ xuống đất Trần Định Huy mấy người ngăn lại, lắc đầu, mấy người minh bạch Mộ Vân Sơ ý tứ, liền đứng ở một bên, mấy người đều một mặt tự hào nhìn một chút quỳ trên mặt đất người. Lý Kim Lan hai chân run rẩy đứng nơi đó. Hai cái nha sai không rõ là tình huống như thế nào, sững sờ tại nguyên chỗ, há to miệng, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Vân Thành cùng Mộ Vân Phong là lần thứ hai nhìn Bao Quanh, Mộ Vân Thành còn hướng Bao Quanh phất phất tay hô, thần tiên tỷ tỷ ta nhóm lại gặp mặt. Bao Quanh đứng tại giữa không trung cười cười, nhìn xem Mộ Vân Sơ hỏi, sư muội ngươi tìm sư phụ có chuyện gì? Sư phụ ngay tại luyện dược, tạm thời không có thời gian tới gặp ngươi, có việc ngươi liền cùng ta nói đi, thanh âm hư vô mờ mịt, như hoàng oanh êm tai. Mộ Vân Sơ ôm quyền thi lễ một cái nói, làm phiền sư tỷ đi một chuyến, hôm nay chỉ là muốn để các thôn dân biết, trên đời này là có thần tiên tồn tại. Bao Quanh từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại Mộ Vân Sơ trước mặt nói, chúng ta chỉ là không đến đời này tục giới, cho nên phàm nhân cũng không biết có chúng ta tồn tại. Lý Kim Lan bịch quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, mời tiên tử tha mạng, mời tiên tử tha mạng. Cái khác mấy cái tham dự chất vấn Trần Định Huy người cũng liền bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ. Bao Quanh nhìn mấy người liếc mắt nói, sư muội ta là có đại khí vận người, không phải các ngươi phàm phu tục tử tùy ý có thế khi dễ. Mộ Vân Sơ chỉ vào Lý Kim Lan nói, ta nhớ được ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi, ngươi cái này đi lên liền cho chúng ta trừ khắc phụ khắc mẫu mũ, xấu thanh danh của chúng ta. Ta là nơi nào có lỗi với ngươi rồi? Là ăn nhà ngươi gạo rồi. Đánh ngươi nhà bé con rồi. Vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Lý Kim Lan một mặt kinh hoảng vội vàng lắc đầu run rẩy âm nói. Đều không có. A, không có, vậy ngươi chính là xem chúng ta mấy cái nhỏ yếu, muốn theo ý khi dễ bức tử chúng ta. Không phải, không phải. Vậy ngươi nói một chút ngươi vì cái gì làm như thế? Không tại sao, chính là ta miệng tiện nói hô nói vượng, còn mời tam cô nương, đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho ta đi. Nếu biết là mình miệng tiện, vậy ngươi tự mình đánh mình 20 cái bàn tay, ta liền tha thứ ngươi, không phải nói không chừng từ bây giờ cái lên, nhà ngươi liền sẽ gà chó không yên. Quỳ gối một bên Lý Kim Lan nam nhân nghe vội nói, ta đến đánh, van cầu ngươi tuyệt đối đừng làm tiên pháp gì. Mộ Vân Sơ xem thường nhất loại cặn bã này, hỏi ngươi tên là gì? Tiểu nhân gọi Trần Phú Quý. A, danh tự đến thật là dễ nghe, vừa rồi liền ngươi cùng nàng nhảy nhóc lợi hại nhất đi. Khi liền ngươi tự mình tác mình 10 cái tác, lại phiến nàng 10 cái tốt, vợ chồng nha, liền nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trần Phú Quý không nghĩ tới mình cái này một lên tiếng, còn đưa tới dừng lại vả miệng, khí cắn răng, nhưng cũng không có cách, nhìn thoáng qua Bao Quanh, thấy Bao Quanh nhìn mình chằm chằm ánh mắt kia lạnh giống như vào đông hàng băng, Trần Phú Quý rùng mình một cái. Mạnh mẽ trừng mắt liếc Lý Kim Lan, Lý Kim Lan nhìn thấy tướng công hung ác ánh mắt ngã xuống đất. Thế nhưng là không ai đồng tình nàng. Trần Phú Quý đã bắt đầu tự mình đánh mình đánh xong 10 cái, đứng dậy liền bắt đầu phiến từ bản thân nàng dâu Lý Kim Lan đến, chỉ nghe ba thanh âm bột bột, Mộ Vân Sơ nhìn xem nam nhân này xuống tay một điểm không lưu tình, cũng không đau lòng dáng vẻ, đều thay nữ nhân này bi ai. Rất nhanh 10 cái bàn tay đánh xong, Lý Kim Lan đầu tóc rối bời, miệng bên trong phun ra mấy khỏa răng đến, mặt đã nhanh nhanh sưng phồng lên, đầy miệng máu tươi. Nhìn xem có chút thảm. Còn có mấy người dọa đến run lẩy bẩy, vội mở miệng cầu xin tha thứ. Mộ Vân Sơ đánh Lý Kim Lan cũng là bởi vì miệng nàng quá thúi. Cũng có vết gà dọa khỉ ý tứ. Nhìn một chút những người khác nói, lần này thì thôi, nếu như còn có lần sau, ta định không dễ tha. Trần Định Huy mấy người nhìn xem Mộ Vân Sơ nghĩ thầm, không hổ là thần tiên đồ đệ, làm lên sự tình đến một điểm nghiêm túc. Dập đầu mấy người nghe xong, kích động vội vàng nói, về sau cũng không dám lại. Cũng không dám lại. Đi đều đừng quỳ đi. Tất cả mọi người nghe lời đứng lên. Mộ Vân Sơ nhìn thấy trong đám người một vị phụ nhân, vừa rồi cũng không có giống những người khác như thế nhìn mình trò cười, trong ngực ôm lấy một cái 3-4 tuổi nam hài, hài tử con mắt giống như nhìn không thấy. Mộ Vân Sơ hỏi Bao Quanh có không có cách nào, giúp đứa bé kia trị một chút con mắt. Bao Quanh dùng thiên nhãn thần thông nhìn một chút hài tử con mắt, chỉ là trên ánh mắt một đầu kinh mạch không thông, gật gật đầu đi đến phụ nhân trước mặt, phụ nhân nhìn thấy Bao Quanh hướng phía mình đi tới, có chút sợ hãi lui lại một bước. Mộ Vân Sơ nói, vị này thím, sư tỷ ta chỉ là muốn giúp ngươi hài tử nhìn xem con mắt, phụ nhân nghe xong, một mặt ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Nhà ta cẩu thẳng con mắt có thể trị hết không? Mộ Vân Sơ gật gật đầu, phụ nhân bước lên phía trước một bước đem hài tử buông ra, liền phải quỳ xuống cho Bao Quanh dập đầu, Mộ Vân Sơ phụ nhân giữ chặt thím ngươi đừng như vậy, chúng ta trước cho hài tử chữa mắt. Phụ nhân một mặt cảm kích nói cảm ơn, cảm ơn. Cái khác thôn dân cũng đều trông mong nhìn thấy, ai cũng không dám nói chuyện. Bao Quanh để phụ nhân ôm lấy hài tử, nắm tay đặt ở hài tử trên trán, dùng linh lực tiến vào hài tử con mắt chung quanh thần kinh tổ chức, chậm rãi đem đầu kia không thông kinh lạc dùng linh lực tan ra, đem kinh lạc phía trên tạp chất dùng linh lực bao vây lấy mang ra hài tử bên ngoài cơ thể. Bao Quanh nắm tay từ hài tử cái trán lấy xuống. Nhìn xem phụ nhân nói, ngươi có thể để hắn mở to mắt thử xem. Phụ nhân gật gật đầu kích động nhìn hài tử nói, cẩu thằng, nhi tử, ngươi nhanh mở to mắt nhìn xem nương. Cậu bé chậm rãi mở to mắt, liền thấy trước mắt phụ nhân, hô một tiếng, nương, ta có thể trông thấy ngươi, ta thật có thể trông thấy ngươi, ta cũng không tiếp tục là nhỏ mù lòa. Phụ nhân nghe ôm lấy hài tử đau khóc thành tiếng nói, đối ta cẩu thằng cũng không tiếp tục mù, lại không còn có người mắng ngươi nhỏ mù lòa. Mộ Vân Sơ nhìn thấy có chút thôn dân đều một mặt ngượng ngùng biểu lộ. Rất hiển nhiên tất cả mọi người gọi cậu bé nhỏ mù lòa, thật tình không biết trong lúc lơ đãng cho hài tử tâm hồn lưu lại tổn thương. Phụ nhân chỉ lo cao hứng, kịp phản ứng muốn tìm tiên nữ đã không gặp, chỉ thấy Mộ Vân Sơ một người đứng ở bên cạnh, phụ nhân bận bịu lôi kéo hài tử quỳ trên mặt đất hướng Mộ Vân Sơ đập lên đầu, nói đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Mộ Vân Sơ bận bịu đem người nâng đỡ nói. Thím, chúng ta đều là hương thân hương lý, có thể nhìn thấy con của ngươi gặp lại quang minh ta cũng thật cao hứng. Mọi người mới phát hiện tiên nữ không gặp, có người nói tiên nữ đi như thế nào, ta còn muốn cầu tiên nữ hỗ trợ trị chân của ta đâu, thật nhiều người đều hối hận mình không có nắm lấy cơ hội, van cầu tiên nữ. Thở dài, dậm chân, đập bắp đùi. Hai cái nha sai đi đến Mộ Vân Sơ trước mặt không lưng thi lễ một cái, Mộ Vân Sơ thấy thế bận bịu né qua một bên nói, hai vị sai gia đây là làm cái gì? Người cao gầy cái kia nha dịch nói, cô nương đã bái thần tiên là, chắc hẳn nhất định có chỗ bất phàm, hôm nay huynh đệ của ta hai người may mắn nhìn thấy cô nương sư tỷ, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ta hai người muốn cùng cô nương kết một thiện duyên, về sau nếu có cô nương dùng đến, chỗ của chúng ta, còn mời cô nương đừng khách khí. Mộ Vân Sơ cười gật đầu một cái nói, đa tạ hai vị sai gia nâng đỡ, về sau nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương, cũng mời hai vị đừng khách khí. Hai người ánh mắt sáng lên, một cái khác béo một điểm nha sai nói, có cô nương câu nói này, huynh đệ chúng ta hai người chuyến đi này không tệ. Nha môn còn có việc, chúng ta xin từ biệt, hai người ôm quyền, quay người rời đi. Trần Định Huy đi theo bận bịu đưa cho hai bạc nói, làm phiền hai vị sai gia vất vả đi một chuyến, điểm ấy bạc hai vị cầm đi uống rượu đi. Hai vị nha sai trên mặt cười, bận bịu khách khí cự tuyệt, cùng trước đó vừa tới thời điểm thái độ, quả thực là 180 độ bước ngoặt lớn. Đưa tiễn nha sai sau, Mộ Vân Sơ mấy người chuẩn bị trở về nhà, thôn dân đều theo ở phía sau, muốn cùng Mộ Vân Sơ kéo quan hệ, Mộ Vân Sơ liền làm như không nhìn thấy. Thôn dân đều hối hận vậy sẽ đem Mộ Vân Sơ cho đắc tội, nghĩ đến về sau làm sao nghĩ biện pháp bổ cứu. Rất nhanh Lý Chính ngoại tôn nữ bái thần tiên làm sư phụ sự tình, liền bị mọi người truyền ra, còn nói tiên nữ hạ phàm. Dù sao mấy cái phiên bản, càng truyền càng mơ hồ. Mộ Vân Sơ muốn chính là cái hiệu quả này, bằng không nàng lúc nào mới có thể làm việc thiện, thu thập công đức chi quan, mở ra lầu nhỏ tầng thứ 3 đâu. Chương 27, thịt nướng. Trần Định Huy về đến nhà, tâm tình thật tốt còn cho Thẩm Ngọc Hoàng các nàng nói về, sự tình vừa rồi, nghe mấy người đều hối hận không thôi, làm sao liền không có đi theo nhìn xem đâu. Từ khi Trần Định Huy lần trước từ trong huyện trở về, liền mệnh lệnh mấy cái cháu trai đi học cho giỏi, chỉ cần ở nhà liền nhìn chằm chằm ba cái cháu trai. Ba cái nam hài thời gian là qua khổ không thể tả. Trần Không tính cách có chút nhảy thoát, ngồi không yên, Trần Phong tuổi tác mới 8 tuổi cũng chỉ mới nghĩ lấy ham chơi. Hai người bị Trần Định Huy hung tợn đánh một trận. Trần Vũ dù sao, nhưng cũng cảm thấy tổ phụ trở nên quá nghiêm khắc chút. Cái này không hôm nay náo nhiệt như vậy sự tình đều không coi trọng, đang dùng ánh mắt u oán nhìn xem Trần Định Huy đâu. Trần Định Huy không nhìn thẳng nói, Vân Sơ nếu không có cái sư phụ sư tỷ che chở, hôm nay liền chúng ta liền đều bị bắt nạt, các ngươi là không gặp những người kia, biết được cái này là Vân Sơ các nàng mua, từng cái mắt đều đỏ, ta đây Lý Chính đều không để vào mắt. Các ngươi về sau nhất định phải cho ta đi học cho giỏi, về sau khảo thủ công danh, xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Trần Vũ mấy người nghe được các thôn dân liền tổ phụ đều không để vào mắt, còn đỏ mắt biểu muội vừa mua địa. Trần Vũ vội nói, tổ phụ ta sẽ tiếp tục cố gắng đọc sách, về sau kiểm tra công danh cho biểu muội làm chỗ dựa. Trần Không hai người đi theo gật gật đầu. Trần Định Huy nghe hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm vuốt râu, các ngươi đều là hảo hài tử. Mộ Vân Sơ len lén sờ sờ mũi, nghĩ thầm về sau mấy người này thời gian khổ cực liền đến. Nhìn một chút mình hai cái đệ đệ, liền đợi đến phòng ở đắp kín, chuyển tới lại đi đọc sách đi. Bình thường mình ở nhà cũng nên, giáo một vài thứ để bọn hắn học mới được. Trần Mạn nhìn xem Mộ Vân Sơ hỏi, biểu muội tiên nữ hình dạng thế nào a? đúng thế, nói cho chúng ta một chút đi. Cái khác hai cái biểu tỷ cũng mở miệng, còn một mặt mong đợi nhìn xem Mộ Vân Sơ. Mộ Vân Sơ nhìn xem lớn hơn mình mấy tuổi ba cái biểu tỷ, nghĩ thầm ta còn chưa quên, ta lần đầu tiên tới tổ phụ nhà, đêm hôm đó các ngươi kia một mặt ghét bỏ biểu lộ đâu. Mộ Vân Sơ ho khan một cái, cười tủm tỉm mà nói, ba vị biểu tỷ, hai vị cửu cửu cũng đều nhìn thấy tiên nữ ngay lúc đó bộ dáng, các ngươi đến hỏi cửu cửu đi, ta muốn cùng tổ phụ thương lượng một chút đóng chuyện phòng ốc. Ý tứ chính là ta không rảnh phản ứng các ngươi nơi nào mát mẻ nơi nào ở. Trần Mạn mấy người tuy có điểm không vui vẻ, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, nghĩ thầm cái này biểu muội có chút mang thù, lần trước mấy người nhiệt tình như vậy chiêu đãi nàng liền hờ hững lạnh lẽo. Không nghĩ tới hôm nay còn qua loa các nàng. Trần Định Huy nghe xong Mộ Vân Sơ nói thương lượng đóng chuyện phòng ốc, nhìn xem người trong phòng nói, đi đều nên bận bịu gấp cái gì đi thôi, Vệ Đông hai người các ngươi lưu lại. Những người khác nhao nhao đứng dậy rời đi, Trần Không nhìn xem Mộ Vân Thành hai người nói, đi ta mang các ngươi đi biết chữ. Mộ Vân Sơ phòng bên trong chỉ còn lại mình, tổ phụ cùng hai cái cửu cửu. Trần Định Huy hỏi Mộ Vân Sơ liên quan tới xây chuyện phòng ốc, mấy người thương lượng một lúc lâu, trên cơ bản đều là Mộ Vân Sơ nói, còn lại ba người nghe, cuối cùng chính là Trần Định Huy phụ trách tìm người, Trần Vệ Đông hai huynh đệ đến lúc đó phụ trách giám sát. Mộ Vân Sơ phụ trách lấy ra bản vẽ là được, về sau liền thành vung tay trưởng quỹ. Tại Trần gia đơn giản ăn cơm trưa, Mộ Vân Sơ muốn trở về, Trần Định Huy còn để Trần Vệ Đông đuổi xe bò đi đưa. Hai cái cậu nương mặc dù không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt chất đầy nụ cười. Mộ Vân Sơ không nghĩ lý mấy cái biểu tỷ, cũng là bởi vì các nàng quá thế lực chút. Mình nếu là lộ ra quá dễ nói chuyện, đến lúc đó nói không chừng đều muốn cầm bóp mình một cái. Hiện tại liền để các nàng nhận rõ mình, cũng tốt hơn về sau trở mặt. Sau khi về đến nhà, Mộ Vân Sơ nhìn xem nhà mình trong viện bị Trần Vệ Đông vượt qua địa, còn hoang, trừ một mảnh nhỏ vung một điểm rau xanh hạt giống. Mộ Vân Sơ từ trong giếng múc nước, cho trong viện tưới nước, thời tiết quá nóng, Mộ Vân Thành hai người ở một bên nhìn xem, Mộ Vân Sơ nói, đi các ngươi đi ngủ sẽ cảm giác, ta một hồi liền tưới xong. Mộ Vân Thành nhìn một chút đỉnh đầu lớn mặt trời, mình cũng không giúp đỡ được cái gì, ngáp một cái nói, vậy được rồi, tỷ tưới xong ngươi cũng ngủ một lát. Mộ Vân Sơ gật gật đầu, biểu thị biết. Nhìn xem hai người đi vào, nghĩ đến đánh nước giếng tưới địa, cũng quá mệt mỏi, nghĩ đến không gian bên trong dòng sông, Mộ Vân Sơ dùng ý niệm khống chế liền đem nước sông từ không gian điều ra tới. Không bao lâu liền đem trong viện, không có vùng giống tử vườn rau đều tưới tốt, nghĩ đến đợi sáng mai từ từ không gian làm chút đồ ăn miêu cắm bên trên, về sau cũng tốt cho không gian giả bộ ngớ ngẩn. Trở lại phòng nhìn thoáng qua hai cái đệ đệ, ngủ được rất thơm. Mình về phòng bếp đi đến giường nhỏ một bên, lách mình tiến không gian. Viên Viên cùng tiểu nhân tham gia trong không gian truy đuổi đùa giỡn, nhìn thấy Mộ Vân Sơ tiến đến, đều chạy tới, Mộ Vân Sơ nhìn xem tiểu nhân tham gia ngạc nhiên hỏi, tiểu nhân vạch tội ngươi lớn lên nha. Tiểu nhân tham gia một mặt ngạo kiều mà nói, kia là tự nhiên, chờ liên tử thành thục ta lại ăn thêm một viên, ta rất nhanh liền có thể trưởng thành nha. Viên Viên nhìn xem tiểu nhân tham gia nói, ai đáp ứng liên tử thành thục muốn cho ngươi, ngươi lại không phải chúng ta cùng một bọn, hừ. Tiểu nhân tham gia nghe nóng nảy mở miệng nói, làm sao không phải cùng một bọn, ta mỗi ngày cùng các ngươi cùng một chỗ. Cùng một chỗ cũng không nhất định là cùng một bọn nha, chúng ta đều cùng tỷ tỷ có khế ước ngươi có sao. Nhìn thấy tiểu nhân tham gia không có sống nói, ngu ngơ tại nguyên chỗ, Viên Viên một mặt ác thú vị mà nói, cho nên, chờ liên tử thành thục cũng không có ngươi phần. Mộ Vân Sơ nhìn xem Viên Viên nói, Viên Viên tiểu nhân tham gia còn nhỏ, ngươi là tỷ tỷ để cho hắn điểm. Đột nhiên Mộ Vân Sơ cảm giác ngón tay của mình tê rần, cúi đầu liền thấy tiểu nhân tham gia cắn nát mình ngón tay nhỏ, sau đó từ chỗ mi tâm bứt ra một giọt trong suốt chất lỏng, nhỏ tại mình ngón tay nhỏ bị cắn phá địa phương. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, lấy ta máu, khế ta chi thân, nguyện tại nhữ, tự nguyện ký kết, sinh tử khế ước. Đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không tướng phụ. Mộ Vân Sơ liền thấy chân mình hạ cùng tiểu nhân tham gia dưới chân, đồng thời sáng lên một cái màu trắng vòng sáng, đồng thời, Mộ Vân Sơ trên tay huyết dịch lơ lửng tại trong hai người ở giữa, một giọt đỏ yêu diễm, một giọt bạch óng ánh. Chỉ thấy hai giọt huyết dịch dung hợp lại cùng nhau sau lại phân mở, phân biệt không có vào hai người chỗ mi tâm. Vòng sáng tán đi. Liền cảm giác trong đầu cùng tiểu nhân tham gia có liên hệ nào đó. Liền nghe được tiểu nhân tham gia thanh âm xuất hiện trong đầu. Tỷ tỷ ngươi đừng giận ta, ta muốn cùng ngươi, giống Viên Viên tỷ tỷ như thế một mực đi theo ngươi, ta đều tiến đến lâu như vậy, ngươi đều không muốn cùng ta khế ước ý tứ, có phải là chê ta quá vô dụng rồi. Mộ Vân Sơ vội nói, không có, tỷ tỷ rất thích ngươi. Viên Viên trừng tròng mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu nhân tham gia, quát, tiểu nhân vạch tội ngươi vậy mà cưỡng ép cùng tỷ tỷ khế ước, nhìn ta không đánh ngươi. Nói liền vung lên nắm đấm hướng tiểu nhân tham gia chạy tới, tiểu nhân tham gia dọa đến nhảy lên liền nhảy đến Mộ Vân Sơ trong ngực. Mộ Vân Sơ nhìn xem hai cái tên dở hơi, cảm thấy mình tính trẻ con đều trở về. Ông lấy tiểu nhân tham gia liền chạy. Viên Viên thấy thế cười dậm chân, tỷ tỷ ngươi lại còn giúp đỡ hắn. Tiểu nhân tham gia bò tới Mộ Vân Sơ trên bờ vai lộ cái đầu nhỏ, một mặt đắc ý nhìn xem Viên Viên, còn hướng. Viên Viên làm cái mặt quỷ. Viên Viên nhìn thấy tiểu nhân tham gia kia muốn ăn đòn dáng vẻ, thử nhe răng tăng tốc độ. Tiểu nhân tham gia vỗ Mộ Vân Sơ bả vai nóng nảy nói, tỷ tỷ chạy mau a. Viên Viên tỷ tỷ sinh khí, đuổi theo nha. Mộ Vân Sơ nghe quay đầu nhìn phía sau Viên Viên, nhìn thấy Viên Viên làm lấy các loại biểu tình hung ác hù dọa tiểu nhân tham gia, một cái nhịn không được cười phun. Đem tiểu nhân tham gia để dưới đất, tiểu nhân tham gia một mặt mộng, nghĩ thầm, tỷ tỷ làm sao không chạy. Chỉ thấy Mộ Vân Sơ quay người ôm chặt lấy nhào tới Viên Viên nói, rất lâu không có vui vẻ như vậy, có các ngươi bồi tiếp ta cảm thấy bất kỳ phiền não gì đều không có. Ha ha ha. Đúng, tại sao không có thấy bao quanh? Viên Viên cười chỉ trên núi rừng quả nói, tỷ tỷ biết ngươi mua một mảnh đất, chuẩn bị xây nhà, nàng đi làm một chút mầm cây ăn quả, đến lúc đó trồng ở hai bên. Bày cái đơn giản mê huyễn ngăn cách trận, đến lúc đó liền không có người loạn nhập đến chúng ta trong viện. Chúng ta cũng có thể thường xuyên đi ra ngoài chơi. Mộ Vân Sơ ánh mắt sáng lên, như thế quá tốt, đi chúng ta cùng đi xem nhìn. Mộ Vân Sơ lôi kéo tiểu nhân tham gia cùng Viên Viên đi vào trên sườn núi, nhìn thấy bao quanh ngay tại cho cây giống tưới nước. Bao quanh đều sớm nghe được mấy người tiếng cười vui. Ngẩng đầu cười nhìn lấy mấy người nói, các ngươi làm sao tới rồi? Mộ Vân Sơ cười nói, chúng ta tới nhìn xem ta nhỏ áo bông a. Bao quanh nhìn chung quanh một lần nói, nơi này đều là ta mới gặp hạng cây, không có cái gì áo bông a. Mộ Vân Sơ nhìn xem bao quanh dáng vẻ khả ái, thổi phù một tiếng, ha ha cười ha hả, chỉ vào bao quanh nói ngươi chính là ta nhỏ áo bông, nói xong lôi kéo Viên Viên cùng tiểu nhân tham gia liền chạy. Bao quanh nhìn thấy Mộ Vân Sơ nói xong cũng chạy, ném trong tay công cụ liền truy, mấy người trong không gian cười toe toét làm ầm ĩ một hồi lâu mới dừng lại. Mộ Vân Sơ nhìn chính mình ba cái tiểu đồng bọn nói, ta làm thịt nướng cho các ngươi ăn đi. Mấy người cũng chưa từng ăn, hỏi thịt nướng là cái gì? Mộ Vân Sơ cười nói, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Để Viên Viên đi bắt hai con gà rừng, 4 cái thỏ rừng đến, Mộ Vân Sơ lưu loát thu thập sạch sẽ, lại để cho bao quanh đi làm một chút mật ong tới, mình đem gia vị đều chuẩn bị kỹ càng, liền kém cây thì là quả ớt mặt. Nghĩ đến về sau mình tới trên núi tìm xem nhìn xem có hay không hoang dại. Bởi vì tại nguyên chủ trong trí nhớ, không có hai thứ đồ này, mà lại mình đang bán hương liệu tiệm tạp hóa cũng không thấy được. Mộ Vân Sơ trước tiên đem thu thập xong gà rừng xoa gia vị, nhìn một chút hồ nước hỏi bao quanh, cái kia lá sen có cái gì? Bao quanh nói, cái kia lá sen cũng có rất cao dược dụng giá trị. Mộ Vân Sơ nhìn xem bàn tròn đồng dạng lớn lá sen, một mặt ngượng ngùng hỏi, có thể hay không xé bên trên một khối, giúp ta bao cái này hai con gà. Bao quanh nhíu mày có chút không nở. Viên Viên cười nói, ta đi, nói xong cũng chạy tới kéo hé mở lá sen đến, còn vui vẻ hỏi, có đủ hay không? Đủ rồi, một cổ lá sen mùi thơm ngát xông vào mũi, Mộ Vân Sơ đem hai con gà dùng bao lá sen, từ dòng sông bên cạnh làm bùn, đem toàn bộ gà liền lá sen cùng một chỗ dùng bùn bao lấy tới. Tiểu nhân xem thêm lấy cau mày hỏi, tỷ tỷ cái này còn có thể ăn sao? Mộ Vân Sơ cười thần bí, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Bao quanh có chút nghĩ che mặt. Làm sao từng cái đều như thế không xem ra gì đâu, đây chính là cửu phẩm kim liên lá cây. Liền tiên giới tu sĩ đều cướp đoạt đồ vật, bị hai người này cứ như vậy hô hố. Nhìn xem trong hồ nước kim liên dưới đáy thiếu vài miếng cánh hoa, cùng thiếu một nửa lá sen có chút đau lòng. Mộ Vân Sơ đem khỏa bùn gà rừng đặt ở đào sông trong hố lại đắp lên thổ. Mộ Vân Sơ dùng gậy gỗ làm hai cái đơn giản tam giác khung, đặt ở chôn gà rừng địa phương, ở giữa để lên củi lửa, điểm lửa, dùng gậy gỗ đem thỏ rừng mặt, bắt đầu nướng lên, trong lòng suy nghĩ có rảnh, phải tìm thợ rèn làm giá thịt nướng đặt ở không gian. Lại mua chút than củi, dạng này về sau muốn ăn thịt nướng tùy thời đều có thể làm. Bao quanh ba người liền nhìn xem Mộ Vân Sơ, một hồi cho thịt thỏ bên trên xoát chút dầu, một hồi lại vung điểm gia vị, cuối cùng còn xoát bên trên mật ong, mấy người nghe thịt nướng mùi thơm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chờ thứ nhất chỉ nướng chín, Mộ Vân Sơ phân cho chảy nước miếng đều nhanh lưu một chỗ ba người. Tiếp lấy tiếp tục nướng. Ba người ăn vào thịt nướng tư vị, thơm ngọt ngon miệng, kinh ngạc. Ăn ngon cực. Viên Viên nói, ta chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Tiểu Nhân Tham Gia nói, cái này thịt nướng nhưng so sánh dược liệu, hoa quả ăn ngon nhiều, nếu là về sau có thế mỗi ngày ăn liền tốt. Bao Quanh cũng cảm thấy thịt nướng ăn thật ngon, cũng là nhất lý trí một cái, nghĩ nói, muốn ăn tự mình động thủ, các ngươi còn muốn lấy để tỉ tỉ cho các ngươi mỗi ngày làm cho các ngươi ăn à. Hai người nghe một mặt ngượng ngùng cười. Mộ Vân Sơ nhìn xem ba cái một bên ăn một bên líu lo không ngừng người. Cười lắc đầu. Mộ Vân Sơ liên tục nướng 6 con thỏ, mới vòng bên trên nàng ăn một miếng thịt, trong lúc đó Viên Viên lại chạy tới bắt mấy cái con thỏ, học Mộ Vân Sơ dáng vẻ đem con thỏ thu thập sạch sẽ. Mấy người ăn không sai. Điệt lắm, Viên Viên ngửi cái mũi nhỏ khắp nơi nghe, miệng bên trong còn lẩm bẩm, vị gì nhi nha. Làm sao thơm như vậy, không phải thịt nướng hương vị. Ta cũng nghe được Tiểu Nhân Tham Gia nói. Bao Quanh nhìn chằm chằm đống lửa nhìn nói, hương vị tựa như là từ trong đống lửa bay ra. Mộ Vân Sơ lúc này mới nhớ tới, dưới đống lửa mặt chôn lấy, nàng làm gà ăn mày. Cười nói, chỉ toàn cố lấy cho các ngươi thịt nướng, đem ta gà ăn mày đều cấp quên, còn tốt các ngươi đều dài lấy mũi chó. Vội vàng gỡ ra đống lửa, đem trong hố 2 cái bùn u cục móc ra ngoài. Ba người nhìn xem đen xì bùn u cục đều nhíu nhíu mày. Chương 28, Kim Liên. Mộ Vân Sơ đem 2 cái đen xì bùn u cục làm tới sạch sẽ địa phương, dùng cái gậy gỗ gõ mấy lần, liền thấy phía ngoài bùn vỡ ra một chút nhỏ bé vết rách, lập tức từ bên trong truyền ra càng đậm mùi thơm. Viên Viên bận bịu ngồi xổm người xuống một mặt hưởng thụ dùng cái mũi nhỏ ngửi tới ngửi lui. Mộ Vân Sơ còn nghe được Tiểu Nhân Tham Gia hút trượt nước bọt thanh âm. Mộ Vân Sơ cũng không nhịn được mùi thơm dụ hoặc, nuốt nước miếng một cái. Tăng thêm tốc độ đem phía ngoài bùn làm sạch sẽ, đã nhìn thấy bên trong khô vàng lá sen. Mộ Vân Sơ mở ra lá sen liền tản mát ra một cổ, lá sen mùi thơm ngát hỗn hợp có thịt gà hương vị. Mộ Vân Sơ nhìn xem đều ngồi xổm người xuống,